Khương Phàm và Thiên Hậu trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau thấy được sự tức giận cùng rung động. Giao dịch đã ký kết, lại còn dùng đế huyết và thần huyết ký kết, mang ý nghĩa đã có hiệu lực. Nói cách khác, nếu như Thương Huyền không thể nào triệt để kết thúc nội loạn trước ngày mùng 1 tháng 9 tại kỷ nguyên năm 20, thời gian qua đi 30.000 năm, một lần nữa đế tộc tám phương sẽ đạp vào tổ địa chúng sinh. Không, không phải kết thúc nội loạn, là bọn người Khương Phàm phải chết mới được tính là kết thúc. Nếu như Khương Phàm cuối cùng dọn dẹp Chí Tôn Hoàng Đạo, đế tộc tám phương vẫn giơ cao khế ước Chí Tôn Hoàng Đạo đã ký kết, ngẩng đầu mà bước lên Thương Huyền. Nếu đế tộc trở về, thần tộc dưới trướng đế tộc trở về. Nếu bọn hắn đều tới, Thương Huyền lâm vào chiến hỏa, tất cả hoàng tộc Hoàng Đạo Bát Châu Thập Tam Hải, đều viễn độ trùng dương, bôn tập trăm vạn giảm thậm chí ngàn vạn giảm, giết vào Thương Huyền. Trăm vạn giảm Thương Huyền, tất nhiên sẽ lâm vào chiến hỏa vô tận, hàng trăm hàng tỷ dân chúng Thương Huyền đều sẽ gặp phải tàn sát. Bọn hắn chối bỏ tín ngưỡng, bọn hắn phụ lòng tín nhiệm của dân chúng Thương Huyền. Sao bọn hắn dám làm như vậy? Đông Hoàng càng lên cơn giận dữ, bi phẫn càng thương tiếc. Cùng là người canh giữ Chí Tôn Hoàng Đạo, hắn rõ ràng phần sứ mệnh cùng ý nghĩa này hơn, cái gọi là mật ước với đế tộc không chỉ là giày xéo tôn nghiêm Thương Huyền, càng làm cho hắn đau khổ thủ vững tín ngưỡng hơn ngàn năm qua đã nhận lấy nhục nhã nghiêm trọng. Diệp Vô Ưu sau khi nói xong, hắn mệt mỏi ho khan vài tiếng. Ở vào lúc ấy cục diện, một bên là đế tộc uy hiếp, một bên là xí thiên giới uy hiếp, thường nói so sánh hai tác hại mà lấy phần nhẹ, bọn hắn hiển nhiên xem các ngươi mang tới uy hiếp nghiêm trọng hơn, cho nên đã tiếp nhận đề nghị của đế tổ. Xích Thiên Thần Triều cũng không phải thật muốn ruồng bỏ tín ngưỡng, mà là có tính toán của mình. Chỉ cần có thể xuất kích lôi đình, một trận chiến định càn khôn sẽ chẳng có chuyện gì, cái gọi là giao dịch càng là rỗng tuếch. Tức có thể bình định Thương Huyền nội loạn, còn có thể tái tạo Thiên Trụ Sơn, còn có thể tránh cho tính toán, một công ba việc. Nhưng, đế tộc há lại dễ dàng bị tính kế như vậy, cho nên. Diệp Vô Ưu mệt mỏi ngẩng đầu lên, đang muốn nói tiếp, đột nhiên chú ý tới bầu không khí trước mặt giống như. Có chút quái dị. Nói xong rồi. Khương Phàm mở miệng, cứ việc cực lực áp chế, nhưng vẫn mang theo sự rung động nổi giận trong giọng nói. Chuyện ta nói chính là đầy đủ nhất, khẳng định nhiều hơn so với Âu Dương Vân Quyệt. Diệp Vô Ưu quan sát đến trước mặt mỗi người dáng vẻ, có toàn thân run rẩy, có gương mặt dữ tợn, có yết hầu nhấp nhô, giống như không khống chế nổi. Cái này giống như không phải bổ sung 2-3 điều nội dung liền có thể đưa tới kích thích a. Diệp Vô Ưu hơi nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên nhắc lên một dự cảm không tốt. Còn có muốn bổ sung gì không? Không có, đây là toàn bộ nội dung giao dịch. Ai đề nghị ra? Xích Thiên Thần Triều. Ta hỏi là ai? Đối thủ cũ của ngươi, vị kia nhân hoàng hẳn là chết lại không chết kia của Xích Thiên Thần Triều, Chu Diễm. Ta cuối cùng hỏi một lần, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ châu thật kỹ, còn có bất cứ cái gì muốn bổ sung không? Diệp Vô Ưu sắp vặn lông mày thành u cục, đột nhiên hỏi câu. Lấy huyết thư mà Âu Dương Vân Quyệt viết ra cho ta xem một chút. Khương Phàm đưa ánh mắt ra hiệu với Đông Hoàng Như Yên, lần này Đông Hoàng Như Yên đã ngầm hiểu. Tất cả cảnh sinh mệnh nàng khống chế cắm vào trên người Diệp Vô Ưu, bỗng nhiên kéo ra số lượng lớn khí tức sinh mệnh. Diệp Vô Ưu vô cùng suy yếu lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Hỗn đản, một đám tạp toái. Đầu Xích Thiên Thần Tôn bị chó gặm sao? Xích Thiên Thần Triều là sức mạnh bảo vệ mạnh nhất Thương Huyền, ngay cả thần tộc mà đế tộc tám phương khống chế cũng không dám cưỡng ép đối kháng, vậy mà bọn hắn. Vậy mà, Từng câu từng chữ nổi giận liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được tin dữ đột nhiên xuất hiện này được. Đối với bọn hắn mà nói, đế tộc xâm lấn đã là đang đếm ngược. Bởi vì điều kiện giao dịch là Chí Tôn Hoàng Đạo đổ sát toàn bộ hầu như không còn, nhưng bọn hắn há có thể không chiến mà chết. Huống chi, nếu đã ký kết điều kiện, khẳng định đế tộc sẽ bí mật nhúng tay, sớm muộn đế tộc cũng đều sẽ khởi xướng xâm lấn. Ta thật không rõ. Thiên Hậu chậm rãi lắc đầu, nàng rất giận, cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Mặc dù cuối cùng bọn người Xích Thiên Thần Tôn đã đưa ra hiệp nghị bổ sung, cố gắng duy trì tôn nghiêm của bọn hắn cùng Thương Huyền, nhưng bọn hắn đều là lão tổ tông đã sống hơn ngàn năm, đều là hộ giả chân chính của Thương Huyền, hẳn là rất rõ ràng rốt cuộc làm giao dịch như vậy cùng đế tộc sẽ có ý vị như thế nào. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã điên rồi, hay là hồ đồ rồi. Trong trí nhớ của nàng,
Xích Thiên Thần Tôn giống như không phải người như thế. Tinh thạch ký ức còn lại đều nhắm ngay Diệp Vô Ưu. Bạch Tai khống chế Diệp Vô Ưu đứng lên, lại trên sự khống chế xương cằm, làm ra hình miệng nói chuyện. Lại cho một người bắt chước giọng của Diệp Vô Ưu, lời hắn vừa mới nói, lặp lại một lần nữa. Đáy mắt Khương Phàm lóe ra ánh mắt tàn nhẫn, người nói không ghi chép liền không ghi chép. Chuyện như vậy, không cho ngươi chiêu cáo thiên hạ, đều có lỗi với giao dịch mà Chí Tôn Hoàng Đạo làm. Khụ khụ. Đám người thoáng hoàn hồn, Thanh Lý cuống họng, lẫn nhau học lại giọng của Diệp Vô Ưu, cuối cùng đã đẩy hoàng bánh nướng đi ra. Bạch Tai khống chế Diệp Vô Ưu đứng ở trong cánh rừng, duy trì tốt thế đứng, miệng theo xương quai hàm không ngừng nhúc nhích mà khép mở. Sau khi hoàng bánh nướng lặp đi lặp lại nội dung giao dịch của đế tộc thật tốt, hắn đã bắt đầu phối hợp cùng Bạch Tai. Nhưng nói chuyện, phát âm không phải đơn giản như khống chế xương cốt, hai người lặp đi lặp lại phối hợp hơn trăm lần, mới khiến cho dáng vẻ nói chuyện của Diệp Vô Ưu trở nên tự nhiên. Sau đó, 17 khối tinh thạch ký ức nhắm ngay Diệp Vô Ưu, ghi chép xuống việc hắn, tự thuật, về giao dịch liên quan tới đế tộc. Thời điểm bọn hắn ở phía trước luyện tập, Khương Phàm cùng bọn người thiên hậu ở phía sau đã bắt đầu suy nghĩ đối sách. Cuộc giao dịch này của Chí Tôn Hoàng Đạo không chỉ có tạo thành bi kịch cho cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn, cũng đẩy tất cả bọn hắn lên hoàn cảnh khó chịu cực đoan. Trước đó, bọn người Khương Phàm chỉ cần chỉnh đốn Thương Huyền, ứng phó chiến trường Thiên Khải, cuối cùng lên trời chứng đạo, thành tựu đế vị, liền có thể đạt được thiên hạ tán thành, trở thành chủ nhân Thương Huyền thật sự, sáng lập đế tộc thứ 9. Đến lúc đó, Thương Huyền khôi phục yên ổn, địa vị của tổ địa chúng sinh sẽ một lần nữa trở lại vấn đề nên có. Nhưng bây giờ, cho dù là bọn hắn hoàn thành chỉnh đốn đối với Thương Huyền, thì cũng đều phải đứng trước sự khiêu chiến của Bát Châu Thập Tam Hải. Mà cho dù Khương Phàm xưng đế, cũng đều chưa hẳn an toàn, bởi vì đế tộc tám phương đều đã nhìn chằm chằm. Thiên Hậu nói, chúng ta nhất định phải hoàn thành chỉnh đốn đối với Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất. Mong muốn trước đó là trong vòng 10 năm, bây giờ đều muốn áp xúc đến tầm 2 năm. Thời gian chỉnh đốn ban đầu càng ngắn, thời gian chuẩn bị phía sau này của chúng ta sẽ càng dài. Chúng ta, Ngô Chính Uyên mở miệng lại trầm mặc, vào giờ phút như thế này hắn thực sự không nên nói những lời ủ rũ. Nhưng thể hiện của mọi người đều rất nghiêm trọng. Chinh chiến Thương Huyền, trấn áp Chí Tôn Hoàng Đạo, đã là chuyện khó khăn trùng điệp, mà tạm thời còn không nhìn thấy hy vọng, kết quả nguy cơ mới lại xuất hiện, lại còn là vô số cường tộc từ Bát Châu Thập Tam Hải. Bọn hắn thật sự có thể làm được sao? Bọn hắn lại có thể kiên trì được bao lâu? Đế tộc tám phương, Long tộc, Bạch Hổ, Hắc Ma, Bắc Thái vân vân. Dưới trướng đế tộc tám phương còn có bảo vệ cấp bậc thần tộc giống như Xích Thiên Thần Triều, tổng số lượng đã đạt tới 16 cái trở lên. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã cảm giác tê cả da đầu, thậm chí bọn hắn có thể tưởng tượng đến hình ảnh thảm liệt khi đế tộc tám phương thống ngự vô số cường giả đăng nhập Tân Hải, quét ngang đồ sát, thật giống như biển động sôi trào bao phủ đại lục. Mang theo năng lượng vô địch phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Những người như bọn hắn đây có thể chống cự bao lâu? Đủ để bọn hắn nhét kẽ răng sao? Nhất là đám khổng tước yêu tộc vừa mới gia nhập, phần nhiệt tình vừa mới dâng lên kia, từ đầu đến chân đều đã bị tưới lạnh buốt. Khương Phàm chú ý tới tâm tình của mọi người, nói. Ta đã hiểu lo lắng của các ngươi, nhưng chuyện không phải nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta công bố tinh thạch ký ức đã ghi chép quá trình Âu Dương Vân Quyệt viết huyết thư và Diệp Vô Ưu tự thuật ra khắp Thương Huyền, dân chúng tất nhiên sẽ lăng mạ Chí Tôn Hoàng Đạo, cũng không còn tôn trọng bọn hắn, tất cả thánh địa Thương Huyền liền có thể danh chính ngôn thuận ủng hộ chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ có được cơ sở dân ý kiên cố, liền có thể mượn dùng Thương Sinh Cung, tập kích Hoàng Đạo. Bây giờ dân chúng tụ tập đến Tổ Sơn càng ngày càng nhiều, đã là nơi mà Chí Tôn Hoàng Đạo không dám đi trêu chọc. Nhất là dưới tình huống mất hết danh tiếng, lại không dám chấn áp Tổ Sơn, phá hư vòng tròn an toàn còn sót lại của dân chúng. Có Thương Sinh Cung duy trì, chúng ta có thể nhanh chóng giải quyết từng hoàng đạo ngoại vực. Giải quyết mỗi một hoàng đạo, thực lực chúng ta liền sẽ được tăng cường một phần, nếu như có thể giải quyết toàn bộ Chí Tôn Hoàng Đạo, tài nguyên rộng lượng ở nơi đó sẽ tạo nên càng nhiều thánh vương thánh hoàng, thậm chí là thần linh cho chúng ta. Ta còn có thể làm giao dịch cùng man hoang chiến tộc. Mặc dù bọn hắn có liên hệ cùng huyết ma tộc, nhưng xưa nay cũng không thật sự bị quản chế, nhất là trong chuyện giải quyết Xích Thiên Thần Triều này, bọn hắn khẳng định sẽ tận hết sức lực.
cũng không phải tất cả đế tộc đều sẽ đặt chân đến Thương Huyền, ví dụ như tinh linh đế tộc. Ta có thể dùng Đông Nam Thiên Môn, làm giao dịch cùng bọn hắn. Trừ cái đó ra, Thương Huyền Đại Lục có thể trấn nhiếp đế tộc tám phương, không chỉ là dựa vào chí tôn hoàng đạo, trong này có giao dịch bí mật giữa đế tộc, càng dính đến đế quân đã từng có của Thương Huyền, hư không đại đế. Nghe nói hắn đã từng lưu lại qua đế ngấn bí mật, có thể bảo vệ Thương Huyền. Khương Phàm nhìn về phía Đan Hoàng, sau khi hắn dung hợp đầu lâu kiếp trước, cũng đã khôi phục càng nhiều ký ức càng toàn diện hơn, trong này liền có bí mật về đế quân mấy vạn năm trước. Tuy nhiên tình huống cụ thể là cái gì, hắn cũng không biết, chí tôn hoàng đạo Thương Huyền cũng đều không biết, bởi vì chưa từng có người nào thật sự phát hiện qua. Nhưng Khương Phàm đã từng nghe Đan Hoàng đề cập đơn giản tới. Ta biết bí mật của Thương Huyền tổ địa, ta cũng có manh mối. Theo những gì ta hiểu rõ, đế ngấn là tương liên cùng vũ trụ hư vô, cực kỳ cường thịnh, nhưng lại bí ẩn vô tung, chủ yếu nhằm vào tất cả đế quân mưu toan bước vào Thương Huyền. Đan Hoàng nói xong lời nói này, thể hiện nghiêm trọng của đám người rốt cuộc cũng đã thoáng hỏa hoãn. Hơn nữa, khi nhìn đến Đan Hoàng, trong lòng bọn họ cũng đã thoáng trấn an. Vị này chính là chí tôn đan đạo, thần linh đan sư, nếu như có thể trở về đỉnh phong, hoàn toàn bù đắp được giá trị của 2-3 vị thần linh. Khương Phàm ủng hộ nói. Cục diện xác thực rất nghiêm trọng, nhưng tuyệt đối không phải không có hy vọng. Tràng nguy cơ này xác thực là từ chúng ta mà lên, nhưng chúng ta không thẹn với lương tâm. Tràng nguy cơ này xác thực cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng chúng ta sống cả đời này, ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ khổ tu cả đời, cuối cùng không có tiếng tăm gì mà chết già mới là kết cục tốt nhất? Oanh oanh liệt liệt, huống chi không phải cách sống càng đặc sắc. Nếu như cuối cùng chúng ta thắng thì sao? Chúng ta sẽ sáng tạo lịch sử hoàn toàn mới, chúng ta sẽ chế tạo ra chiến kỷ huy hoàng cho Thương Huyền, chúng ta sẽ được hậu thế kính ngưỡng, chúng ta càng không thẹn với lương tâm. Nếu như cuối cùng chúng ta thất bại, nhưng chiến đấu để bảo vệ cho Thương Huyền, chiến đấu để bảo vệ tổ địa, chết cũng không hối tiếc. Nếu như chúng ta chết rồi, chỉ bằng những việc chúng ta làm ở nhân gian này, sau khi đến U Minh địa ngục, chúng ta làm quỷ cũng vinh quang. Quỷ chủ địa ngục, đều muốn cung kính nghênh đón. Chúng ta không thể chi phối quyết định của chí tôn hoàng đạo, chúng ta không thể nào ảnh hưởng tới phán đoán của người khác, nhưng con sóng lịch sử đang theo chúng ta đánh tới phía trước, không sai, chính là chúng ta là lui lại. Nhận thua, e ngại, hay là, dũng cảm tiến tới, giết ra một đường máu. Giọng Khương Phàm khẳng khái vang dội, lần nữa để trấn khí thế cho đám người. Tận hết khả năng chúng ta có, không oán trách không hối hận. Không phụ dân chúng, không phụ sứ mệnh, không phụ trận gặp nhau này giữa ngươi và ta. Sắc mặt căng cứng của Đông Hoàng Càn cũng đã thoáng hỏa hoãn, mặc dù rất không quen nhìn một ít diễn xuất của Khương Phàm, nhưng không thể không thừa nhận, trên thân cái tên điên này luôn có một mạch như vậy, một sự vĩnh viễn không e ngại, vĩnh viễn không chịu thua, còn luôn có thể ủng hộ sức lực người bên cạnh. Kiếp trước như vậy, kiếp này càng sâu hơn. Hắn nhớ tới trước đó, khi cuối cùng thần tôn đã quyết định hợp tác cùng Khương Phàm, đêm hôm đó ngài đã đến Thiên Khải chiến trường thương lượng qua cùng hắn, nhẹ giọng tụng ngâm qua vài câu tiểu thi. Tuyết dâm cành đầu thấp, tuy thấp không dính bùn. Một khi mặt trời ló ra, vẫn hướng mặt lên trên như cũ. Đây chính là cốt khí, đây chính là tinh thần, đây chính là cái nguồn sức lực mà thần tôn thưởng thức Khương Phàm nhất kia, cũng là lực lượng để ép hy vọng đến trên người Khương Phàm. Dưới sự ủng hộ của Khương Phàm, đám người liên tiếp khôi phục tinh khí thần. Không phải bọn hắn e ngại chiến tranh, mà là vừa vặn cái tin dữ kia thật sự đã để cho bọn hắn cho rung động. Tràng diện Bát Châu Thập Tam Hải tràn ngập đất trời vượt trên tới, thật để cho người ta ngạt thở. Khương Phàm nhìn thấy vẻ mặt mọi người đã chuyển biến tốt đẹp, lại tiếp tục nói. Trước tiên không nên thông cáo chuyện mật ước của đế tộc ra ngoài, chỉ là liên hệ tổ sơn bên kia, bàn bạc cùng thánh chủ. Làm chút chuẩn bị, tận hết khả năng hoàn thiện khu an toàn, mở rộng số lượng dân chúng nơi đó. Chờ đến lúc chúng ta hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng khởi xướng tập kích, lại giải tin tức, dẫn bạo bầu không khí Thương Huyền, cung cấp cho Tổ Sơn một cơ sở ủng hộ chúng ta. Ngươi là muốn đánh ai? Đông Hoàng Càn dứt bỏ lo lắng cùng tạp niệm, nếu nguy cơ đã tới gần, bọn hắn phải giải quyết Thương Huyền trong thời gian ngắn nhất. Cửu Lê Thần Cung hay là Thiên Cực Giới? Tiêu Phượng Ngô nhớ mong đến Chu Thanh Thỏ. Giao dịch của đế tộc là chí tôn hoàng đạo, sau khi giải tin tức đi, mục tiêu tức giận của dân chúng cũng sẽ là chí tôn hoàng đạo,
cho nên Thương Sinh Cung chỉ có đả kích Chí Tôn Hoàng Đạo, mới có thể hợp tình hợp lý, không đến mức bị người quá lên án Tổ Sơn thành công cụ của chúng ta. Đại Quang Mang Thần Điện. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy sát ý. Chính là Quang Mang Thần Tôn điên cuồng phóng thích, suýt chút nữa đã đoàn diệt cao tầng bọn hắn đối với Quang Mang Thần Tôn xem như hận thấu xương. Quang Mang Thần Tôn sống chết chưa biết, xem như còn sống, cũng là nửa sống nửa chết, thực lực 10 không còn 1. Trong Tam Đại Chí Tôn Hoàng Đạo, thực lực của Quang Mang Thần Điện tương đối yếu nhược. Mục tiêu lựa chọn đầu tiên, ta chọn Đại Quang Mang Thần Điện. Khương Phàm nhìn về phía Thiên Hậu. Chuyện này đã là muốn báo thù, càng là thấy rõ ràng Quang Mang Thần Điện càng yếu, hơn nữa còn có thể lợi dụng Thương Sinh Cung. Thiên Hậu chần chờ. Chúng ta còn thiếu rất nhiều thực lực để tập kích Quang Mang Thần Điện. Trong thời gian ngắn địa ma thụ sẽ không thức tỉnh, Khương Quỳ cũng cần thời gian dài điều dưỡng, như thế này Thánh Hoàng cũng chỉ thừa 4 người các ngươi, vạn giới môn còn bị hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù Quang Mang Thần Tôn sinh tử chưa biết, mặc dù cao tầng bị thương nặng tại thâm không, nhưng chính là như thế này, phòng ngự của Quang Mang Thần Điện khẳng định sẽ được điều động toàn diện, Thần Tôn đang ngủ say ở nơi đó đã mất đi, còn có vô số di cốt Thánh Hoàng. Quang Mang Thần Kiếm, Thiên Phạt Thần Kiếm, hai đại thần kiếm có uy lực phi phàm. Bằng vào thực lực chúng ta bây giờ, xem như lại phối hợp với Thương Sinh Cung, cũng khó có hiệu quả. Khương Phàm nói, trước khi tập kích Quang Mang Thần Điện, ta sẽ đi Đông Bắc Bộ một chuyến, làm giao dịch cùng Man Hoang chiến tộc, sau đó cố ý tiết lộ bóng dáng, để các phương nghĩ lầm chúng ta muốn liên thủ tập kích Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều chắc chắn sẽ triệu tập Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện tập kết. Như thế này thì lực phòng ngự của Quang Mang Thần Điện sẽ hạ xuống đến yếu nhất. Thiên Hậu lắc đầu. Dù cho phòng ngự của Quang Mang Thần Điện có yếu hơn nữa, cũng sẽ không yếu đến mức để cho chúng ta tùy ý chà đạp. Các ngươi ngẫm lại uy lực bạo kích lần kia của Quang Mang Thần Tôn đi, nếu như Tổ Địa Thần Điện dùng pháp trận thôi phát thần uy, lại hiện ra đổ sát như thế thì sao? Ta không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Chàng nói kế hoạch hợp tác cùng Man Hoang chiến tộc hấp dẫn lực chú ý quả thật có thể thực hiện, nhưng trước đó, đầu tiên chúng ta phải tăng thực lực lên. Phương pháp tốt nhất để tăng thực lực lên, chính là chiến tranh. Cho nên, trước khi triển khai hành động nhằm vào Quang Mang Thần Điện, ta đề nghị giải quyết một hoàng đạo đầu tiên. Ý kiến hướng đi chiến tranh của Khương Phàm và Thiên Hậu đã xuất hiện không đồng nhất. Khương Phàm thật sự lo lắng chính là nếu như Quang Mang Thần Tôn còn sống. Rất có thể hắn sẽ lợi dụng thần nguyên phong tồn trong thần điện nhanh chóng khôi phục, không chỉ có như vậy, Quang Mang Thần Điện cảm nhận được nguy cơ sinh tử, còn có thể điều động các tài nguyên phong tồn khác, tận hết khả năng bồi dưỡng Thánh Vương mới, thậm chí là Thánh Hoàng. Mặc dù độ khó cực lớn, nhưng dù sao đây cũng là siêu cấp hoàng đạo truyền thừa vài vạn năm, nội tình phong phú đến mức người cũng khó có thể tưởng tượng nổi. Thời gian kéo càng lâu, Quang Mang Thần Điện khôi phục càng nhanh. Cho nên hắn muốn sớm đả kích, mau chóng đả kích. Nếu như thành công, bọn hắn còn thu hoạch được phong phú cực độ. Số lượng lớn thánh cốt, thậm chí là thần vật, đều có thể phong phú cho Xí Thiên Giới bọn hắn, nhanh chóng bồi dưỡng càng nhiều cường giả hơn. Càng quan trọng hơn là, Khương Phàm muốn hung hăng trả thù Chí Tôn Hoàng Đạo, tìm cho các huynh đệ cơ hội bên trong Xí Thiên Giới phát tiết lửa giận mà mình nhẫn nhịn. Mặc dù những chuyện này rất khó. Nhưng chỉ cần đến lúc đó Tổ Sơn có thể liên tục phóng Thương Sinh Cung 3 lần trở lên, hẳn là có thể thay hắn trọng thương Thánh Hoàng ở bên trong, do Kiều Vô Hối phối hợp với Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại mau chóng đột phá. Thiên Hậu thì bắt đầu cẩn thận, Xí Thiên Giới thật không chịu được thương vong nào nữa, nhất là sau khi vừa mới biết được giao dịch của đế tộc, đã làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực dưới tình huống cực đoan. Thứ bọn hắn cần nhất bây giờ là một trận thắng lợi nhẹ nhàng vui vẻ. Để đề chấn khí thế, càng cần hơn một trận cơ duyên có thể thật sự cầm tới tay, đến khôi phục nguyên khí. Mà Quang Mang Thần Điện, quá mạnh, dù sao đó cũng là hang ổ của Quang Mang Thần Tộc, khổ tâm gầy dựng vài vạn năm, còn có tài nguyên thiên khải cực phong phú, thậm chí bởi vì thần tôn sống chết chưa biết, nên nàng mới trở nên vô cùng cảnh giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Quang Mang Thần Điện cũng đã bắt đầu tuyên thệ nội bộ, muốn cùng tồn vong với thần điện. Cho nên bây giờ thật không phải lúc tiến công Quang Mang Thần Điện, không phải lưỡng bại câu thương, thì chính là bi thảm trở về. Ảnh hưởng khí thế đối với Xí Thiên Giới như thế quá ác liệt. Khương Phàm trầm ngâm một lát, lại nhìn về phía đám người.
Tiếp theo là một trận chiến cực kỳ quan trọng, bất kỳ người nào cũng đều có quyền lên tiếng. Bây giờ giơ tay biểu quyết, là nhanh chóng tập kích quang mang thần điện, hay là vây bắt hoàng đạo ngoại vực. Thiên hậu nói, chờ một chút, ta nói tập kích hoàng đạo, không phải thiên cực giới, cũng không phải cửu lê thần cung, mà là phù tang thần cung. Bây giờ tất cả hoàng đạo đều đã bị thương nặng, đều là đề phòng sinh tử, bọn hắn khẩn trương cao độ, đều cảm giác khả năng chúng ta sẽ đả kích bọn hắn đầu tiên, duy chỉ có tính cảnh giác của phù tang thần cung hơi kém chút, cũng ỷ vào bọn hắn có phù tang thần thụ, không sợ khiêu chiến. Nếu như thế giới ngũ hành nhích tới gần, không cần ngũ hành thần thụ tự mình ra tay, chỉ là triển lộ khí tức, ta tin tưởng phù tang thần thụ có thể bị hấp dẫn lực chú ý, sẽ không khởi xướng tiến công đối với chúng ta. Mặc dù chỉ là dự đoán, nhưng ta tin tưởng phần thắng có thể tại 5 phần trở lên. Về phần Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trực tiếp giết đến nơi đó, chờ bọn hắn biết lại chạy tới, thì cũng đã muộn rồi. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể giải quyết hết phù tang thần cung thật, không chỉ có thể đạt được tài nguyên rộng lượng ở nơi đó, trái lại càng có thể thu thập được hai đại hoàng tộc. Nếu như chúng ta đạt được tài nguyên phong phú của hai hoàng tộc cùng một hoàng đạo, thì ở trong mắt quang mang thần điện và các chí tôn hoàng đạo, thực lực của chúng ta khẳng định sẽ tăng vọt, như vậy sau đó bí mật giao dịch cùng man hoang chiến tộc, không chỉ có thể đề cao lực lượng man hoang chiến tộc hợp tác với chúng ta, cũng có thể để Xích Thiên Thần Triều càng kiêng kỵ, phải kiệt lực mời quang mang thần điện cùng Chu Thiên Thần Điện gấp rút tiếp viện. Ngược lại thời điểm chúng ta tiến công quang mang thần điện, cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm không ít. Trừ cái đó ra, chỉ cần chúng ta hợp lực chiến một trận, giải quyết triệt để phù tang, bình định Tây Bộ, có thể trấn nhiếp thiên cực giới cùng cửu lê ma tộc. Thậm chí có thể công khai gọi hàng, chỉ cần bọn hắn chịu giao ra tù binh, chúng ta liền chiêu cáo thiên hạ, trong vòng một năm, sẽ không tấn công bọn hắn, bởi vậy sẽ bảo đảm phóng thích tù binh an toàn. Lời thiên hậu nói đã lập tức đốt sáng lên vẻ mặt của đám người, ngay cả Khương Phàm sau khi suy nghĩ kỹ cũng chậm rãi gật đầu. Không thể không thừa nhận, tại vấn đề mưu lược chiến tranh, thiên hậu quả thật có chỗ độc đáo. Bầy mưu nghĩ kế, các mặt đều có thể chiếu cố. Đám người trao đổi ánh mắt, sau đó thống nhất ý kiến, đánh phù tang. Khương Phàm an bài nói. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, cũng đều có tổn thương, tiến hành chỉnh đốn 50 ngày, cũng dùng thời gian 50 ngày này, hao tổn một hao tổn tính cảnh giác của tất cả hoàng đạo. An Nhiên, xin mời ngũ hành thần thụ khống chế thế giới hỗn độn di chuyển về hướng đông, chú ý ẩn nấp. Đông Hoàng Càn. Người tự mình bái phỏng thánh chủ, đề cập với nàng chuyện mật ước của đế tộc, mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian 50 ngày mặc dù ngắn, nhưng năng lượng tại thế giới ngũ hành nồng đậm, vượt qua bên ngoài hơn 10 lần, đầy đủ để khôi phục chiến lực chủ yếu. Mà Khương Phàm cũng lo lắng giữa tất cả hoàng đạo lại nổi lên mưu đồ bí mật, cho nên chỉ có thể tận hết khả năng áp súc thời gian. Thiên hậu nói, đại xích thiên hỏa của phù tang thần cung rất khủng bố. Không chỉ có thể trợ chứng thực lực huyết mạch kim ô, còn có thể áp chế và phần diệt tất cả các năng lượng thuộc tính khác, thậm chí có thể khiến cho không gian vặn vẹo. Cho nên lần này không phải tất cả mọi người đều có thể tham dự, cũng không phải tất cả cảnh giới đều có thể tham dự. Đầu tiên, cảnh giới bán thánh trở xuống, không được tham dự. Bao gồm cả võ giả không gian. Thứ hai, thái âm thuộc tính, băng hàn thuộc tính và các loại linh văn dễ dàng bị áp chế, không được tham dự. Thiên hậu nói như thế để rất nhiều người nhíu mày, như thế này tương đương với việc trực tiếp hủy bỏ tư cách tham chiến của một số người. Ví dụ như tỷ muội Hướng Vãn Tình, Chu Bất Dĩ, thậm chí là Khương Diễm, Bạch Tai, An Minh Hề và các sức chiến đấu chủ yếu. Nhưng tưởng tượng quy mô cùng năng lượng của cây phù tang thần thụ kia, bọn hắn cũng có thể chấp nhận sự lo lắng của thiên hậu. Hãy cố gắng lợi dụng khí tức hỗn độn của thế giới ngũ hành cho thật tốt, phù tang thần cung rất mạnh. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Khương Phàm trọng điểm nhắc nhở Khổng Tước yêu tộc, không phải hắn hoài nghi thực lực của Khổng Tước, mà là từ đầu đến cuối Khổng Tước yêu tộc luôn ẩn cư tại Khổng Tước Sơn, kinh nghiệm và thực chiến thiếu rất nhiều. Chúng ta sẽ không cản trở. Khổng Tước Thánh Vương cam đoan. Từ khi bọn chúng đi đến nơi này đến nay, Khương Phàm chưa từng chủ động hướng hắn biểu thị qua hoan nghênh, cũng không có cho hứa hẹn cùng cam đoan, giống như giữa bọn hắn rất lạ lắm, nhưng... Khổng Tước Thánh Vương ngược lại cảm thấy rất dễ chịu với cái cảm giác này, không làm bộ, không xa lạ. Thật giống như, đều là người một nhà, trở về thì trở về, rất tốt mà.
Khổng Tước ngũ sắc của Vĩnh Hằng Thánh Sơn luôn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Khương Phàm, mặc dù lúc trước nàng biết Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn, nhưng thật sự không nghĩ tới Khương Phàm có thể trong thời gian hơn 20 năm ngắn ngủi này, trưởng thành đến tình cảnh như thế, thậm chí còn có thể chân chính dẫn dắt Khổng Tước yêu tộc. Dưới sự thỉnh cầu của Dạ An Nhiên, Khương Phàm, Thiên Hậu, Khương Qua và những người tham chiến chủ yếu, toàn bộ đều phân tán đến xung quanh ngũ hành thần thụ nguy nga như trụ trời, hấp thu năng lượng hỗn độn bế quan tu luyện. Ngũ hành thần thụ không để ý phóng thích năng lượng của mình, đến cái tuổi của nó, đứng tại độ cao như nó đây, sớm đã coi nhẹ hết thảy mọi thứ. Sau khi nhìn thấy Dạ An Nhiên có hy vọng sáng tạo kỳ tích, toàn bộ tinh lực chủ yếu đều đã đặt tới trên người nàng. Về phần năng lượng hỗn độn, năng lượng ngũ hành nhìn như quý giá này, đã không còn quan trọng nữa, huống chi sớm muộn cũng đều là phải dâng ra. Chu Bất Dĩ đều phân phát hơn 20 khối thần cốt cùng thần huyết nồng đậm hắn siêu tập ra ngoài. Bên trong đa số đều là của quang mang thần tôn, rất không thích hợp với hắn, cho nên hắn không có giữ lại nửa điểm. Mặc dù thần cốt và thần huyết rất nhiều, nhưng chỉ chiếu cố ba bên quan trọng. Đầu tiên là Khương Qua. Khương Quỳ và Khương Qua không thể nghi ngờ là người được mong đợi nhất trong các Phượng Hoàng. Một người dung hợp đế cốt hoàn chỉnh, tiềm lực đã được kích phát triệt để. Một người bị đế cốt đâm xuyên ngực, điên cuồng hấp thu qua đế huyết, thậm chí là bị đế huyết cứu sống. Trước đó Khương Quỳ không phụ sự mong đợi của mọi người, bước vào thánh hoàng cảnh, lại tại thời khắc mấu chốt đã phát huy được tác dụng cực lớn. Trong nửa năm bế quan lần trước Khương Qua cũng dùng huyết hồn đan và số lượng lớn tài nguyên thánh hoàng kích phát sâu tiềm lực huyết mạch, chỉ là muốn chân chính bước lên cảnh giới thánh hoàng thực sự quá khó khăn, cuối cùng vẫn không thể thành công. Lần này Khương Phàm đều đưa tất cả toái cốt cùng thần huyết đến từ Chu Thiên Thần Tôn cho Khương Qua, ý đồ dùng thần uy bá đạo đặc hữu của Chu Thiên Thần Tôn, nhắm vào kích phát tiềm lực tôn bá thiên yêu hoàng, Khương Qua này, lại phụ trợ thêm năng lượng hỗn độn của ngũ hành thần thụ, chờ mong có thể có đột phá. Cho dù không thành công, cũng có thể càng trở nên mạnh. Nếu như thành công, lần này tập kích Phù Tăng thì sẽ tăng phần thắng nhiều hơn. Khương Qua đã hiểu chờ mong của Khương Phàm, đã hiểu tầm quan trọng mình, sau cầm tới thần cốt thần huyết hắn đã liền bắt đầu bế quan chiều sâu, kiệt lực kích phát tiềm lực. Số lượng di cốt cùng thần huyết nhiều nhất là của Quang Mang Thần Tôn. Toàn bộ thần huyết giao cho Tặc Điểu, hy vọng có thể khôi phục tốt hơn, tái tạo huyết đan hoàn chỉnh. Tặc Điểu không chỉ có thể hóa thân kim ô, còn khống chế Thái Dương Đồ Đằng, lần tập kích này nhất định có thể phát huy tác dụng quan trọng. Toàn bộ thần cốt thì cho Khổng Tước yêu tộc, nếu như đã trở về, liền phải có ân thưởng. Huống chi hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Khổng Tước vẫn rất cường đại, có thể phân cao thấp cùng Kiều Hinh và các loại Phượng Hoàng. Nếu như có thể tạo nên vị Thánh Vương thứ hai thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên vẫn phải có hy vọng, dù sao cũng là thần cốt, vẫn sẽ xứng đôi vào ít thuộc tính ánh sáng, càng có năng lượng hỗn độn mênh mông đến đỡ. Về phần Khương Phàm, không phải không dùng thần cốt, mà là có thứ tốt hơn, cái đầu của Chu Thiên Thần Tôn bị Liệp Thần Thương đánh xuyên kia. Sát khí Liệp Thần Thương lưu lại bên trong cái đầu này quá nặng, oán niệm của thần tôn càng sâu, lại còn là thần thủ, tươi sống, có ý thức, người khác cũng không hàng nổi. Khương Phàm vừa vặn dùng cái đầu thần này, triệt để ổn định cảnh giới Thánh Hoàng Tân Tấn của hắn. Khỏe mạnh chiến khu thể phách, hấp thu chiến kỹ bên trong, thuận tiện hung hăng tăng lên một đoạn thực lực. Tại thời điểm bọn người Khương Phàm bế quan chiều sâu, những người khác cũng đều không có nhàn rỗi. Năng lượng ngũ hành của thế giới này quá mênh mông, dù sao cũng đã yên lặng diễn biến mấy trăm ngàn năm, chưa bao giờ phóng xuất ra ngoài. Nơi này bất luận là khôi phục điều dưỡng, hay là bế quan tu luyện, đều vô cùng phù hợp. Tiêu Phượng Ngô, Phượng Bảo Nam điên cuồng dung hợp thần nguyên, kích phát tiềm lực. Bọn hắn cảm nhận được áp lực, thậm chí là tức giận xưa nay chưa từng có. Cuộc chiến vừa rồi tại Thiên Trụ Sơn, bọn hắn không tham ngộ, cuộc chiến Phù Tăng sắp bộc phát này, bọn hắn càng không được tham gia. Loại cảm giác này thật rất khó chịu. Bọn hắn thề, khẳng định phải xuất hiện trên chiến trường Cửu Lê Thần Cung, cùng chiến trường tại Quang Mang Thần Điện. Nắm chặt, lại nắm chặt. Ngay cả Đan Hoàng cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Làm luyện đan sư, hắn cực ít đăng lâm chiến trường, nhưng thực lực bên Khương Phàm lệch yếu. Nhất là tiến công loại thế lực đặc thù như Phù Tăng Thần Cung kia, người thừa kế thần viêm hắn đây hẳn là nên đi qua. Chỉ có một người đệ tử này, nên bỏ ra vẫn phải bỏ ra. Sâu trong địa tầng,
nơi địa ma thụ ngủ say. Ma hoa yêu dị mặc dù khô héo, nhưng vẫn tỏa ra huyết quang nồng đậm, huyết hồ chỗ nhụy hoa còn sót lại một vũng máu, nhưng bên trong có mảnh vỡ chủ thể đang co ro. Sau khi dây leo hỗn loạn bị chém đứt, số lượng lớn bộ phận ở lại trong hư không, nhưng một bộ phận kết nối cùng ma hoa còn bảo lưu lại. Cho nên nhìn tổng thể, địa ma thụ vẫn có quy mô khủng bố hơn trăm dặm, vẫn tản ra ma uy nồng đậm. Dây leo bị tàn phá chậm chạp còn nhúc nhích có tiết tấu, đang hấp thu năng lượng trong địa tầng, không ngừng liên tục tẩm bổ ma hoa. Dựa theo loại tài nguyên tại luân hồi bí cảnh kia, thương thế địa ma thụ nặng như thế, muốn khôi phục thật sự cần mấy trăm hơn ngàn năm. Nhưng năng lượng nơi này quá phong phú, càng quan trọng hơn là có năng lượng hỗn độn như đại dương mênh mông, địa ma thụ vẫn có hy vọng có thể thức tỉnh trong thời gian ngắn. Nhưng cụ thể là năm ba năm, hay là vài chục năm, thật sự là không thể đoán được, mà có thể trở lại đỉnh phong hay không, cũng khó để dự đoán. Trừ phi sau này có càng nhiều tài nguyên rót vào. Âu Dương Vân Quyệt cùng Diệp Vô Ưu đều bị ném tới nơi này. Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi nằm ở đó. Hồi hộp nhìn quái vật khổng lồ giống như ma sơn đỏ tươi nguy nga ở phía trước, sợ cái đoạn dây leo nhúc nhích kia đột nhiên bắt hắn ăn tươi. Khương Phàm đáng chết, nói không giữ lời, ta còn không có viết xong, liền không để cho viết. Đùa nghịch ta sao, hắn vốn đã không muốn cho ta sống rời khỏi nơi này. Âu Dương Vân Quyệt gian nan nhúc nhích cơ thể, muốn dịch chuyển khỏi, hắn thật không muốn chết tại xí thiên giới, càng không muốn bị ma quái nhai nát tươi sống ăn hết. Sau khi Diệp Vô Ưu hôn mê nửa ngày, hắn liền chậm rãi tỉnh lại, sau khi nhìn thấy quái vật đẫm máu, hắn kinh hãi hít vào từng ngụm khí lạnh, nhưng sau khi nhìn thấy Âu Dương Vân Quyệt ở bên cạnh, lập tức khinh bỉ hừ một tiếng. Hèn nhát! Ngươi nói cái gì? Âu Dương Vân Quyệt cau chặt lông mày, lúc nào người của Hoàng đạo ngoại vực dám chế giễu chí tôn Hoàng đạo rồi? Ta nói ngươi hèn nhát, mặt mũi của Quang Mang thần tôn đều bị ngươi làm mất hết. Diệp Vô Ưu suy yếu đau đớn hơn, xương cốt toàn thân hắn đã nát hết, giống như tùy tiện động một ngón tay cũng đều khiến đau toàn cơ thể, cái này khiến ý thức hắn đều trở nên hỗn loạn lại bực bội. Ta hèn nhát, Âu Dương Vân Quyệt ta một thân ngông nghênh, từ trước tới giờ không khuất phục bất cứ sự bức hiếp gì, nếu như ta là hèn nhát, thiên hạ liền không có kẻ xương cứng. Âu Dương Vân Quyệt hung ác hô to, nhưng thân thể quá mệt mỏi, lời hô lên đều là hữu khí vô lực. Khụ khụ. Diệp Vô Ưu mệt mỏi ho khan vài tiếng, hơi chậm một lát, ý thức hỗn loạn thoáng tỉnh táo, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một ít thể hiện của bọn người Khương Phàm ngay lúc đó, lập tức nói. Đừng giả bộ với ta đều đã thấy rồi. Ngươi thấy cái gì rồi? Ta nhìn thấy ngươi viết huyết thư. Ta viết huyết thư, liên quan gì đến ngươi? Là chuyện không liên quan đến ta, nhưng vào cái ngày huyết thư chiêu cáo thiên hạ đó, Quang Mang thần điện các ngươi khẳng định sẽ mắng chết ngươi. Âu Dương gia các ngươi đều sẽ hổ thẹn vì ngươi. Đầu ngươi trở thành bột nhão rồi. Chiêu cáo thiên hạ cái gì, huyết thư là cho Khương Phàm nhìn. Loại người như Khương Phàm, sẽ chỉ nhìn đơn giản như vậy. Hắn khẳng định sẽ trắng trợn tuyên dương, sẽ còn ký tên do Âu Dương Vân Quyệt ngươi viết. Một khi giao dịch của đế tộc được bày rõ tại Thương Huyền, tất cả mọi người lại. Ngươi chờ một chút, giao dịch đế tộc cái gì? Âu Dương Vân Quyệt mệt mỏi muốn rằng co. Xương toàn thân lại vỡ vụn, thực sự không động được. Ngươi viết huyết thư, không phải chính là giao dịch với đế tộc. Thả ngươi cái rắm, huyết thư ta viết đều là tên người. Tên người nào? Tên người của Quang Mang thần điện. Ngươi lừa gạt quỷ sao? Đều là người có thân phận, đừng ăn nói lung tung. Ta chính là đang viết tên người, viết tính cách, võ pháp của tất cả mọi người trong thần điện. Ngươi có bị bệnh không? Gục ở chỗ này viết tên người. Diệp Vô Ưu hô hấp dần dần lộn xộn, ngoài miệng thì quát mắng, như trái tim lại nhảy ác hơn, hắn đã ý thức được vấn đề. Khương Phàm bảo ta viết, viết xong tên người liền thả ta đi. Âu Dương Vân Quyệt nhìn chằm chằm Diệp Vô Ưu một lát, đột nhiên hỏi. Lão tặc ngươi đã làm gì? Ta không có viết huyết thư. Mẫu thân nó, ta hỏi là, ngươi đã làm gì? Ta, ngươi cả lăm cái gì, nói chuyện. Ta, Diệp Vô Ưu hô hấp càng ngày càng gấp rút, đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm thét. Khương Phàm, ngươi là tên hỗn đản thiên đao vạn quả, ngươi chết không yên lành. Chính như bọn người Khương Phàm dự đoán, phía ngoài, các hoàng đạo thật sự đều đang khẩn cấp chuẩn bị phòng ngự. Bọn hắn hiểu rất rõ Khương Phàm và đám tên điên kia,
ăn thiệt thòi lớn như TH, khẳng định là muốn báo thù. Huống chi bọn người Khương Phàm còn cất giấu pháo đài không gian càng kinh khủng hơn so với xí thiên giới. Mà, mỗi một hoàng đạo đều cảm giác rất có thể Khương Phàm sẽ tập kích bọn họ đầu tiên. Cửu Lê ma tộc. Bởi vì hoàng đạo Tây Bắc và Tây Nam đều đã không ở đây, bây giờ bọn hắn xem như treo cô độc tại Tây Bộ, đặc biệt bắt mắt, mà biểu hiện của bọn hắn trên chiến trường Thiên Trụ Sơn cũng rất tích cực, còn có chuyện hắc ma thần binh mà Khương Phàm đã biết. Rất có thể hắn khống chế siêu cấp thế giới hỗn độn thần bí, oanh oanh liệt liệt đụng tới bọn hắn. Một khi hệ thống phòng ngự bọn hắn tự nhận là cường hãn bị sụp đổ, Khương Phàm, Bất Diệt Thiên Hoàng, còn có hai vị thánh hoàng không gian, vô cùng có khả năng sẽ triển khai vây bắt bọn hắn thảm liệt. Cửu Lê ma tộc khẩn trương cao độ, tài nguyên có thể điều động thì đều điều động toàn bộ. Nội bộ thậm chí chia làm hai phe phái, có kẻ muốn kiên trì đưa tài nguyên đều đến trong pháp trận. Thậm chí không tiếc việc đều rút tài nguyên tại Hoàng Thành Thiên Khải về đến, dùng tài nguyên vạn năm của Cửu Lê ma tộc, tạo dựng ra hệ thống phòng ngự không thể phá vỡ. Đây là hy vọng duy nhất để bọn hắn chống cự Khương Phàm. Những bộ phận khác thì kiên trì muốn rời khỏi tổ địa, tạm thời rút về Thiên Khải chiến trường, ngồi xem Thương Huyền thay đổi sóng gió. Hai bên dưới tình huống tranh chấp không nghỉ, lão tổ Cửu Lê đã quả quyết đánh nhịp, chủ động liên hệ Hắc Ma đế tộc. Thỉnh cầu chiếu cố Cửu Lê Hoàng Thành trên Thiên Khải chiến trường, sau đó điều Thánh Vương lưu thủ nơi đó cùng toàn bộ tài nguyên ở Hoàng Thành chuyển rời về tổ địa, phong phú đến bên trong hệ thống phòng ngự tại tổ địa, đồng thời tận hết khả năng bồi dưỡng ra mới Thánh Vương. Thuận tiện mật ước với Hắc Ma đế tộc, hy vọng đế tộc có thể cung cấp tài nguyên thần cấp, hiệp trợ Cửu Lê ma tộc bồi dưỡng Thánh Hoàng mới để ứng phó nguy cơ đang mất khống chế tại Thương Huyền. Giữa tháng 10, Hắc Ma tư tế lại đến Cửu Lê ma tộc. Đối với cục diện đột nhiên biến đổi của Thương Huyền, bọn hắn bất ngờ. Bao gồm cả Thiên Khải chiến trường đều gây nên sóng to gió lớn. Bất kỳ bên nào cũng không ngờ tới, thần tộc không gian nguy hiểm nhất Thương Huyền vậy mà lại bí mật hợp tác cùng Khương Phàm, còn thành công lừa bịp tất cả mọi người. Thậm chí bọn hắn còn đoán rằng đoán, tại thời điểm Khương Phàm vừa mới trùng sinh Cửu Thiên Thần Giáo đã phát hiện hắn, cũng làm bạn với Khương Phàm trưởng thành một đường đến bây giờ. Nếu không thì Khương Phàm không thể nào trong hơn 10 năm ngắn ngủi, từ biên hoang đi đến bây giờ, từ linh hồn cảnh trưởng thành đến thánh hoàng cảnh, Khương Phàm càng không khả năng không kiêng nể gì mà khiêu khích các hoàng đạo Thương Huyền. Khương Phàm có thể sống đến bây giờ, có thể có trưởng thành cùng lực ảnh hưởng như bây giờ, thật sự là không thể bỏ qua công lao của Cửu Thiên Thần Giáo. Nhưng, bây giờ nói cái gì cũng đều đã xong rồi. Khương Phàm không chỉ có tránh thoát khỏi việc các hoàng đạo Thương Huyền không tiếc cái giá gì mà xây dựng liên hợp vây bắt, còn hoàn toàn tiếp nạp Cửu Thiên Thần Giáo và Khổng Tước Yêu Tộc, cuối cùng còn dẫn xuất thế giới hỗn độn thần bí hơn, bây giờ hắn đã trở nên càng mạnh, càng có tính nguy hiểm hơn, ngay cả chí tôn hoàng đạo cường hãn đều muốn đầu nhắc phòng ngự tiên cân, mà không phải là tiến công. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, hai hoàng triều là Kiếm Hùng Hoàng Triều, Băng Lam Hợp Chủng Quốc đều đã đứng ở bên phía Khương Phàm rồi. Cho nên, Khương Phàm bây giờ, đã không phải là quy mô sơ thành, mà là đã có được cơ sở trùng kiến vạn thế thần triều. Một khi thần triều được trùng kiến, chẳng khác nào Khương Phàm chân chính tuyên cáo hắn đã trở về, càng tương đương với việc chứng minh thân phận chủ nhân Thương Huyền của hắn, còn một lần nữa có được danh phận hiệu lệnh Thương Huyền. Các ngươi cũng không phải không có trách nhiệm, nếu như không phải lúc trước phán đoán sai lầm, Khương Phàm đã chết tại thần vực Chi Hải, Liệp Thần Thương cũng đã trở lại Hắc Ma tộc. Lê Vô Thương, đế tộc rất thất vọng đối với ngươi. Ngươi còn lâu mới có được trí tuệ cùng dũng khí mà chúng ta dự đoán. Giọng của Hắc Ma tư tế âm trầm phiêu đãng trong cung điện rộng rãi, hai cái con mắt đen nhánh rét căm căm quan sát lão tổ Cửu Lê, Lê Vô Thương ở phía dưới. Lê Vô Thương lạnh nhạt đáp lễ. Nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, các ngươi chỉ là nhìn thấy kết quả, căn bản không hiểu rõ quá trình. Hắc Ma tư tế hừ lạnh. Người đường đường là thống lĩnh tối cao nhất Cửu Lê ma tộc, vậy mà lại có thể nói ra như vậy. Quá trình, đó là cái cớ kẻ yếu tìm cho mình, cường giả chỉ nhìn kết quả, cũng không để ý quá trình. Đơn thuần trong sự kiện lần này, mặc dù các hoàng đạo Thương Huyền đã thất bại, nhưng Xích Thiên Thần Triều cũng không có để bất cứ đế tộc nào cười nhạo, ngược lại cảm thấy áp lực. Vì sao? Bởi vì Xích Thiên Thần Triều vì trấn áp xí thiên giới, dám can đảm điên cuồng, buông tay đánh cược một lần. Đệ nhất Xích Thiên Thần Tôn Thương Huyền so ngàn năm trước càng có đảm phách, càng lộ vẻ quyết đoán. Lê Vô Thương khẽ nhúc nhích đôi môi,
nhưng không có phản bác nữa, chỉ là nói. Nếu ngươi đã tới, đế tộc nơi đó cũng đã làm ra quyết định, nên cầm lấy ra hết, đừng tư tàng một phân một hào. Hắn liệu định Hắc Ma đế tộc khẳng định sẽ giúp đỡ bọn hắn. Bây giờ Hắc Ma đế tộc còn không thể để Cửu Lê ma tộc bọn hắn bại lui, mà là muốn một mực trấn trụ đại địa Tây Bộ, làm lô cốt đầu cầu để Hắc Ma đế tộc đặt chân đến Thương Huyền. Mà bây giờ Khương Phàm đã là thánh hoàng, huyết mạch Chu Tước bắt đầu thức tỉnh toàn diện, hoàn toàn có thể săn giết bất cứ một vị thánh hoàng nào trong thiên hạ, bằng vào Liệp Thần Thương càng có thể uy hiếp thần linh, Cửu Lê ma tộc muốn đối kháng cùng Khương Phàm, không thể chỉ có một vị thánh hoàng. Đế tộc có thể giúp đỡ các ngươi bồi dưỡng mới thánh hoàng, nhưng các ngươi không được cảm giác đó là đương nhiên. Từ tình huống bây giờ, Thương Huyền rất khó giải quyết Khương Phàm trong vòng 3 năm, kết cục tốt nhất đều là lưỡng bại câu thương, cho nên đế tộc liên thủ bước lên Thương Huyền đã là chuyện có thể gặp phải. Nếu đã như vậy, chúng ta cũng không phải quá cần Cửu Lê ma tộc các ngươi. Thậm chí có thánh hoàng đề nghị, cùng với việc bồi dưỡng tân thánh hoàng cho các ngươi, còn không bằng chính chúng ta bồi dưỡng thánh hoàng càng nghe lời, càng tín nhiệm hơn. Cho nên, trải qua nội bộ đế tộc thảo luận, quyết định cuối cùng. Các ngươi muốn có được giúp đỡ, phải ký kết khế ước phụ thuộc một lần nữa, tuyên thệ hoàn toàn hiệu trung Hắc Ma đế tộc, còn phải để Lê Vô Thương ngươi tự mình đi đế tộc, gặp mặt đế quân. Đi qua bây giờ. Không sai, đi ngay lúc này. Nếu như Khương Phàm tiến công Cửu Lê ma tộc chúng ta trong lúc này thì sao? Vậy tốt nhất ngươi nên lên đường ngay bây giờ trước khi Khương Phàm tiến công thì nhanh chóng trở về. Lê Vô Thương cau mày, quái dị nhìn Hắc Ma Tư Tế, mẫn cảm phát giác được mấy phần kỳ lạ. Nếu như ngươi đồng ý liền theo ta đến đế tộc tuyên thệ hiệu chung. Nếu như không đồng ý, ta sẽ rời khỏi bây giờ, cũng mang Cửu Hoàng Hắc Ma bia đi, các ngươi. Tự sinh tự diệt đi. Hắc Ma Tư Tế giống như là đoàn hắc phụ, phiêu đãng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn Lê Vô Thương. Trước lúc này, bọn hắn vẫn ôm lấy hy vọng đối với Lê Vô Thương, cho rằng là nếu giao phó Cửu Hoàng Hắc Ma bia liền có thể tìm cơ hội trấn trụ Khương Phàm, chí ít có thể cuốn Liệp Thần Thương đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn rất thất vọng. Chủ yếu hơn là bọn hắn cảm nhận được sự cấp bách đối với cục diện Thương Huyền bây giờ. Bọn hắn là tuyệt đối không thể để Khương Phàm thật sự trưởng thành đến thần linh cảnh, nếu không Liệp Thần Thương sẽ thật không cầm về được. Cho nên, bọn hắn muốn khởi động kế hoạch sau. Lê Vô Thương mời ba vị thánh vương trong điện đến bên ngoài. Đây là ba vị còn sót lại, những người khác đều chết tại thâm không. Tổn thất, có thể nói tương đương thảm liệt. Lê Thương Mang, Lê Tịch Hoa, hai người các ngươi theo giúp ta đi Hắc Ma đế tộc. Siêu Thiên Tuệ, ngươi lưu thủ thần cung. Lão Tổ Cửu Lê Lê Vô Thương tự mình điểm phái hai vị thánh vương cùng mình đi qua. Lê Thương Mang là thánh vương tuổi tác cao nhất Cửu Lê ma tộc, trung thành đối với hắn nhất. Lê Tịch Hoa là Cửu Lê ma tộc tân tấn thánh vương, bất luận thiên phú, tiềm lực hay là thực lực chiến đấu, đều là số một trong Cửu Lê ma tộc, càng là người được chọn lần này tuyển định phải dùng tài nguyên đế tộc bồi dưỡng thành tân thánh hoàng. Lê Tịch Hoa hạ giọng. Ngài lo lắng Hắc Ma đế tộc giở trò lừa bịp. Ta không tin Hắc Ma đế tộc chịu từ bỏ Cửu Lê ma tộc chúng ta, nhưng ta lo lắng vị thiên diện ma hoàng kia. Từ khi Lê Vô Thương bắt đầu thu lấy Cửu Hoàng Hắc Ma bia, liền vô cùng cảnh giác, dù sao đó cũng là thần binh của thiên diện ma hoàng, há có thể tùy tiện giao cho hắn. Mà thiên diện ma hoàng quỷ dị, mọi người tại thiên khải chiến trường đều biết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt đối không đụng Cửu Hoàng Hắc Ma bia, thậm chí không chịu tùy tiện vận dụng Cửu Hoàng Hắc Ma bia. Hắn thấy, Cửu Hoàng Hắc Ma bia so Khương Phàm còn nguy hiểm hơn. Lê Thương Mang thấp giọng nói. Lão Tổ, chúng ta đương nhiên hy vọng bồi ngài đi qua, nhưng tổ địa này. Cái người kêu cái gì cầm thú kia đâu? Chu Thanh Thỏ. Cứu lại chưa? Không có gì đáng ngại, đã sớm tỉnh. Cha rõ ràng thân phận gì rồi. Là người được Khương Phàm mang ra từ đại hoang bên kia, tự xưng là huynh đệ kết bái của Khương Phàm, em kết nghĩa của Thiên Hậu, huynh đệ của Tu La, người chăn nuôi địa ma thụ, chủ nhân Kim Hống. Con rể Cửu Thiên Thần Giáo, con rể Vô Hồi Thánh Địa, con rể Kiều Gia, đại ca kết bái thiếu của chủ Hỗn Độn, Ngô Thiên Khải, chờ một chút. Nói loạn thất bát tao. Lê Thương Mang nói mà lắc đầu, Lê Vô Thương nghe được thì nhíu chặt mày lên. Lê Thương Mang tiếp tục nói. Căn cứ kết quả chúng ta điều tra được từ bên ngoài, hắn quả thật đã từng là lục phẩm linh văn, lại sau 20-30 năm ngắn ngủi,
đã là thánh linh thiên phẩm, mà còn là cảnh giới bán thánh. Cái này đủ để chứng minh địa vị của hắn ở bên Khương Phàm vô cùng cao. Mà vào thời khắc mấu chốt còn liều mình cứu người, cũng đủ để chứng minh người này trung dũng nhân nghĩa, Khương Phàm bên kia càng sẽ không dễ dàng buông bỏ hắn. Chuyển giao hắn cho Quang Mang Thần Điện, tận lực che giấu, nhưng còn phải hơi tiết lộ tin tức, để đám người Khương Phàm kia biết. Vì sao không đưa cho Xích Thiên Thần Triều? Chu Diễm quá ác tâm. Mặc dù lão tổ Cửu Lê không phải người lương thiện, nhưng thời điểm nghe qua những lời Chu Diễm nói, hắn thật sự là khinh thường. Chỉ sợ Quang Mang Thần Điện không dám nhận. Lê Thương Mang khẽ nhíu mày, bọn tù binh bây giờ chính là khoai lang bỏng tay, ai nắm ở trong tay đều khẩn trương. Mà bây giờ chính là thời điểm suy yếu nhất của Quang Mang Thần Điện, sợ Khương Phàm nổi giận tập kích nhất, nếu như tiếp nhận tù binh, cơ hồ tương đương với việc kích thích Khương Phàm. Cứ đưa qua, về phần bọn hắn cho ai, đó là chuyện của bọn hắn. Thiên cực giới. Mặc dù bọn chúng ẩn nấp ở trong hư không, nhìn như rất an toàn, nhưng Khương Phàm vừa mới đạt được không gian hỗn độn càng thần bí càng kinh khủng hơn, còn có Cửu Thiên Thần Giáo gia nhập liên minh, lùng bắt bọn chúng giống như cũng không khó, vây bắt bọn chúng càng không có áp lực. Mà, bọn hắn còn có được trùng tộc không gian, uy hiếp cực lớn, rất có thể Khương Phàm sẽ giải quyết bọn chúng đầu tiên. Cho nên trình độ khẩn trương ở nơi này so với Cửu Lê ma tộc không kém bao nhiêu. Nữ tử này thật sự là đệ tử của Lan Quỳ sao? Là Như Ý Linh Văn, không sai, mà còn là Thánh Linh Cảnh, địa vị tại Cửu Thiên Thần Giáo cũng không thấp. Thánh Linh Cảnh, vậy mà lại không có tiếng tăm gì. Tấm gương này thật quỷ dị, lại còn có thể thông qua kính tượng ảnh hưởng đến thế giới thật. Chủng tộc nhìn nữ hài nhi hấp hối trong động quật. Trải qua tra tấn khảo vấn, bọn chúng đã biết được thân phận của Lan Nặc, nhưng bất luận là bọn chúng, hay là đám yêu thú của Trấn Nam Yêu Quốc, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này. Nếu là đệ tử của phó giáo chủ, khẳng định thanh danh lan xa, nhưng bọn chúng không có chút ấn tượng nào. Thông qua việc nhấm nháp huyết dịch, bọn chúng có thể xác định là tuổi tác nữ tử này rất nhỏ, cũng khoảng chừng 30-50 tuổi. Từ tuổi tác, linh văn, cảnh giới để phán đoán, trước đó bất kể có phải là đệ tử của phó giáo chủ hay không, địa vị khẳng định là không thấp. Chỉ cần không phải phế vật, giữ lại liền có chỗ hữu dụng. Ta hoài nghi cô ta không chỉ là đệ tử của Lan Quỳ, rất có thể là truyền nhân thánh vương như Lan Độ của Lan gia kia, nếu không tuổi còn trẻ như vậy sao có thể là thánh linh cảnh được. Nàng nói mình là đệ tử Lan Quỳ, hẳn là đang che giấu. Kỳ thật trùng tộc rất đau đầu. Bắt được một nhân vật quan trọng, hẳn là chuyện tốt, nhưng bọn chúng bây giờ là muốn chạy trốn, tạm thời rời khỏi phạm vi Thương Huyền, có thể là ẩn vào hải vực, có thể là tái nhập thiên khải. Bởi vì bọn chúng đã siêu tập được bảo bối tài nguyên rộng lượng từ trong thâm không. Số lượng lớn thánh vương thánh linh không chết đều bị bọn chúng trực tiếp xử tử, bí mật mang theo trở về. Đừng xoắn suýt, nếu như chúng ta muốn ngạnh kháng cùng Khương Phàm, thì nên giữ nữ tử này lại, nếu như tiền kỳ không muốn lại cứng rắn đụng, mà là che giấu trước để tăng thực lực lên, liền ném nữ tử này đi. Ném đi rất đáng tiếc, cho Xích Thiên Thần Triều đi. Xích Thiên Thần Triều sẽ là đối thủ lớn nhất của Khương Phàm, cho bọn hắn một tù binh, cũng coi như là một thủ đoạn lợi dụng. Như vậy cũng rất tốt, đưa cái thứ khó giải quyết này cho Xích Thiên Thần Triều, ta nghĩ hẳn là Xích Thiên Thần Triều rất tình nguyện nhận lấy. Sau khi trùng tộc nghị luận một phen, bọn chúng đã làm ra kết luận như Cửu Lê ma tộc. Cửu thủ Liệt Dương xà hỏi. Cái tên con người có được linh văn cửu thủ Kim Điêu kia đâu? Hoàng Kim Hư Thiên Trùng nói. Người bắt người, người làm quyết định. Cửu thủ Liệt Dương xà nghĩ nghĩ, vẫn không nên rước lấy phiền phức. Ta rất chán ghét việc nhân tộc thức tỉnh linh văn yêu tộc chúng ta, lẽ ra nên ăn hắn. Nhưng nếu các ngươi đã quyết định giao nữ tử kia cho Xích Thiên Thần Triều, vậy thì cứ thuận tiện cũng cho đi. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng cảnh cáo nói. Tùy ngươi, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, tiến vào thiên cực giới phải giữ quy củ của nơi này, bộ tộc các ngươi đều nhìn kỹ cho ta. Nếu như dám can đảm mạo phạm một ít cấm khu của chúng ta, tuyệt đối không khinh suất tha thứ. Cửu thủ Liệt Dương xà liếc mắt nhìn thi hài chồng chất như núi ở nơi xa, trong đôi mắt lóe ra sự tham lam. Bây giờ chúng ta thuộc về một nguồn lực lượng của thiên cực giới, các ngươi càng cần hơn chúng ta tăng cường thực lực thiên cực giới. Cho nên, tài nguyên các ngươi sưu tập được, có thể cho chúng ta một phần hay không? Muốn thần cốt và thần huyết,
các ngươi cũng xứng. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng khinh thường, bởi vì Trấn Nam Yêu Quốc do dự trên chiến trường tại Thiên Trụ Sơn, thậm chí cân nhắc qua việc phản bội, cho dù là cuối cùng vẫn tham chiến, cũng là trốn sau lưng bọn chúng, còn không có dốc hết toàn lực. Chúng ta không cần thần cốt thần huyết, Thánh Vương Thánh Hoàng là được rồi. Cửu thủ liệt dương xà rất tức giận. Nhưng thân ở thiên cực giới, thực sự không dám chống cự, nếu không hàng tỷ trùng tộc kia sẽ di chuyển Trấn Nam Yêu Quốc bọn chúng tới 100.000 thú triều giữa mấy hơi ngắn ngủi để thôn phệ sạch sẽ. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng cảnh cáo nói. Muốn ban thưởng, có thể, dùng trung thành và chiến tích đến để đổi lấy. Cáo từ. Cửu thủ liệt dương xà không muốn lại chịu lấy nhục nhã, quay người muốn rời khỏi. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng lão tổ Thánh Hoàng đột nhiên hô một câu. Gốc cây kia cho các ngươi, thụ yêu thánh cảnh rất hiếm thấy, trái cây trên đỉnh đầu kia hẳn là bảo bối. Cảm ơn, cửu thủ liệt dương xà cắn răng cảm tạ. Một cái cây yêu thì có bảo bối gì, thánh linh thụ yêu thì như thế nào? Thứ bọn chúng thật sự muốn chính là thần cốt cùng thần huyết. Nhất là thần cốt và thần huyết của Quang Mang Thần Tôn, đối với liệt dương xà bọn chúng mà nói không thể nghi ngờ là chân bảo tuyệt hảo. Nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng được cửu thủ liệt dương xà cảnh giới thánh vương thứ hai. Nhưng, côn trùng ti tiện, giả cao quý cái gì? Cửu thủ liệt dương tộc mang theo thụ yêu rách dưới, cũng chính là vạn linh huyết thụ, về tới lãnh địa. Mảnh rừng núi này chỉ có phạm vi trăm dặm, miễn cưỡng có thể chứa đựng con dân yêu quốc. Bọn chúng cũng chỉ là rời đi tinh nhuệ may mắn chủ yếu, không có di chuyển toàn bộ, nếu không, nơi ở đều là vấn đề. Liệt dương xà tộc. Hoàng Kim Sư tộc và các loại yêu vương tộc nhìn thấy cửu thủ liệt dương xà kéo lấy rễ nát cây trở về, vẻ mặt đều lộ ra thất vọng. Xem ra trùng tộc không muốn chiếu cố bọn chúng. Nhất là khiếu nguyệt lang tộc cùng đại địa hùng tộc, tộc trưởng thánh linh của bọn chúng chết thảm trong thâm không, cần bồi dưỡng thánh linh mới gấp. Kết quả, không có hy vọng sao? Trùng tộc không thể nghi ngờ là người thu hoạch lớn nhất cho cuộc chiến Thiên Trụ Sơn lần này, dù là chỉ phân ra 1/5 tài nguyên cho chúng nó thì sao chứ? Lần này chúng ta biểu hiện không tốt, thiên cực giới có thể tiếp nhận chúng ta đã là ban ân. Chờ lần khai chiến sau, dựa theo chiến tích phong thưởng. Cửu thủ liệt dương xà Trấn An nói. Các yêu vương trầm mặc không nói, lần khai chiến sau. Lần khai chiến sau, rất có thể đám tên điên xí thiên giới kia sẽ chiếu cố Trấn Nam Yêu Quốc bọn chúng nhất. Nếu như bọn chúng cơ không thể tăng thực lực lên trước lúc đó, đến lúc đó khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Giờ khắc này bọn chúng thậm chí có chút hối hận khi đã lựa chọn thiên cực giới. Nhưng việc đã đến nước này, bọn chúng không có bất kỳ lựa chọn nào khác nữa, chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Trái cây hái được từ trên yêu thụ. Cửu thủ liệt dương xà ném vạn linh huyết thụ tới trước mặt thất tê tê ủ liệt dương xà, mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng đầu tiên vẫn phải chiếu cố bộ tộc của nó. Thất thủ liệt dương xà nhìn chằm chằm thụ yêu rách dưới ở trước mặt, thất lạc lại bực bội. Sáu cái đầu phân biệt cắn lấy chạc cây cùng lá cây của vạn linh huyết thụ, cái đầu ở giữa kia há miệng ra, cắn một cái vào huyết linh quả tượng trưng cho huyết nguyên của vạn linh huyết thụ chí cao. Răng rắc, phốc phốc, cắn một cái nát, huyết linh quả trong chốc lát bắn ra huyết chiều kinh khủng, giống như là cắn nát một vùng huyết hải, tất cả đầu của thất thủ liệt dương xà đều ầm vang nổ nát vụn, mà huyết khí cuồn cuộn ở bên trong càng là xuất hiện nhiều tiếng thú giống thê lương, cùng thần bí hư ảnh mãnh thú hoa mỹ. Đột nhiên xuất hiện biến cố đã lập tức trấn trụ đám yêu tộc ồn ào hỗn loạn. Mưa máu phun ra đầy trời đều nhuộm hơn 10 dặm sơn hà thành màu đỏ. Giống. Cửu thủ liệt dương xà bi thống, hai tử ăn một quả trái cây bị nổ chết rồi. Cái này, mẫu thân nó, đây là thứ quỷ gì vậy chứ? Hoàng Kim Sư tộc bị máu tươi nhiễm đỏ, kinh nghi khó định nhìn thất thủ liệt dương xà ầm vang ngã xuống. Đây là thụ yêu gì? Đều đã nửa sống nửa chết. Lại còn có thể tự bảo. Nhao nhao cái gì, an tĩnh. Hoàng Kim Hư Thiên Trùng vượt qua đạo ngấn không gian bọn chúng xen lẫn, hội tụ đến nơi này, rất bất mãn khiển trách bọn chúng. Các ngươi cho ta thụ yêu gì, nó đã nổ chết con của ta rồi. Cửu thủ liệt dương xà tức giận đến mức không kiềm chế được. Nó là thụ yêu, là có linh trí, giống như yêu tộc các ngươi. Thời điểm các ngươi ăn không xác định nó có tỉnh táo hay không. Nó không có tỉnh, nó tuyệt đối không có tỉnh, là quả trái cây màu đỏ kia có vấn đề. Trái cây kia nhìn có vấn đề, thời điểm các ngươi ăn có chút cẩn thận không? Ngu xuẩn! Hoàng Kim Hư Thiên Trùng chào phúng hai câu,
liên tiếp rời khỏi. Giống. Cửu thủ liệt dương xà tức giận gào thét, điên cuồng đong đưa thân thể, phát tiết lửa giận. Vạn linh huyết thụ, chết. Cái cây này sinh ra từ thượng cổ thần đình, vốn hẳn là nên một siêu cấp chiến thụ rực rỡ hào quang của thế giới trong tương lai, vậy mà lại bi thảm chết trong tay một đám yêu thú vô tri. Trong động quật, Lan Nặc tựa hồ có chỗ phát giác, đầu ngón tay rất nhỏ giật giật, giống như muốn tỉnh lại, nhưng thân thể chồng chất vết thương lại suy yếu mà vô lực, rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Thiên cực giới dựa theo kế hoạch, lặng lẽ rời khỏi Thương Huyền Đại Lục, lui vào hư không hải vực Nam Bộ ẩn nấp, để tránh lọt vào trận báo thù của Khương Phàm. Bọn chúng gặm nuốt thi hài mình siêu tập được, tận hết khả năng bồi dưỡng chủng tộc càng mạnh hơn, càng hung hãn hơn. Đồng thời phái ra hai đợt chủng tộc, bí mật rời khỏi thiên cực giới. Một đợt chủng tộc đến Xích Thiên Thần Triều, chuyển giao hai tù binh là Lan Nặc cùng Bách Lý Mạc Yêu. Một đợt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Long Tộc, thừa dịp Long Tộc còn không biết bọn chúng siêu tập được thần cốt thần huyết từ trong thâm không, mau chóng từ nơi đó lừa gạt chút tài nguyên, tiếp tục bồi dưỡng chủng tộc càng lớn mạnh hơn, hung hãn hơn. Thương Huyền sắp bộc phát chiến tranh, muốn sống được càng lâu, thậm chí là sống đến cuối cùng, chỉ có thể là tự thân cường đại. So sánh sự khẩn trương giữa Cửu Lê Ma Tộc với cùng thiên cực giới, Chí Tôn Hoàng Đạo càng đề phòng cao độ hơn. Nhất là Đại Quang Mang Thần Điện, lúc này đây chính là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất, lúc ấy thần tôn còn chu diệt nhiều vị thánh vương thánh hoàng của xí thiên giới, sau khi Khương Phàm khôi phục, lúc nào cũng có thể khống chế vũ khí thần bí, đụng tới phía thần điện. Cho nên, sau khi bọn hắn khẩn cấp thương nghị, đã quyết định điều động toàn bộ bí bảo phong tồn đi ra, có thể phong phú pháp trận thì phong phú pháp trận, có thể nuôi dưỡng cường giả thì bồi dưỡng cường giả. Nội tình hơn 2 vạn năm tại thời kỳ đặc thù này đã bị kích phát ra toàn diện. Mạnh như Xích Thiên Thần Triều cùng Chu Thiên Thần Điện cũng không dám chủ quan, bởi vì Khương Phàm làm việc đều là không tuân theo lẽ thường. Người càng cảm thấy không thể nào, Khương Phàm càng có khả năng làm như vậy. Cho nên đề phòng thì đề phòng, nên tăng lên thì tăng lên. Xét thấy loạn cục Thương Huyền trước mắt, bọn hắn đều cho rằng là đến Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn, thậm chí là tình trạng sinh tử tồn vong của Thương Huyền Đại Lục, cũng đều bắt đầu giống như Quang Mang Thần Điện, bắt đầu dùng tài nguyên tổ địa dự trữ, bao gồm cả tuyệt thế bảo thạch lấy được từ Thiên Khải chiến trường, bao gồm cả bảo vật cực đoan siêu tập, chân bảo bí mật phát hiện khác từ trên chiến trường. Bọn hắn muốn bồi dưỡng càng nhiều thánh linh thánh vương, thậm chí là thánh hoàng, cũng chính là giống như Khương Phàm. Bọn hắn đã bắt đầu dùng tài nguyên phong phú cứng rắn đẩy. Trong tất cả hoàng đạo, thoải mái nhất thuộc về Phù Tang Thần Cung. Đầu tiên, bọn chúng không có trực tiếp tham dự trận chiến tại Thiên Trụ Sơn. Thứ hai, bọn chúng không bị thương nặng giống như hoàng đạo khác. Thứ ba, bọn chúng vừa mới được hai đại hoàng tộc hiệu chung, lực ảnh hưởng tại Đông Bộ đã cường đại chưa từng có. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng có được Phù Tang Thần Thụ. Cho nên Khương Phàm sắp triển khai báo thù, khẳng định lựa chọn đầu tiên không phải là bọn chúng. Phù Tang Thần Cung. Nói là thần cung, kỳ thật không có cái gọi là cung điện gì cả, mà chính là một gốc đại thụ che trời. Phù Tang Thần Thụ hoàn toàn không phụ cái tên che trời của nó, đột ngột nhảy lên 9 vạn mét, đỉnh phá trời cao, từ dưới đi lên trọn vẹn 9 tầng tán cây, mỗi tầng tán cây đều trải rộng ra hơn 100 dặm, 9 tầng chỉ lên trời, như là biểu tượng cửu trọng thiên. Thân cây tráng kiện hùng uy, giống như cự nhạc, nơi thô nhất có thể đạt tới vạn mét, rễ cây lan tràn tại địa tầng rộng lớn, phạm vi trải rộng hơn 1000 dặm, từ rễ già đến rễ mới, số lượng cơ hồ không cách nào đánh giá được rõ ràng. Phù Tang Thần Thụ danh xưng Thái Dương Thần Thụ, từ rễ cây đến thân cây đến nhánh cây, rồi lại đến lá cây, đều trải rộng đường vân mặt trời hừng hực, liệt diễm mạnh mẽ, nở rộ ánh sáng chiếu xa vạn trượng. Ánh sáng của nó có thể chiếu thấu thâm không, soi sáng Thiên Khải chiến trường, càng chiếu sáng 10 vạn dặm Đông Bộ. Trong phạm vi 10 vạn dặm này, không có ban đêm, chỉ có ban ngày, cũng không có một con sông hay rừng rậm nào, chỉ có sa mạc vô tận. Có thể nói là, chỗ ánh sáng đi tới đều là lãnh địa thần cung khống chế. Thương Huyền Đại Lục thậm chí trong hải vực Đông Bộ, tất cả chim muông có được huyết mạch kim ô đều hội tụ ở đây, số lượng mặc dù không khủng bố như Thao Thiết, nhưng cũng là gần mấy triệu con. Phân biệt ở trong tán cây với cấp độ nhau trên Phù Tang Thần Thụ. Đỉnh cao nhất của tán cây, không thể nghi ngờ chính là Kim Ô yêu tộc. Làm một trong 12 yêu tổ hồng hoang,
bọn chúng nương theo tài nguyên tự nhiên mà Phù Tăng thần thụ cung cấp, phát triển cường thịnh, hùng cứ phương Đông, uy danh cực thịnh. Bọn chúng dám khiêu chiến cùng man hoang chiến tộc của Đông Bắc Bộ, cũng dám khiêu khích sinh mệnh thần điện của Đông Nam Bộ, càng không sợ xích thiên thần triều của Trung vực Đông Bộ, cho dù là phía sau có Huyền Vũ đế tộc, giữa nhau cũng chỉ đơn giản là liên quan hợp tác. Xích thiên thần triều cao ngạo lại chủ động tới hợp tác với chúng ta, xem ra bọn chúng là khẩn trương thật. Một con tam túc kim ô đứng tại đỉnh Phù Tang, đưa mắt nhìn Chu Diễm đã đi xa. Thân chim màu vàng như đúc bằng vàng ròng, từng đường vân mặt trời cổ lão mà thần bí lưu chuyển ở giữa lông vũ, lộ ra vẻ tôn quý phi phàm, nhưng liệt diễm khủng bố đang phun trào lại đều đốt ra từng vết rách ở không gian xung quanh. Nó là thái tổ của kim ô yêu tộc, lão tổ tông cảnh giới thánh hoàng. Còn chưa đủ thành ý, vậy mà lại chỉ phái một thánh vương tới. Chu Phục Sinh, Chu Nguyên Bá, Chu Ngạo Hoàng ba vị thánh hoàng kia, không chịu tới một tên. Kim ô bên cạnh thái tổ lập lòe kim quang, đồng tử màu vàng bắn ra thái dương chân hỏa, nhấp nháy bức người, bên ngoài thân chảy xuôi đường vân mặt trời, trong cơ thể lại ẩn chứa thái dương hỏa tinh, khí tức kinh khủng tràn ngập tại đỉnh Phù Tang. Nó là tân tấn thánh hoàng của kim ô yêu tộc, tôn vị thái hoàng. Nó vốn là kẻ thừa kế huyết mạch cường hãn của kim ô yêu tộc, đã thức tỉnh tổ mạch chân chính, dựa theo ước định, chờ sau khi thái tổ già yếu lại tiến đến thánh hoàng. Nhưng trận ngờ vực vô căn cứ một năm trước kia đã để bọn chúng khẩn trương cao độ, cho nên đã sớm vận dụng tài nguyên của Phù Tang thần thụ, cưỡng ép đẩy nó lên cảnh giới thánh hoàng. Không phải không chịu đến, là không dám tới. Xích thiên thần triều bây giờ không chỉ có muốn phòng Khương Phàm, mà còn phải phòng man hoang chiến tộc. Khương Phàm khống chế thế giới hỗn độn, man hoang chiến tộc lại có thể xé rách không gian, hai bên đều là xuất quỷ nhập thần, bọn hắn không thể không phòng. Thái tổ phát ra tiếng cười lạnh lẽo, xích thiên thần triều cao ngạo vậy mà cũng có thời khắc chật vật như thế. Thái tổ, ngài cảm giác trận đầu của Khương Phàm sẽ chọn cái nào? Thái hoàng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nếu như không phải đám ngu xuẩn kia hoài nghi bọn chúng, còn uy hiếp bọn chúng, cũng sẽ không trở thành tình trạng luân lạc tới bây giờ. Một trận chiến tại Thiên Trụ Sơn, làm cho cả chiến cuộc Thương Huyền trong nháy mắt đã bị nghịch chuyển, từ đây không còn chỉ là các phương vây bắt Khương Phàm. Mà là tiến vào giai đoạn phòng ngự toàn diện. Cửu Lê ma tộc, không sai được, mặc dù Khương Phàm khống chế thế giới hỗn độn, còn có Cửu Thiên Thần giáo hiệp trợ, nhưng bầy côn trùng xảo quyệt sợ chết này, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Vì sao không phải Quang Mang Thần Điện? Nghe ý kia của Chu Diễm, hẳn là hoài nghi Quang Mang Thần Tôn chết rồi. Khương Phàm không có ngu như vậy, coi như Đại Quang Mang Thần Điện không có thần tôn, cũng không phải nơi mà bọn hắn có thể tùy tiện bắt lấy. Bây giờ Khương Phàm không chỉ là cần phải báo thù, mà hắn càng cần tăng thực lực lên hơn, nếu như tấn công Quang Mang Thần Điện, không phải vứt xuống vô số thi thể, không công mà lui, thì cũng chính là lưỡng bại câu thương, thực lực ngã về lúc trước. Chỉ có tiến công Cửu Lê ma tộc, không chỉ có thể phát tiết, còn có phần thắng, thắng lợi sau có thể được tài nguyên khôi phục nguyên khí. Thái tổ nhìn ra xa xa xôi phương Tây, cười lạnh nói. Đầu tiên là vạn đạo thần giáo bị diệt. Sau đó lại là thái cổ thần miếu đảo vong, bây giờ lại là thiên cực giới rút lui, Cửu Lê ma tộc sắp bị diệt, hoàng đạo Tây Bộ phách lối không ai bì nổi. Mắt thấy là sắp phải kết thúc. Cửu Lê ma tộc sẽ không ngồi chờ chết, rất có thể bọn hắn đã bí mật liên hệ cùng Hắc Ma đế tộc. Ha ha, ngươi nghe không hiểu ý tứ trong lời Chu Diễm nói. Kỳ thật chí tôn hoàng đạo bọn hắn hẳn là tất cả đều điều một vị thánh hoàng, khẩn cấp đi qua gấp rút tiếp viện, phối hợp trấn thủ. Nhưng chúng sẽ không làm như vậy, chính là muốn buộc Cửu Lê ma tộc cầu cứu Hắc Ma đế tộc. Chỉ cần Hắc Ma đế tộc nhúng tay, chẳng khác nào phá hủy mật ước giữa Thương Huyền cùng đế tộc. Xem ra mật ước của đế tộc so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhỉ. Thái tổ càng là hiếu kỳ, cụ thể giữa chí tôn hoàng đạo cùng đế tộc đâu chỉ là ký kết giao dịch, chỉ là Huyền Vũ nơi đó không đề cập với bọn họ, Chu Diễm càng là giữ kín như bưng. Thái hoàng hừ lạnh. Thời điểm này rồi mà còn muốn nội đấu, chí tôn hoàng đạo thật sự càng ngày càng kém. Đừng quan tâm làm gì, thông báo một chút đi, làm tốt chuẩn bị chiến tranh. Sau khi Khương Phàm giải quyết Cửu Lê ma tộc, vô cùng có khả năng sẽ bôn tập chúng ta. Mặc dù Xích Thiên Thần Tôn nói là sẽ tới, nhưng lão già này không phải người lương thiện, rất có thể sẽ sống chết mặc bây. Cho dù là đến, cũng là chờ thời điểm chúng ta liều không sai biệt lắm sẽ lại xuất hiện. Ngài không cần lo lắng, ta đã đi an bài.
Chúng ta có hai đại thánh hoàng, bảy đại thánh vương, chín đại thánh linh, 15 vị bán thánh, còn có mấy triệu thú triều, phối hợp với mặt trời lĩnh vực của Phù Tăng thần thụ, nhất định để Khương Phàm lần nữa lĩnh giáo loại đồ sát giống như quang mang thần tôn này. Thái Hoàng cao ngạo ngẩng đầu. Thời điểm trước đó Phù Tăng thần cung thật đúng là không có nhiều cường giả như vậy, đều là tại thời điểm bị hoài nghi, cưỡng ép điều động tất cả liệt dương quả cùng tài nguyên, bồi dưỡng ra được. Số lượng lớn kim ô cưỡng ép đột phá, đại xích hỏa nha và các loại ô mãnh cầm huyết mạch kim nhao nhao biến đổi. Thực lực tổng hợp gần như đã được tăng gấp bội. Bây giờ kim ô yêu tộc, không thể nghi ngờ là thời kỳ mạnh mẽ nhất gần ngàn năm qua, mà đã đều rút tất cả cường giả có thể rút lui từ thiên khải chiến trường trở về. Thời gian lặng yên trôi qua, các nơi trên thế giới kéo dài con sóng di chuyển oanh oanh liệt liệt, lít nha lít nhít đội xe uốn lượn tại hoang dã, sơn lâm, cao nguyên cùng bất cứ chỗ nào có thể di chuyển, giống như là dòng suối lao nhanh, từ từng địa khu hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành những con sông, lại tràn vào, đại dương mênh mông, mà càng mênh mông hơn, khu an toàn. Ngay cả tất cả thánh địa ngoại vực đều di chuyển đến chỗ địa khu tôn chủ. Một là chính bọn hắn đều bất an, hai là liên hợp duy trì trật tự trong khu vực an toàn. So với dân chúng bình thường đang khẩn trương cùng sợ hãi, thì bầu không khí của tất cả hoàng đạo lại trở nên một ngạt mà khẩn trương. Rốt cuộc mục tiêu đả kích hàng đầu của Khương Phàm sẽ thả đến đâu? Cái này ai cũng không dự đoán chính xác được. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Khương Phàm, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Chu Diễm với mái tóc trắng phơ, già nua khô gầy, thân hình cũng không còn thẳng tắp như năm đó, có chút còng lưng về phía trước, nhưng hai con mắt này vẫn sáng tỏ thâm thúy như cũ. Tam đồng lưu chuyển, bắn ra từng tia sáng lạnh lẽo. Lão tổ, danh sách bồi dưỡng tân thánh hoàng đã có, là do thần tôn khâm điểm, là nhân hoàng đương thời cùng. Một vị tộc nhân phe phái hoàng thất của Chu Diễm gõ mở cửa phòng, cung kính thi lễ một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Là vô thượng vương. Chu Diễm thản nhiên nói. Ngài biết rồi. Ta đoán, nhân hoàng đương thời là Chu Thái Thiên Phú không tồi, năm nay vừa đầy 200 tuổi. Tố chất thân thể chính là thời khắc tốt nhất, hắn còn là nhân hoàng, lãnh tụ trên mặt nổi của Xích Thiên Thần Triều. Tại thời khắc kịch biến ở Thương Huyền này, Thánh Vương bình thường làm lãnh tụ đã không đủ để khống chế cục diện, lựa chọn tân Thánh Hoàng đầu tiên mà thần tôn muốn bồi dưỡng chắc chắn là Chu Thái. Cục diện Thương Huyền đang mất khống chế, thần tôn cần Vương Hầu ủng hộ chặt chẽ hoàng thất, điều động tài nguyên bồi dưỡng nhân thể tất yếu. Không chỉ có trợ giúp chư Vương tiến đến Thánh Vương, mà còn muốn không tiếc cái giá gì để bồi dưỡng vô thượng vương tiến đến thánh hoàng. Chu Diễm ngữ khí rất bình tĩnh, đã sớm dự đoán đến kết quả này. Thế nhưng phái chúng ta thì sao? Mặc dù nguyên hỏa sinh mệnh của nguyên bá lão tổ còn không có dập tắt, nhưng rất có thể chỉ còn mỗi linh hồn, lại tiếp nhận tra tấn, nói câu mạo phạm, nguyên bá lão tổ chết chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, phe phái chúng ta không có thánh hoàng tọa chấn. Lẽ ra nên bồi dưỡng ngài tiến đến thánh hoàng mới phải. Trong giọng nói của vị tộc nhân này đều tràn đầy oán niệm. Ta là người sắp chết, không thể nào lại tiến đến thánh hoàng. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, không có gì là không thể. Vô thượng vương mặc dù rất mạnh, nhưng muốn tiến đến thánh hoàng, không biết sẽ phải chất lên bao nhiêu tài nguyên. Chính là bởi vì bồi dưỡng vô thượng vương cùng Chu Thái đều có khó khăn, cho khẳng định sẽ nên tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Bằng vào nội tình thần triều chúng ta, chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan hai người bọn họ, không thể lại bồi dưỡng tân thánh hoàng khác. Chu Diễm lắc đầu, mặc dù rất hy vọng có thể tái chiến với Khương Phàm, nhưng hắn hiểu được cục diện thần triều. Đây không chỉ là ngươi muốn bồi dưỡng ai liền có thể bồi dưỡng người đó, mà là phải chiếu cố đến các mặt. Bồi dưỡng vô thượng vương, liền phải bồi dưỡng vương của vương phủ khác, càng phải bồi dưỡng những hầu kia, cũng đều phải dốc hết toàn lực mà không thể ứng phó. Đây chính là chỗ bất đắc dĩ của thần triều hình thái chí tôn hoàng đạo. Thế nhưng, không có nhưng gì cả, nếu ta không đoán sai, danh sách bồi dưỡng thánh vương, hẳn là nghiêng về phe phái chúng ta bên này. Chuyện này hẳn là như thế. Tộc nhân không cần phải nhiều lời nữa. Chu Diễm đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời phương xa. Tây bộ còn không có tin tức sao? Tạm thời còn không có. Không bình thường. Khả năng đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là chúng ta cách quá xa, tạm thời còn không có nhận được tin tức. Chu Diễm chậm rãi lắc đầu, cau mày.
Mặc dù tại Thiên Trụ Sơn xí thiên giới đã bị thương nặng, nhưng Khương Phàm là Chu Tước Linh Văn, tốc độ khôi phục rất nhanh, Bất Diệt Thiên Hoàng, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại bị thương đều không nghiêm trọng, hẳn là đều có thể khôi phục thực lực trong thời gian ngắn. Bốn vị Thánh Hoàng, số lượng lớn Thánh Linh Thánh Vương, lại thêm cái thế giới hỗn độn thần bí kia phụ trợ, đủ để hủy diệt Cửu Lê ma tộc. Bằng vào hiểu biết của ta đối với Khương Phàm cùng Thiên Hậu, khẳng định bây giờ bọn hắn đang đầy ngập lửa giận, nóng lòng muốn phát tiết báo thù, cuộc chiến ở Tây Bộ. Trong thời gian ngắn liền có thể bộc phát, nhưng, bọn hắn đang chờ cái gì? Chu Diễm nói một mình giống như đang nỉ non. Tộc nhân trầm ngâm nói. Khả năng tổn thất của xí thiên giới so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn, Khương Phàm cũng đang nghĩ cách bôn tập Cửu Lê ma tộc, nhưng lực bất tòng tâm đâu. Bọn hắn cần thời gian tu dưỡng, sau khi hoàn toàn khôi phục lại xuất kích. Cửu Lê ma tộc tất nhiên ý thức được nguy cơ bọn hắn sắp gặp phải, không phải điên cuồng ra cố phòng ngự, thì chính là bí mật rút lui. Từ bên trên vấn đề chiến lược, Khương Phàm nhất định phải mau chóng xuất kích, lấy thủ đoạn lôi đình hủy diệt Cửu Lê ma tộc. Nếu như chờ bọn người Khương Phàm hoàn toàn khôi phục, Cửu Lê ma tộc nơi đó không phải trở nên không thể phá vỡ, thì chính là bí mật rút lui. Mà kết cục chính là, Khương Phàm không phải vỡ nát răng, thì chính là không thu hoạch được gì. Chu Diễm lắc đầu, vẫn lắc đầu. Hắn và Khương Phàm là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, cũng chứng kiến tất cả chiến tranh của Khương Phàm kiếp trước, hắn hiểu rất rõ Khương Phàm. Bây giờ không khí quỷ quái rất không tầm thường. Thời gian kéo càng lâu, hắn càng hoài nghi Khương Phàm có mục đích khác. Tộc nhân cung kính đứng đấy, không biết nên trả lời như thế nào, hắn liên tục trần chờ, khom người liền muốn cáo lui, Chu Diễm lại đột nhiên hỏi. Tù binh mà thiên cực giới cùng Cửu Lê ma tộc đưa tới đâu? Trong thiên lao tại tầng thứ 8. Thân phận của Lan Nặc đã điều tra xong chưa? Lần đầu tiên nàng công khai xuất hiện, là tại thời điểm bái sư với Lan Quỳ. Lúc ấy còn có nữ nhi của cung chủ thiên cung thứ 9, Đông Hoàng Như Ảnh, bái sư với Đông Hoàng Hoa Thanh. Chuyện này lúc đó đã đưa tới oanh động, một là Lan Nặc cùng Đông Hoàng Như Ảnh đồng thời bái sư với hai vị phó giáo chủ. Chuyện này tại thần giáo là chuyện vô cùng hiếm thấy, hai là hai nữ đều phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, để cho vô số nam đệ tử mê luyến. Ba thế các nàng đều rất điệu thấp, trước đó cũng chưa bao giờ xuất hiện qua bên trong thần giáo. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh chí ít có gia tộc có thể truy tra, có thể xác định bối cảnh lai lịch, Lan Nặc xuất hiện thì lại rất đột nhiên, mà tốc độ phát triển cũng nhanh đến mức không hề tầm thường, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi. Nàng đã liền từ niết bàn cảnh sơ kỳ phát triển đến cảnh giới thánh linh. Mang nàng tới cho ta. À, cái này. Mang tới, ta tự mình thẩm tra. Khởi bẩm lão tổ, sau khi Lan Nặc, Chu Thanh Thọ, Bách Lý Mạc Yêu bị đưa tới, thiên lao liền do người của phe phái phục sinh lão tổ tiếp quản, nói là không có thủ dụ của phục sinh lão tổ, bất kỳ người nào cũng không được tiếp cận bọn hắn. Sau đó thì sao, vẫn luôn bị giam giữ ở bên trong. Hình như là thế. Hoàng đường, bắt tù binh trở lại là để dùng, không phải nuôi. Bây giờ Khương Phàm chậm chạp không chịu xuất hiện, nên giết một vài tên tù binh, hung hăng kích thích hắn. Nếu không, ngài tìm phục sinh lão tổ nói chuyện. Tộc nhân cúi đầu. Bây giờ rất nhiều người đều quy tội thất bại của cuộc chiến tại Thiên Trụ Sơn đến trên thân lão tổ Chu Diễm của bọn hắn, nhất là bên trên chuyện bồi dưỡng Thánh Hoàng lần này, cố ý gạch bối phận cực cao của Chu Diễm đi. Cũng bị người khác nghị luận là trừng phạt. Chu Diễm khẽ nhíu mày, sau khi liên tục suy nghĩ vẫn cảm thấy không nên trêu chọc Chu Phục Sinh. Huống chi, trong tay bọn họ chỉ có 3 tên tù binh, giết 1-2 kẻ cũng không có ý nghĩa gì. Dựa theo dự đoán lúc trước của hắn, cho dù Khương Phàm đào vong từ Thiên Trụ Sơn, cũng có thể vây bắt đến mấy trăm hơn ngàn tù binh, sau đó công khai hành hình, như thế hiệu quả sẽ càng tốt hơn, cũng càng dễ dàng kích thích Khương Phàm hơn. Tộc nhân khom mình hành lễ, lại nói. Nếu như không có việc gì, ta đi xuống trước. Nếu như Tây Bộ bộc phát chiến tranh, ta sẽ báo cáo với ngài trước tiên. Bây giờ cũng đã vào tháng 12, Khương Phàm chậm chạp không có hành động, hẳn là sẽ không lại tập kích Tây Bộ. Chu Diễm cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Phù Tang Thần Cung, chẳng lẽ Khương Phàm nghỉ ngơi dưỡng sức, là muốn nuốt Phù Tang Thần Cung? Chu Diễm lấp lóe ánh mắt. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, hắn bỗng nhiên nắm tay, quay người rời khỏi phòng. Chu Diễm khẩn cấp báo cáo, cũng không có được Xích Thiên Thần Tôn coi trọng.
bởi vì Xích Thiên Thần Tôn vừa mới thảo luận qua cùng hai vị Thánh Hoàng là Chu Phục Sinh và Chu Ngạo Hoàng. Bọn hắn cho ra kết luận là, Khương Phàm đang cố ý kéo dài thời gian. Một là bị thương nặng tại Thiên Trụ Sơn, cần khôi phục. Hai là cố ý, nuôi nhốt, Cửu Lê Ma Tộc, bọn hắn muốn để Cửu Lê Ma Tộc triệu hồi toàn bộ cường giả từ Thiên Khải đến, càng phải để Cửu Lê Ma Tộc đạt được số lượng lớn tài nguyên từ Hắc Ma Đế Tộc nơi đó, chờ Cửu Lê Ma Tộc to béo, lên, lại nhất cử bắt lấy Cửu Lê Ma Tộc. Về phần Phù Tang Thần Cung bây giờ lại quá mạnh, càng có thể khắc chế một ít cường giả trong trận doanh của Khương Phàm, cường giả dưới trướng Khương Phàm vừa mới bị thương, chịu không được càng nhiều tổn thương. Vừa vội cần một trận toàn thắng để trấn khí thế, cho nên không thể nào trực tiếp tiến công nơi đó. Dù sao đây cũng là chiến tranh, không phải mong muốn đơn phương muốn làm cái gì thì làm cái đó, mà là phải căn cứ vào tình huống thực tế, cân nhắc các mặt. Nhưng, thời điểm tất cả ánh mắt đều đang nhìn về phía Tây Bộ, Đông Bộ đã ầm vang bộc phát chiến tranh. Kéo dài an tĩnh, cũng làm cho Kim Ô phía trên Phù Tang Thần Thụ sinh ra hoài nghi đối với cục diện trước mắt. Vì sao Khương Phàm vẫn chậm chạp không có báo thù? Chẳng lẽ là bị thương quá nặng, cần khôi phục? Hay là hắn đang bí mật mưu đồ chuẩn bị phản kích khác? Thái Tổ Kim Ô hoài nghi có phải Tây Bộ đã bộc phát đại chiến rồi hay không, chỉ là giữa bọn hắn cách nhau trọn vẹn 80 vạn dặm, tin tức còn không có truyền tới. Vài ngày sau, cũng chính là vào ngày 10 tháng 12, Phù Tang Thần Thụ nguy nga che trời đột nhiên xuất hiện phản ứng, bắt đầu từ rễ cây. Lít nha lít nhít đường vân mặt trời càng ngày càng hừng hực, từ dưới đáy thẳng tới tầng tầng tán cây, ảnh hưởng đến mỗi phiến cành lá. Sau đó, bắt đầu cháy rừng rực. Liệt diễm ngập trời, mãnh liệt như biển, càng ngày càng mãnh liệt, nhấc lên liệt diễm ù ù. Phù Tang Thần Thụ cao ngất đạt tới 9 vạn mét giống như hóa thành mặt trời chân chính, đốt cháy trời đất, vặn vẹo không gian. Từng tầng ánh sáng, từng vòng liệt diễm, lấy Phù Tang Thần Thụ làm trung tâm. Quét sạch bốn phương tám hướng, cuồn cuộn mênh mông mấy trăm dặm, giữa đất trời không biết đã vặn vẹo ra bao nhiêu vết nứt hư không, kéo dài tới đến vực sâu vô tận. Uy thế mãnh liệt tiếp tục tăng vọt, thẳng tới thần uy. Giống như là Thái Dương Thánh Thần đang ngủ say đã thức tỉnh tại thời khắc này. Tất cả mãnh cầm bên trên Phù Tang Thần Thụ đều bị kinh động, nhao nhao dâng lên, nhìn ra xung quanh. Mặc dù Phù Tang Thần Thụ thiêu đốt Thái Dương tinh hỏa đối với bọn chúng mà nói là vật đại bổ, nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố thay đổi thì tuyệt đối là không bình thường, thậm chí bọn chúng có thể cảm nhận được Phù Tang Thần Thụ đang cảnh giác. Tiếng Kim Ô yêu tộc gáy to sắc nhọn, thét lên ra lệnh tất cả mãnh cầm trên 9 tầng tán cây sẵn sàng chiến đấu. Thái Tổ, Thái Hoàng và hơn ngàn Kim Ô rơi xuống tầng thứ 9, tề tụ đến Tây Bộ, ngắm nhìn phương xa. Liệt Dương Điểu, Đại Xích Hỏa Nha ở tầng thứ 7, mãnh cầm cường hãn ở tầng thứ 8, cũng đều tại phía sau bọn họ gạt ra, đạt hơn vạn số lượng. Mãnh cầm ở tán cây khác kịch liệt gáy to, tắm rửa lấy liệt diễm, triển hiện hung tính. Tại cuối tầm mắt của bọn chúng, tại nơi mà liệt diễm cùng ánh sáng bao phủ, một bóng người đang đạp đi đến nơi này. Hắn nhìn như đi chậm chạp, lại lấp lóe tại chân thực cùng hư vô. Một bước ngàn mét, từng bước tới gần. Hoàn toàn không nhìn lấy nhiệt độ cao cùng năng lượng của Thái Dương tinh hỏa. Hắn thẳng tắp oai hùng, hai con người bắn ra cường quang. Toàn thân hắn đều mặc giáp trụ, trọng giáp, nhìn như nặng nề, nhưng lại đều sôi trào liệt diễm kinh khủng, có liệt diễm màu đen diễn biến thần ma giận dữ gào thét, chúng sinh khó khăn, có liệt diễm màu trắng giống như mình người đuôi rắn, quay quanh trụ trời, càng có liệt diễm kim hồng ngưng tụ ra hình dáng chu tước, dương cánh khiếu thiên, quan sát dân chúng. Ba loại liệt diễm mãnh liệt xen lẫn, va chạm đến sinh tồn, hủy diệt, cùng khí tức tuyệt vọng khủng bố, thấm vào lấy mỗi một góc trên thế gian. Tay hắn cầm lấy chiến thương màu đỏ, huyết khí thảm liệt, xen lẫn xiềng xích pháp tắc, sát khí cuồn cuộn như là đại biểu cho ý chí đất trời. Sát khí cùng huyết khí đang sôi trào, đất trời lại là đang gào thét. Là Khương Phàm. Hắn khoác phần thiên chiến vực, trong tay cầm liệp thần thương, hành tẩu trong hư không đang đổ nát. Lẻ loi một mình đi đến phía Phù Tang Thần Thụ. 50 ngày bế quan, hắn đúng hạn mà tới. Không còn là tân tấn Thánh Hoàng, mà là Thánh Hoàng chân chính. Tất cả truyền thừa, đều đã được lĩnh ngộ. Tất cả táng diệt, đều đã được khống chế. Hắn như là thật sự dục hỏa trùng sinh, tinh khí toàn thân như biển, khí tức lạnh thấu xương như thần. Là Khương Phàm. Thái Tổ cùng Thái Hoàng đứng ở trước mặt Phù Tang Thần Thụ đều chợt có phản ứng.
chẳng lẽ hắn đã giải quyết Cửu Lê ma tộc rồi? Đó là hoàng đạo Tây Bộ, là ma tộc cường hãn, cho dù là giải quyết, khẳng định là phải trả một cái giá thật lớn, chẳng lẽ Khương Phàm liền không cần chỉnh đốn sao? Hay là nói, mục tiêu trận đầu của Khương Phàm không phải Cửu Lê ma tộc, mà là bọn chúng. Hắn từ khi bắt đầu trùng sinh đã không có trực diện qua chúng ta, lần đầu tiên tới Đông Bộ, lại là đến diệt tộc. Diệt tộc, hắn còn chưa đủ tư cách. Hắn đi tới liền đến đây, thật nghĩ mình là thần tổ vạn cầm rồi. Phù tang thần thụ đã thức tỉnh, nhất định có thể hiệp trợ chúng ta chống cự cường địch, toàn tộc nghênh chiến. Thái tổ cùng Thái hoàng nghiêm nghị gáy to. Trận chiến này tới quá đột nhiên, nhưng phù tang thần thụ có thể bộc phát thần uy, mấy triệu mãnh cầm càng có thể tắm rửa thái dương tinh hỏa mà bạo tăng thực lực, bọn chúng hoàn toàn không sợ Khương Phàm cùng Xí Thiên Giới ở sau lưng của hắn. Lão bằng hữu của ta, người hẳn còn nhớ ta càng nhớ kỹ ngươi. Khương Phàm đứng ở ngoài trăm dặm, đón lấy sóng triều liệt diễm như núi kêu biển gầm kia, khinh thường kim ô sáng chói diệu thế nơi xa xa đó. Ân oán kiếp trước, kiếp này không cần nhắc lại. Hôm nay ta tới, là tiễn ngươi lên đường. Cuối cùng nhìn phù tang thần cung ngươi bảo vệ 1000 năm một chút, nhìn con dân của ngươi một chút, theo chân chúng nó nói tiếng vĩnh biệt, nói một tiếng xin lỗi, là một ít lựa chọn kiếp trước kiếp này của ngươi, vào hôm nay đã mai táng bọn chúng. Ha ha, vẫn như tiền thế, miệng đầy cuồng ngôn. Nếu như trong cái đầu kia của ngươi còn có trí nhớ kiếp trước, liền hẳn phải biết thực lực của phù tang thần thụ này, biết tính hủy diệt của mặt trời lĩnh vực. Ta khuyên ngươi từ đâu tới đây, thì mau chạy về chỗ đó, trước khi chưa có thành thần, đừng tới mạo phạm Đông Bộ. Thái tổ kim ô gào lớn, toàn thân bộc phát kim quang hừng hực, phù tang thần thụ ở phía sau mãnh liệt đong đưa, kim mân toàn thân dơ lên lít nha lít nhít tinh quang, ở trước mặt thái tổ kim ô ngưng tụ thành thần tiễn sáng chói, dài đến hơn 20 dặm, ánh sáng hừng hực đến cực hạn, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, như là vô số mặt trời hội tụ thành, chiếu phá càn khôn, vĩnh trú thâm không. Đây là sát tiễn mà Thái Tổ Kim Ô điều động tinh hỏa từ phù tang thần thụ ngưng kết thành, có thể mượn uy lực hạo dương, diệt sát kỹ xảo thế gian, xua tan hắc ám ô trọc, khoảng cách bắn giết có thể đạt tới ngoài vạn dặm, uy thế cực hạn có thể tới gần thần uy. Đây cũng là ỷ vào cường đại để Kim Ô yêu tộc hùng bá Đông Bộ, chống lại man hoang chiến tộc, sinh mệnh thần điện, xích thiên thần triều, thậm chí là hải vực Đông Bộ. Uy lực của một tiễn có thể giết hết thánh vương, phá tan thánh hoàng. Ta lặp lại lần nữa, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nếu không. Ta đưa ngươi lên đường. Thái tổ Kim Ô toàn lực khống chế phù tang sát tiễn, uy hiếp Khương Phàm. Thái hoàng Kim Ô và các loại Kim Ô yêu tộc toàn bộ đều huy động liệt diễm, xen lẫn thành một mảnh biển lửa vô cương, như là có thể lật úp càn khôn. Bọn chúng kịch liệt gáy to, uy hiếp Khương Phàm ở ngoài trăm dặm. Khương Phàm nhấc ngang liệp thần thương, chỉ đến thái tổ Kim Ô. Ngươi đánh ta một tiễn, ta đưa ngươi một thương, chúng ta tỉ thí một chút. Vẻ mặt của Thái tổ Kim Ô chợt trở nên nghiêm trọng, nếu như không phải kiêng kỵ liệp thần thương, làm sao đến mức nói nhảm như vậy, nếu như Khương Phàm đã tới, khẳng định là sẽ không rút đi. Nếu đã như vậy, Khương Phàm, so kiếp trước ngươi càng điên cuồng hơn, nhưng còn lâu mới có được cơ trí như kiếp trước, nếu ngươi đã không biết tốt xấu, vậy liền đi chết đi. Thái tổ Kim Ô dương cánh gáy to, phun ra hỏa tinh của mình, rót vào phù tang sát tiễn. Thái hoàng Kim Ô và hơn ngàn con Kim Ô khác, toàn bộ cũng đều phun ra hỏa tinh, rót vào phù tang sát tiễn. Sát tiễn tăng vọt ánh sáng, cơ hồ còn muốn hừng hực hơn so với phù tang thần thụ, liệt diễm cuồng bạo, như là vô số Kim Ô gáy to ở bên trong. Ầm ầm, không gian ở xung quanh đều sụp đổ, hư ảnh xiềng xích của đại đạo pháp tắc đều xuất hiện sụp đổ trong bóng tối. Uy thế tuyệt luân, cảnh tượng dọa người. Giết! Kim Ô yêu tộc liên hợp thôi động, lấy tinh huyết của phù tang thần thụ, thể hiện ra thần uy chân chính. Như là Thái Dương Thánh Thần phẫn nộ, đánh ra một kích tuyệt thế tới phía Khương Phàm. Răng rắc giòn vang, phù tang sát tiễn hoành hành trong biển lửa, cơ hồ trong chốc lát đã vượt qua hơn trăm dặm, giết tới trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm mạnh mẽ vung vẩy liệp thần thương, nó gào thét, bản thân vận sức chờ phát động đã thức tỉnh toàn diện. Giống như là từng Khương Phàm, cùng nó tầng tầng lớp lớp giao hòa. Khương Phàm không chỉ có để cho mình mạnh hơn, mà bảy bản thân cũng đã mạnh lên, trong chốc lát bộc phát, bành trướng ra thần uy chân chính, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân như thần kim đúc thành, từng khúc cứng cỏi,
bộc phát cường quang vạn trượng, Liệp Thần Thương nhận Khương Phàm kích thích, cũng phát ra bạo động kịch liệt, toàn bộ máu của thần ma ở mặt ngoài đã thức tỉnh, thế giới đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Mỗi thần ma đều như là sôi nổi xuất hiện, bao gồm cả Quang Mang Thần Tôn cùng Chu Thiên Thần Tôn liên tiếp bị đánh xuyên qua thân thể, thời khắc này những bóng người màu đỏ ngòm cũng xuất hiện ở nơi đây. Bóng dáng Khương Phàm tại thời khắc này như là to lớn vô hạn, như thần chủ đồ sát thần ma, phía sau tất cả đều là thần ma táng diệt đang gào thét, xung quanh tất cả đều là máu tươi mà thần ma bắn ra, Liệp Thần Thương bạo động trong nháy mắt, đánh đến phía trước một kích. Keng! Răng rắc! Kịch liệt xen lẫn như là hai chân thân phát ra trọng quyền, lại như là hai thế giới dữ dội va chạm, thanh âm quỷ dị nói là ngột ngạt nhưng lại sắc nhọn, quái dị mà khủng bố. Ở trước mặt Phù Tăng sát tiễn sáng chói, Liệp Thần Thương giống như nhỏ bé hơn rất nhiều, nhưng lại có uy lực khí thôn sơn hà, kinh phá càn khôn. Sau khi xen lẫn, Phù Tăng sát tiễn ầm vang sụp đổ, Liệp Thần Thương như là liên tục đánh xuyên 100.000 liệt dương, nổ lên liệt diễm cùng cường quang vô biên vô tận. Ánh sáng nở rộ vào thời khắc này, cách 10 vạn dặm đều có thể nhìn thấy. Ở nơi xa xôi, Thanh Bình Hoàng Triều và Thiên Quang Hoàng Triều đều đã nhận ra dung chuyển. Không có việc gì. Gương mặt Thái Tổ Kim Ô có phản ứng, khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh thẳng tắp lù lù như núi trong liệt diễm cuồn cuộn kia. Tên điên này rõ ràng là Tân Tấn Thánh Hoàng, vậy mà lại có thể bộc phát ra thần uy. Thế nhưng kiếp trước hắn không có thực lực nghịch thiên như thế này. Thật mạnh. Thái Hoàng Kim Ô càng hồi hộp, mặc dù nó toại nguyện bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, nhưng cho đến khi tiến vào cảnh giới này nó mới hiểu được. Chênh lệch giữa Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng đỉnh phong thật sự là rất lớn, đó không thể nghi ngờ là tính áp đảo, nhưng Khương Phàm chỉ là Tân Tấn Thánh Hoàng, vậy mà lại có thể bộc phát ra thần uy ba động, điều này không thể không để cho nó chấn kinh. Khương Phàm vung vẩy Liệp Thần Thương, chỉ đến Phù Tăng Thần Thụ. Các ngươi tiếp tục, hay là tiếp một kích Liệp Thần Thương của ta? Ầm ầm. Liệp Thần Thương rung động mãnh liệt như là ác thú hoang cổ đói khát, bộc phát ngập trời khí tức huyết sát. Từng cái huyết khí như đại long bay lên không, sát khí cuồn cuộn tựa như biển gầm sôi trào, loạn quấn lấy thiên địa, ngay cả Khương Phàm cánh tay cũng hơi run rẩy, như là khống chế không nổi cái này táo bạo hoang cổ sát khí. Pháp tắc giết chóc, hủy diệt pháp tắc, huyết phách pháp tắc các loại, đều giống như hình thành xiềng xích vô hình vô chất, quấn quanh tới phía Liệp Thần Thương, muốn làm chúa tể của vùng không gian này. Cái hình ảnh này rung động đến kinh khủng. Rõ ràng phản chiếu lấy mấy triệu mãnh cầm trong tầm mắt, kích thích linh hồn, thậm chí là huyết mạch. Đó chính là Chu Tước, thần tổ vạn cầm chân chính. Bắn giết Khương Phàm. Hơn ngàn kim ô dương cánh cuồng kích, giống như hơn hàng ngàn mặt trời đang kịch liệt hoành hành, nhấc lên thái dương hỏa hải bạo động, chiếu thấu hư không, phần diệt mười phương, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Trong các tầng tán cây, hỏa điều thấp thỏm lo âu, không chỉ là nhiếp tuyệt thế sát thế mà Khương Phàm tán phát. Cũng là bởi vì bọn chúng chưa từng nhìn thấy kim ô yêu tộc bạo động qua như vậy. Hơn ngàn kim ô kịch liệt gáy to, sôi trào lên đại xích thiên hỏa, kích phát minh mông huyết mạch, mời được Phù Tăng Thần Thụ vẩy xuống càng nhiều tinh huyết, tái tạo trường tiễn, khóa chặt Khương Phàm. Phù Tăng sát tiễn dài đến hơn 20 dặm, như là vần quanh ra hư ảnh Phù Tăng, mượn tới uy lực mặt trời, thần uy minh mông, đốt động càn khôn. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng. Vạn dặm hoang mạc đều run rẩy, dưới sự thôi động của kim ô cùng thần thụ, Phù Tăng sát tiễn đã bộc phát ra tuyệt thế sát uy, đánh xuyên tất cả ngăn trở ở trước mặt, lấy uy lực sát thần bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm hét lớn đến rung trời, tiềm lực bị nghiền ép giống như được phóng thích đến cực hạn, bảy bản thân bành trướng, đầu lâu kiếp trước kiêu ngạo, thôi động Liệp Thần Thương cuốn lên tuyệt thế tai ương, như là nghịch chuyển thế giới trong nháy mắt, từ mặt trời bạo động đến thế giới hỏa diễm. Lôi vào thế giới sát lục tung bay đầy máu, tuyệt thế sát tràng với tiếng kim ô gáy to từ đại địa đông bộ, đến tiếng thần ma gào thét. Hai tay Khương Phàm cuồng vũ, luân động Liệp Thần Thương như là vung lên thiên địa đại đạo, tinh chuẩn đối kích Phù Tăng sát tiễn. Ầm ầm, những tiếng vang lớn lai tục vang lên băng diệt không gian, vết nứt vô tận như ngàn vạn vực sâu, kinh khủng xé mở vạn dặm sơn hà, cảnh tượng tuyệt luân đến cực điểm. Liệp Thần Thương lại lần nữa đánh xuyên Phù Tăng sát tiễn, như là bắn giết mặt trời, liệt diễm cuồn cuộn cùng cường quang sáng chói ầm vang nổ tung, không gần như chỉ lan tràn dâng trào ở giữa trời đất, mà cũng theo vết nứt vực sâu hoành hành trong thâm không. Giết, giết giết giết. Kim Ô yêu tộc kịch liệt gáy to, tức giận và càng hơn nóng nảy,
bọn chúng tiếp tục thôi động phù tăng thần thụ, liên tiếp bạo phát ra 5 đợt sát tiễn. Nhưng Khương Phàm dũng mãnh như thần, bằng vào thực lực cường hãn, nhất là tuyệt thế sát huy từ liệp thần thương, toàn bộ đều bị đánh xuyên. Thần uy giống như kịch chiến này cơ hồ đã lan đến gần hơn phân nửa đại địa đông bộ. Hình ảnh Khương Phàm băng diệt phù tăng sát tiễn, cực kỳ giống chu tước săn giết mặt trời. Khương Phàm, còn không có kết thúc, kiếp trước ngươi được chứng kiến thần uy chân chính của phù tăng thần thụ. Ta mời ngươi lĩnh giáo lần nữa. Tiếng thái tổ kim ô gáy to cao vút, toàn thân cuồn cuộn tinh huyết, nó thét lên một tiếng ra lệnh, toàn thể kim ô bay lên không bạo kích, xông về tán cây tầng thứ 9. Mấy triệu mãnh cầm từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 9, tại thời khắc này toàn thể đều im miệng không nói gì, bọn chúng thu liếm cánh chim, tản ra ánh lửa, từng vòng quay quanh trên tán cây, nghiêm túc cầu nguyện với phù tang thần thụ. Phù tang thần thụ lắc lư mãnh liệt, kim văn sen lẫn lan tràn ở mặt ngoài liên tiếp dâng lên, mỗi đường đều khuấy động uy lực liệt dương, mỗi đường đều giống như hóa thân của thần thụ. Số lượng của bọn chúng càng ngày càng nhiều, như màn mưa bay lên không. Sen lẫn hội tụ lại, cuối cùng biến thành cửu luân thái dương, vờn xung quanh phù tang thần thụ. Mặt trời tỏa ra liệt diễm vô biên, ánh sáng hừng hực, đốt cháy trời đất. Đây là thái âm thái dương trong thái dương đại đạo, trong đất trời bao la lan tràn ra vô số pháp tắc xiềng xích, vặn vẹo lên hư không, dung chuyển lấy càn khôn. Sự xuất hiện của bọn nó để nhiệt độ ở mấy chục vạn dặm tây bộ đều đang kéo dài tăng mạnh, càng làm cho mặt biển Tân Hải bên ngoài 8 vạn dặm nhanh chóng chìm xuống. Cửu Dương Tề Thiên, bảo vệ phù tang. Thái tổ Kim Ô đều bành trướng cảm xúc, cảnh tượng như vậy ngay cả nó cũng chỉ là được nhìn qua 2 lần. Thời gian thật sự của cây phù tang thần thụ này không cách nào tưởng tượng được, nó đã từng hủy diệt mấy lần, nhưng lại chưa bao giờ hoàn toàn khô héo, luôn có thể lại lần nữa hưng thịnh. Thời gian đã lâu, đều đã lắng đọng được thần uy vô cương. Thời khắc này Cửu Dương phóng thích, chính là phù tang thần thụ hiện ra thần uy chân chính. Mỗi một vòng liệt dương đều mạnh hơn phù tang sát tiễn trước đó. Cửu dương đều xuất hiện, có thể diệt sát thánh hoàng, nó ngược lại muốn xem, Khương Phàm lấy cái gì mà kháng cự. Khương Phàm nhanh chóng lui lại, kéo dài khoảng cách 200 dặm ngóng nhìn phù tang thần thụ nguy nga che trời, cùng cửu luân mặt trời ù ù chuyển động bao quanh nó, hình ảnh rung động càng nương theo liệt diễm cùng cường quang thao thao bất tuyệt, như là muốn đất trời bao la này đều biến thành luyện lô tử vong. Bất luận là sinh linh hay không gian, hoặc là pháp tắc, đều muốn triệt để chôn vùi bên trong luyện lô tử vong này. Khương Phàm rất rõ ràng thực lực của phù tang thần thụ, kiếp trước hắn đã từng lĩnh giáo qua. Nếu như không phải Kim Ô yêu tộc e ngại phù tang thần thụ sau khi thức tỉnh toàn diện sẽ xuất hiện linh trí, thì từ đầu đến cuối bọn chúng cũng sẽ không liên tục dùng thủ đoạn tàn khốc tiến hành áp chế, rất có thể phù tang thần thụ còn sẽ trở nên mạnh hơn, biến thành một tôn chân thần. Khương Phàm nhận lấy cái chết. Thái tổ Kim Ô lễ bái phù tang thần thụ. Từ tầng thứ 9 đến tầng đầu tiên, mấy triệu hỏa điều tập thể lễ bái, thành kính thỉnh nguyện. Nhưng, 9 vầng mặt trời ù ù chuyển động, vậy mà toàn bộ đều hướng phía chính đông. Lúc này ở đông bộ, giữa trời đất đang bị ánh sáng và liệt diễm bao phủ, đột nhiên truyền đến tiếng nổ rung trời, như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, không gian nơi đó đang kịch liệt vặn vẹo, bên trong đột nhiên sụp ra. Từng con sóng chiều hỗn độn dâng cao như sông lưu ẩn chảy ngược, khuấy động khung trời, từng luồng thần uy hồi hộp dân chúng như đại dương vô tận bao phủ khắp thế gian. Thần thụ thế giới tràn ngập khí tức, xúc động phù tang thần thụ, đưa tới giằng co. Phù tang thần thụ mặc dù không có linh trí, nhưng lại có được ý thức phòng ngự, nó có thể phát giác được nguy hiểm mãnh liệt. Đó là xí thiên giới. Không, là thế giới hỗn độn tiếp xí thiên giới đi trong thâm không. Cái khí tức này, bên trong thật sự có thần. Các kim ô trên phù tang thần thụ đều đã bị kinh động, mặc dù đã nghe nói qua chuyện phát sinh bên trong thâm không, nhưng nghe nói và tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy lại hoàn toàn không phải một chuyện. Cái thủy triều hỗn độn như đại dương bạo động kia, cái thần uy lạnh thấu xương đập vào mặt kia, vậy mà để bọn chúng đều có xúc động muốn thần phục. Đúng vào lúc này, Khương Phàm đã ra tay. Lão bằng hữu, tới phiên ta. Toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, cường thế thôi động liệp thần thương. Liệp thần thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, huyết quang yêu dị, mênh mông 100.000 trượng, như là thế giới đỏ thẫm, tranh nhau phát sáng với mặt trời. Theo Khương Phàm toàn lực thôi động, liệp thần thương phát động thần uy trong chớp mắt, sụp đổ không gian,
đứt đoạn đại đạo, mang theo tuyệt thế sát uy xuyên qua hết thảy mọi thứ, vọt vào mặt trời lĩnh vực của Phù Tang thần thụ. Thái tổ Kim Ô bỗng nhiên quay người, vỗ cánh bay lên, nghênh chiến Liệp thần thương. Mặc dù Phù Tang thần thụ tạm thời bị kiềm chế, nhưng nó cũng không phải kẻ vớ vẩn. Kim Ô chính là một trong 12 yêu tổ, huống chi nó còn là Thánh Hoàng đỉnh phong. Ầm ầm, toàn thân Thái tổ Kim Ô lưu chuyển kim mân, huy động ra 9 vầng mặt trời, mặc dù không khủng bố như Phù Tang thần thụ, nhưng tương tự vẫn là cường hãn tuyệt luân, cửu luân mặt trời ù ù xoay tròn, tụ tập lấy Thái Dương tinh hỏa vô tận giữa không gian này, thậm chí cướp đoạt thần khí từ Phù Tang thần thụ. Bộc phát trong chốc lát, tại hình ảnh tuyệt thế do Thái tổ Kim Ô tạo thành ở xung quanh, như là man hoang giáng lâm, vạn thú bôn tẩu, cự nhạc mọc thành bụi, cửu luân mặt trời bay ngang qua khung trời, phần diệt hết thảy. Thái tổ Kim Ô phóng thích cửu luân mặt trời, đồng thời, ngay sau đó lại phóng thích cấm kỵ khác, Thái Dương Thánh Kiếm. Chỗ mi tâm nó bắn ra cường quang, nứt ra thiên nhãn, một thanh lợi kiếm màu vàng xông ra, kim quang lượn lờ, sắc bén thấu xương, đây là bản mệnh thần kiếm, từ ngày sinh ra từ tinh hỏa đã liền bắt đầu thai nghén ở trong cơ thể. Thiên trùy bách luyện, uy lực tuyệt luân, là ỷ vào để Thái Dương Kim Ô dám tranh hùng cùng yêu tộc khác. Thái tổ Kim Ô lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời, thôi động tuyệt kỹ của hai đại truyền thừa, cuồng bạo thôi động, nghênh đón Liệp thần thương. Ầm ầm, Liệp thần thương vô địch, đánh xuyên thiên địa đại đạo, sông ngang 200 dặm, trong chốc lát đã bạo tiến vào thế giới hồng hoang của Thái tổ Kim Ô, như tiên dân thượng cổ, bắn giết thiên dương, cửu luân liệt dương liên tiếp nổ tung. Oanh! Ầm 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 ầm, cửu luân liệt dương sụp đổ, hình thành liệt diễm phong bạo kinh khủng, càng là hình thành hắc ám loạn lưu vặn vẹo, mang đến cho Liệp thần thương trở ngại cực lớn, nhưng không thể dung chuyển một chút quỹ tích, nó vẫn lao thẳng đến mi tâm Thái tổ Kim Ô. Thái Dương Thánh Kiếm chính diện nghênh kích, thánh uy cuồn cuộn, càng là bản mệnh tương liên với Kim Ô, giao hòa cùng mặt trời lĩnh vực, nhưng bang, Thái Dương Thánh Kiếm lại lần nữa vỡ nát, không có bất kỳ lo lắng gì. Thái tổ Kim Ô kinh hồn né tránh, nhưng vẫn bị xỏ xuyên cái cánh của mình, vẩy ra kim huyết đầy trời. Kim Ô yêu tộc bị bạo tạc đánh bay, hình ảnh ở lại trong tầm mắt càng làm cho bọn chúng ớn lạnh toàn thân. Lấy thực lực Thái tổ, bộc phát toàn diện ở trước mặt Phù Tang thần thụ, vậy mà lại không ngăn được một kích của Liệp thần thương. Uy lực của đệ nhất sát khí hoang cổ này có phải là quá nghịch thiên hay không? Nhưng, đang tại thời khắc kịch biến này, một vết tích không gian dọc theo Liệp thần thương xé mở quỹ tích, kéo dài đến đỉnh Phù Tang thần thụ. Bởi vì thanh thế của Liệp thần thương quá kinh khủng đến mức không có bất kỳ người nào chú ý. Đạo ngấn không gian này chính là Đông Hoàng Càn liên thủ với Đông Hoàng Toại diễn biến ra. Bọn hắn chống đỡ sát uy của Liệp thần thương, tại kịch biến thời khắc này, mang theo Khương Phàm xông về đỉnh Phù Tang thần thụ. Vài trăm dặm không gian xung quanh Phù Tang thần cung đều bị đốt thấu. Rất khó thi triển vượt qua không gian bình thường, nhưng Liệp thần thương đã mở đường cho bọn họ. Tại thời khắc Liệp thần thương đánh xuyên Thái tổ Kim Ô, tại thời khắc mà quần thể Kim Ô kinh hồn, một mảnh sóng chiều không gian Dax đột nhiên nổ tung ở phía trước. Khương Phàm hóa thân thành Chu Tước, sáng chói diệu thế, phần thiên diệt thế viêm khủng bố bộc phát, diễn biến ra trường kiếm màu đỏ vàng, Chu Tước Chí Tôn truyền thừa, vô thượng Chí Tôn kiếm. Đây là thần kiếm biểu tượng của Chu Tước. Địa vị hoàng giả tại cầm tộc Chí Tôn. Đây là thần kiếm biểu tượng của phần thiên diệt thế viêm thể hiện ra thần uy diệt thế chân chính. Đột nhiên xuất hiện kịch biến để Thái tổ Kim Ô kinh hồn biến sắc, cũng làm cho tất cả Kim Ô đờ nát tản mát ở các nơi đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Mặc dù bọn chúng là 12 yêu tổ, càng từng cao ngạo khiêu khích qua Chu Tước, nhưng ở trước mặt Chu Tước chân chính, nhất là ở trước mặt Khương Phàm, người đã bắt đầu thức tỉnh huyết mạch Chu Tước thủy tổ, thì vẫn tiếp nhận áp bách đến huyết mạch. Như là chân hoàng giáng lâm. Khương Phàm, nơi này là Phù Tang thần cung, không phải chỗ cho ngươi làm càn. Thái tổ Kim Ô cuồng nộ gáy to, kim quang toàn thân sáng chói, bộc phát đến cực hạn. Nhưng vừa rồi nó tiêu hao quá lớn, hình ảnh Liệp thần thương mang tới giết chóc lại hiện lên ý thức, mà Chu Tước là huyết mạch thủy tổ, xác thực cũng sinh ra áp bách cực mạnh đối với nó. Cho nên thời khắc này nó điên cuồng bạo kích cuối cùng vẫn yếu đi mấy phần. Phốc, vô thượng Chí Tôn kiếm từ trên trời giáng xuống, cường quang vô tận, ba động khủng bố, đó như là tử thần thiên kiếm chảm phá thiên địa, diệt sát chúng sinh. Số lượng lớn Kim Ô muốn nghĩ cách cứu viện, lại run rẩy sợ hãi dưới sát uy tràn ngập đất trời,
nên đều đã không thể động đậy. Duy chỉ có Thái Hoàng Kim Ô chống đỡ áp bách, đuổi giết Khương Phàm, nhưng Đông Hoàng Cằn và Đông Hoàng Toại lại đột ngột xuất hiện, đứng ở trên người của nó. Một người thì đứng trên đỉnh đầu, một người thì lại ở phía sau lưng. Một người huy động xiềng xích không gian, quấn chặt Thái Hoàng Kim Ô, một người tiếp dẫn hư thiên chiến đao, bổ về phía đầu Thái Hoàng Kim Ô. Kịch biến trong chớp mắt, lập tức khóa chặt sinh tử hai vị thánh hoàng. Phốc phốc, vô thượng chí tôn kiếm vô tình bổ Thái Tổ Kim Ô ra, chém chết sinh cơ, phân diệt linh hồn, chém giết nó ngay tại chỗ, không có để lại bất cứ hy vọng nào. Hư thiên chiến đao mượn tới sát thế từ hư không, chém đầu Thái Hoàng Kim Ô. Ngay sau đó, ầm ầm, Khương Phàm đưa một tay nắm chặt trở liệp thần thương về, cuốn lên thanh chiều giết chóc cuồng bạo, hung hăng đánh về phía Thái Hoàng Kim Ô vừa mới bị chém đầu. Thái Hoàng Kim Ô kinh hồn dãy giụa, huyết khí sôi trào, phát động cường quang liệt dương vô tận, như là mặt trời đang sôi trào tại thời khắc này, cường thế chấn vỡ xiềng xích không gian mà Đông Hoàng Toại hình thành. Nó vỗ cánh hét lên đầy giận dữ, muốn mượn dẫn uy lực phù tang thần thụ, tránh thoát khỏi vây giết. Nhưng, Đông Hoàng Toại bị chấn mở, vị lão tổ tông Đông Hoàng Càn này vẫn còn ở trên người nó. Trong 50 ngày bế quan này, Đông Hoàng Càn còn làm một việc lớn hơn, chính là dung hợp cánh tay cụt còn sót mà Cửu Thiên Thần Tôn đã từng đưa cho bọn hắn đến Thiên Khải Hoàng Thành kia. Đông Hoàng Càn lấy huyết khí vô tận, thôi động thần tí cánh tay cuồng bạo cầm cố Thái Hoàng Kim Ô vừa mới mở ra lại. Trong nháy mắt, không gian xung quanh kịch liệt cuồn cuộn, giống như một tầng tiếp lấy một tầng vực sâu đập lên người Thái Hoàng Kim Ô, không chỉ có gắt gao giam cầm nó, mà còn đập đến sôi trào khí huyết, hài cốt run rẩy, máu tươi từ phần đầu bị tách ra liên tục phun ra ngoài. Giết! Khương Phàm hiện ra lăng thiên thuật, nháy mắt đã lao tới, liệp thần thương uy lực lấy đâm rách cửu thiên, xuyên qua Thái Hoàng Kim Ô. Hơn nữa còn là đâm vào từ chỗ cổ, liền xông từ phía sau lưng ra ngoài, khí tức sát phạt thảm liệt, nương theo uy lực huyết sát cuồng loạn, linh hồn và sinh cơ của nó cứ bị chôn vùi như thế. Tân tấn thánh hoàng, làm sao gánh vác được hai vị thánh hoàng đỉnh phong này liên thủ vây bắt? Trận kịch biến này tới quá đột ngột, cũng quá khủng bố, hai vị thánh hoàng của Kim Ô yêu tộc liên tiếp mất mạng, mà các Kim Ô tản mát ở nơi khác, thậm chí đều không thể kịp phản ứng. Nhưng đột nhiên, vào lúc này phù tang thần thụ lại phản kích, liệt diễm kinh khủng như thần hỏa bộc phát, vặn vẹo đất trời, phần diệt không gian. Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, quả quyết thoát khỏi. Thái Dương Kim Ô tăng vào thực lực ở bên trong tinh hỏa vô tận, mấy triệu mãnh cầm ở phía dưới cũng đều nhao nhao giận lên, huyết mạch Kim Ô trong cơ thể đều bị tỉnh lại, thực lực bạo tăng, mà còn trở nên nóng nảy hơn. Cửu Luân mặt trời liên tiếp nhấc ngang, phát động công kích tới thế giới hỗn độn. Mỗi vòng mặt trời đều là uy lực tinh hỏa do phù tang thần thụ lắng đọng trong thời gian vô tận, cũng chính là thần uy để các phương thật sự kiêng kỵ. Năng lượng hỗn độn mặt ngoài thế giới hỗn độn ba động mãnh liệt, từng tiếng oanh minh kịch liệt rung động khắp nơi, bên trong quang ảnh có thể rõ ràng nhìn thấy sơn hà biến thiên, nhật nguyệt chìm nổi, nghênh kích lấy tất cả các đòn tấn công. Thừa dịp phù tang thần thụ đối kháng với thế giới hỗn độn, bọn người Khương Phàm nhanh chóng rút lui, lao thẳng tới bên ngoài hơn 500 dặm. Thiên hậu, bọn người Kiều Vô Hối đã tụ tập ở chỗ này, lo lắng chờ đợi tin tức. Hai vị thánh hoàng đều đã được giải quyết. Khương Phàm vừa trở về liền tuyên cáo thắng lợi. Đám người phấn chấn, cũng đều thở phào. Bọn hắn dò xét, cho dù là chỉ giải quyết một kẻ. Không nghĩ tới hai thánh hoàng đều bị làm cho chết khô. Bọn hắn kích động trước thực lực của Khương Phàm, cũng biết khẳng định là có công lao của Liệp Thần Thương. Khương Phàm và Liệp Thần Thương cường thế liên thủ với nhau, quả thực là ác mộng của tất cả cường địch. Thế giới hỗn độn đã kềm chế phù tang thần thụ, dựa theo kế hoạch đã định, tản ra. Khi Khương Phàm cao giọng thét lên ra lệnh, tất cả võ giả không gian đã mang theo bọn người Kiều Vô Hối hiện lên thế trận hình quạt mà tản ra, hình thành vòng vây ngàn dặm. Bây giờ phù tang thần thụ đã nổi giận. Bọn hắn thực sự không dám đến sâu bên trong để vây bắt Kim Ô, cũng không cần thiết phải bỏ ra thương vong tổn thất như thế, cho nên bọn hắn liền khai thác phương thức thô bạo đơn giản, diệt trừ tận gốc. Phạm vi rễ cây phù tang thần thụ lan tràn đạt tới ngàn dặm, bọn hắn liền bắt đầu từ ở bên ngoài ngàn dặm, quét ngang vào bên trong. Thông qua việc hủy đi rễ già của thần thụ, sẽ làm yếu bất thực lực của thần thụ. Chỉ cần có thể yếu tới trình độ nhất định. Bọn hắn liền có thể không sợ mặt trời lĩnh vực,
cũng có thể khởi xướng vây bắt đối với mấy triệu mãnh cầm kia. Sau mấy tiếng, Đông Hoàng Toại tọa trấn phương Tây, Kiều Vô Hối tọa trấn phương Đông, Đông Hoàng Toại tọa trấn phương Nam, Khương Qua không phụ sự mong đợi của mọi người đã bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, tọa trấn phương Bắc. Bốn vị Thánh Hoàng áp trận, đề phòng Kim Ô yêu tộc tập kích. Các Thánh Linh, Thánh Vương còn lại, cuồng dã hoành hành ở sâu trong tầng đất, dã man hủy hoại rễ cây của Phù Tang Thần Thụ. Cây Phù Tang Thần Thụ này đúng là đã cắm rễ ở nơi đây hơn 100.000 năm, bị hủy diệt rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều có thể trùng sinh, cũng là bởi vì rễ cắm ở nơi cực sâu. Chỉ cần rễ chính không chết liền có thể một lần nữa tỏa ra sự sống. Tại thời điểm bọn hắn điên cuồng phá hư, Khương Phàm cũng đã tới gần rễ chính của Phù Tang từ trong địa tầng. Cho dù là dưới đất, rễ cây cũng tỏa ra cổ văn mặt trời, bành trướng thái dương tinh hỏa kinh khủng. Nhất là tại thời khắc nổi giận này, để gần rễ chính giống như là một mặt trời rơi xuống đang thiêu đốt. Khương Phàm cách rất xa đã dừng lại, ý thức giao hòa cùng địa tầng, dò xét đến bí mật của rễ chính. Rễ chính này có thể bình an vượt qua vô số kiếp nạn, thuận lợi sống đến bây giờ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là sinh mệnh lực ương ngạnh, rất có thể là mảnh đất này có bí mật đặc thù. Khương Phàm giao hòa ý thức cùng đại địa mẫu khí, tất cả năng lượng trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức nhảy vào trong đầu. Ngoại trừ thổ nguyên lực sinh động ra, thì thứ bắt mắt nhất thuộc về cái sợi rễ chính uốn lượn như lão long kia. Rễ chính tráng kiện khổng lồ, uốn lượn vặn vẹo, từ mặt đất thẳng tới phía dưới vạn mét, nơi đó rõ ràng là hồ dung nham dưới mặt đất, phạm vi hồ dung nham lại cực kỳ khổng lồ, có hơn 10 hệ thống sông dung nham giao hội thành, hỏa nguyên lực ở trong đó cực kỳ mênh mông, thậm chí là khủng bố. Rễ già đâm thật sâu vào trong này. Nhưng, bí mật thật sự ở chỗ, phía dưới hồ dung nham, cách hơn 5.000 mét địa tầng thật dày, lại còn có hồ dung nham càng kinh khủng hơn, xác thực mà nói, đây hẳn là biển dung nham mới đúng. Khương Phàm đưa ý thức dò xét, đều khó mà dò xét đến cuối cùng. Nếu như không ngoài ý muốn, vùng biển dung nham kia thậm chí còn xuyên qua vực sâu dưới đáy biển đại lục đông bộ cùng hải vực đông bộ. Rễ già thật sự của Phù Tang Thần Thụ, kỳ thật là cắm rễ ở nơi đó. Khương Phàm cảm thấy may mắn khi mình không có trực tiếp sử dụng Sơn Hà Đại Táng, trước đó cũng xác thực lo lắng vấn đề này. Mà hiện thực so với hắn tưởng tượng càng mênh mông, càng kinh khủng hơn. Nếu như hắn trực tiếp dẫn bạo mấy trăm dặm địa tầng, cái nguồn năng lượng bạo tạc kia không chỉ có trùng kích đến tầng hồ dung nham đầu tiên, cũng lan đến gần biển dung nham ở chỗ càng sâu, tùy theo ba động, tất nhiên sẽ mãnh liệt lại kéo dài ảnh hưởng đại lục đông bộ cùng hải vực đông bộ, đến lúc đó không biết sẽ phải có bao nhiêu sinh linh lọt vào tai họa ngập đầu. Mặc dù Khương Phàm nóng lòng muốn hủy diệt Phù Tang Thần Cung, nhưng lại không thể cầm tính mệnh dân chúng ra làm trò đùa được, đây cũng không phải là mấy người, mà là hàng trăm triệu sinh mệnh. Rễ chính tiếp tục giữ lại cho ngươi, ngàn năm sau ngươi lại từ từ lớn lên, nhưng những thứ xung quanh này, ta thay ngươi tu bổ. Khương Phàm diễn biến ra phần thiên chiến đao, thôi động ba mãnh liệt diễm đang cuồn cuộn hoành hành bên trong thái dương tinh hỏa, điên cuồng chặt đứt lấy từng sợi rễ già tráng kiệt, một đoạn tiếp lấy một đoạn thu vào thông thiên tháp. Những rễ già dọc theo rễ chính này rõ ràng đều đã có được thần tính, mặc kệ là đem trở về luyện thuốc hay là giao cho Mộc Hệ Linh Văn tu luyện, đều là tài nguyên cực mạnh. Càng quan trọng hơn là, nhìn xem có thể để rễ già yên khôi phục lại bên trong thế giới ngũ hành bình, mọc ra Phù Tang Thụ chân chính hay không. Bọn người Khương Phàm vất vả, lao động, bên trong lòng đất, rất nhanh đã ảnh hưởng đến Phù Tang Thần Thụ. Mặc dù phạm vi rễ cây cực lớn, nhưng cũng gánh không được những thánh linh thánh vương này dã man tiến lên rễ như trở bàn tay, nhất là khi Khương Phàm đang điên cuồng ở gần rễ chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lượng mà nó phóng thích. Kim Ô yêu tộc phát hiện vấn đề, bọn chúng tức giận lập tức xông ra khỏi Phù Tang Thần Thụ, thét lên ra lệnh mấy triệu mãnh cầm giết tiến vào địa tầng, quyết chiến cùng người xâm nhập. Một trận chém giết hỗn loạn ầm vang bộc phát. Mặc dù số lượng Kim Ô yêu tộc cùng mãnh cầm phụ thuộc rất khổng lồ, là gấp mấy vạn bọn người Kiều Vô Hối, mà thực lực còn đều là nhanh nhẹn dũng mãnh, trong mặt trời lĩnh vực bọn chúng đều thể hiện ra ưu thế áp đảo. Nhưng bọn người Kiều Vô Hối đều là thánh linh trở lên, thực lực không kém, càng quan trọng hơn là bọn hắn có tới bốn vị thánh hoàng, còn có dị loại như Đan Hoàng, Hồng Hoang Thiên Long, Tặc Điểu, không sợ ưu thế số lượng. Phù Tang Thần Thụ biết mình đang bị phá hư, nhưng thế giới hỗn độn tiếp tục tới gần không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất đối với nó.
Cùng lúc đó, Thiên Quang Hoàng Triều cùng Thanh Bình Hoàng Triều phát giác được vấn đề cũng đều đang khẩn cấp tập kết. Bọn hắn cũng không biết cụ thể là đang xảy ra chuyện gì, nhưng cường quang cùng liệt diễm liên tục bạo động ở cuối tầm mắt, giống như là từng mặt trời đang sụp đổ, ba động kịch liệt như thế khẳng định là đang bạo phát chiến tranh. Với thời kỳ trước mắt, kẻ có thể tập kích Phù Tăng Thần Thụ chỉ sợ là chỉ có tên điên Khương Phàm kia. Bọn hắn lo lắng càng bối rối, Khương Phàm làm việc quả nhiên không theo lẽ thường, tập kích Phù Tăng Thần Thụ là chuyện đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng lẽ Cửu Lê Ma tộc cùng Thiên Cực giới, không phải thích hợp hơn sao? Bọn hắn không lo được việc cân nhắc phương thức tư duy của Khương Phàm nữa, chiến tranh đã bộc phát, việc cấp bách chính là gấp rút tiếp viện. Phù Tăng Thần Cung nơi đó có hai vị Kim Ô Thánh Hoàng, còn có mấy triệu thú triều, càng có Phù Tăng Thần Thụ, bọn người Khương Phàm một lát khẳng định sẽ bắt không được. Chỉ cần hai đại hoàng triều bọn hắn dốc sức gia nhập liên minh, có lẽ có thể đánh lui bọn người Khương Phàm. Nhưng, hoàng triều của bọn hắn phải làm sao bây giờ? Không có những bán thánh thánh linh như bọn hắn đây tỏa chấn, nếu như gặp phải nguy cơ, hoàng triều cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào. Thậm chí có khả năng đứng trước nguy hiểm sinh tử tồn vong. Nhưng, mắt thấy chiến tranh ở Đông Bộ đang kịch liệt bộc phát, sau khi hai đại thần triều đều an bài đơn giản thì cũng đã dứt khoát lao tới Phù Tăng Thần Cung. Trước đó đã từng lùi bước tại chiến trường Thiên Trụ Sơn, bây giờ chiến tranh đã kéo dài đến Đông Bộ, bọn hắn thật không thể nào lại giả bộ như cái gì cũng không biết được. Nếu như Phù Tăng Thần Cung bị hủy diệt, hoàng triều bọn hắn cũng sẽ không còn hy vọng. Cho nên, buông tay đánh cược một lần đi. Sau khi bọn hắn xuất động không lâu, các cường giả lưu thủ tại hoàng triều đã bắt đầu tụ hợp tất cả tài nguyên, bao gồm linh vị tổ từ, sớm chuẩn bị chuyển rời đến nơi bí ẩn. Nếu như chiến tranh tại Phù Tăng Thần Cung thuận lợi, bọn hắn sẽ trở về một lần nữa. Nếu như không thuận lợi, bọn hắn mang theo bảo vật tìm Xích Thiên Thần Triều nương tựa. Nhưng, hoàng thất của Thanh Bình Hoàng Triều và Thiên Quang Hoàng Triều mang theo tài nguyên cùng đời mới thoát khỏi hoàng thành không lâu, sau đó lại vô tình gặp phải phục kích. Kẻ phục kích bọn hắn không phải người khác, đương nhiên đó là Thiên Hồ Thánh Vương, Bạch Tai. Thuộc tính của bọn hắn rất đặc thù, nên không trực tiếp tham dự chiến trường tại Phù Tăng Thần Cung, nhưng không có nghĩa là bọn hắn chỉ làm quần chúng. Trước khi xuất chinh, Thiên Hậu đã an bài bọn hắn tiếp cận hai hoàng triều, để tránh hoàng triều sớm di chuyển tài nguyên. Phù Tăng Thần Cung. Phù Tăng Thần Thụ kéo dài chặn đánh, không thể trì hoãn việc thế giới hỗn độn tới gần. Bọn người Khương Phàm thì đang phá hư dưới lòng đất, cũng tổn thương nghiêm trọng đến sinh cơ của Phù Tăng Thần Thụ. Cuối cùng, khi hành động diệt trừ tận gốc của bọn người Kiều Vô Hối áp xúc đến phạm vi trăm dặm xung quanh Phù Tăng Thần Cung, bọn hắn lại không để ý tới dễ dà trong địa tầng nữa, mà là phát động toàn diện, triển khai vây bắt đối với các loại mãnh cầm của Kim Ô yêu tộc. Phù Tăng Thần Thụ bị hao tổn sinh cơ, lại tăng thêm việc liên tục tiêu hao, uy lực và năng lượng của mặt trời lĩnh vực rõ ràng đã bị hạ xuống, kém xa bình thường một nửa. Đối với bọn người Kiều Vô Hối mà nói, đã không có chí mạng ảnh hưởng, đối với Kim Ô yêu tộc và các loại mãnh cầm mà nói, cũng khó thể mượn đến năng lượng càng mạnh hơn. Sau khi Khương Phàm triệt để thanh lý mất dễ chính xung quanh dễ dà, hắn liền rời khỏi địa tầng, lấy nhật nguyệt tinh thần đại táng nhất cử trọng thương Phù Tăng Thần Thụ đang mệt mỏi. Khi các thánh tổ của Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều mang theo đội ngũ, đằng đằng sát khí vào tới lãnh địa của Phù Tăng Thần Cung, lại liên tiếp đứng ở bên ngoài mấy trăm dặm, con mắt trừng lớn, rung động đến toàn thân run rẩy. Phù Tăng Thần Thụ nguy nga che trời trong trí nhớ kia đã không có ở đây, xa xa nhìn lại. Chỉ còn lại thân cây có khoảng mấy ngàn mét. Mặc dù mặt ngoài thân cây còn thiêu đốt lên thái dương tinh hỏa, nhưng lại hoàn toàn không còn cường thịnh đã từng có nữa. Từ nơi xa nhìn đến, nửa trên Phù Tăng Thần Thụ hơn 8 vạn mét đang bị hỗn độn nuốt hết, từ từ biến mất trong sương mù nồng đậm. Lại nhìn xung quanh Phù Tăng Thần Thụ, thi hài chất đầy đất, máu tươi lại vô biên. Mấy triệu mãnh cầm, bị đồ sát thảm liệt. Kim Ô yêu tộc không một tên may mắn thoát khỏi. Số lượng lớn võ giả không gian đang tùy ý siêu tập thi hài cùng máu tươi, vận chuyển về mê mụ hỗn độn ở xa xa. Kết thúc. Chúng ta tới đã chậm. Phù Tăng Thần Thụ lại bị chặt. Kim Ô yêu tộc cao ngạo vậy mà lại trở thành như thế này. Diệt tộc. Các thánh tổ của Thanh Bình Hoàng Triều cùng Thiên Quang Hoàng Triều đều không dám tin vào mắt mình, cứ như tất cả mọi thứ ở trước mắt đều là ảo giác. 2 tháng trước, bọn hắn còn cầu kiến Phù Tăng Thần Cung.
ngay lúc đó Kim Ô yêu tộc là kiêu ngạo cùng cường thịnh đến cỡ nào, ngay lúc đó Phù Tang thần thụ vẫn sáng chói lại nguy nga đến cỡ nào. Kết quả, mất giáo. Đây là hoàng đạo cơ mà. Đây là chủ nhân đông bộ cơ mà. Bây giờ chiến tranh tại Thương Huyền, thật sự đã đến mức thế lực cấp hoàng đạo trong khoảnh khắc đã có thể bị hủy diệt ngay rồi sao? Hưng thịnh không suy dài đến vạn năm, hủy diệt lại chỉ dùng một ngày. Đây là hoang đường đến cỡ nào, lại là bi thương đến cỡ nào? Các vị, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên quanh quẩn ở không gian phía trước. Giữa đất trời sáng tỏ đột nhiên vặn vẹo ra vòng xoáy không gian, liên tiếp với thâm không vô tận. Một nam tử cả người quấn liệt diễm ba màu, còn có một nam tử già nua lại thô cuồng, đồng thời xuất hiện trong thâm không, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Các cường giả hoàng triều bỗng nhiên biến sắc, da đầu đều run lên từng trận. Khương Phàm, Đông Hoàng Càn, hai vị này đã đang chờ bọn hắn sao? Chúng ta không phải đến tham chiến, chúng ta là đến tuyên cáo trung lập. Thánh tổ của Thiên Quang Hoàng triều lập tức nghĩ đến đối sách. Kiếm Hùng Hoàng triều cùng Băng Lam hợp chủng quốc không phải đã trung lập rồi sao? Bọn hắn cũng có thể làm như vậy. Đôi mắt của các thánh tổ Thanh Bình Hoàng triều sinh huy, lập tức phụ họa. Chúng ta đã quyết định, sứ giả đã bắt đầu liên hệ cùng Tổ Sơn. Chỉ cần Tổ Sơn nơi đó đồng ý, chúng ta mở toàn diện Hoàng triều, trở thành khu an toàn ở Đông Bộ, giảm bớt áp lực cho thánh địa Đông Bộ. Thanh Bình Hoàng triều cùng Thiên Quang Hoàng triều sẽ trở thành khu trung lập mới. Nhưng không có quan hệ cùng các ngươi. Có ý gì, không rõ, hay là giả vờ không rõ. Chính các ngươi làm lựa chọn, liền phải gánh chịu hậu quả. Lên đường đi, Thanh Bình Hoàng triều cùng Thiên Quang Hoàng triều sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng phương thức tồn tại là nước phụ thuộc của Vạn Thế Thần triều ta. Khương Phàm ra hiệu cùng Đông Hoàng Càn, Khương Bá, Hoàng Bánh Nướng, các thánh linh nhao nhao bước ra hư không, triển khai săn giết đối với hai cường giả Hoàng triều. Khương Phàm là không thể nào tiếp nhận hai hoàng triều này đầu hàng. Tình huống của bọn hắn cùng Kiếm Hùng Hoàng triều treo cô độc ở Tây Bộ và Băng Lam hợp chủng quốc ở Bắc Bộ và khác biệt, hai hoàng triều là kia thật sự là cùng đường mặt lộ, cũng đúng là muốn trung lập, lấy năng lực Tổ Sơn, cũng có thể đè ép được cường giả cao tầng tụ tập tới đó. Nhưng hai phe này không chỉ là bị ép trung lập, vị trí còn tới gần cùng Xích Thiên Thần triều, từ xưa đến nay đều tồn tại bí mật qua lại. Cho dù là trung lập, tương lai đều có thể ở bên cạnh. Vài ngày sau, Chí Tôn Hoàng Đạo lo lắng chờ đợi bọn họ rốt cuộc cũng chờ được tin tức Khương Phàm phản kích. Nhưng không phải là Cửu Lê Ma tộc ở Tây Bộ, cũng không phải Thiên Cực Giới ở hư không, càng không phải là Chí Tôn Hoàng Đạo, mà là Phù Tang Thần Cung, ngoài ý muốn vượt qua tất cả mọi người. Càng không thể tin hơn chính là, ba ngày thiên lý ngắn ngủi, bọn người Khương Phàm liền quét ngang Đông Bộ. Giải quyết triệt để Phù Tang Thần Cung cùng hai đại hoàng triều độc bá Đông Bộ 20.000 năm qua. Tất cả mọi người lại lần nữa thấy được một mặt cường hãn của Khương Phàm, loại cường hãn này đã đến trình độ có thể làm cho hoàng đạo ngoại vực tuyệt vọng và vô lực, tất nhiên cũng là đến tình trạng để Chí Tôn hoàng đạo kiêng kỵ. Sau khi có được tài nguyên của một đại hoàng đạo, hai đại hoàng tộc, tất nhiên thực lực của Khương Phàm sẽ lại được tăng cường lần nữa. Theo tin tức oanh động lan tràn, Khương Phàm lại cao điệu phát ra hiệu triệu, ngày 25 tháng 12, xin mời Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, tiến về Thượng Thương Cổ Thành. Xích Thiên Thần Triều. Khương Phàm muốn làm cái gì trong hồ lô? Chu Phục Sinh cau mày, thực sự không hiểu rõ ý nghĩa của hội minh này là ở nơi nào. Hai bên đều nháo đến mức không chết không thôi, còn có gì phải gặp mặt nữa sao? Chu Ngạo Hoàng trầm ngâm nói. Chẳng lẽ Khương Phàm lại muốn làm cục tại Thượng Thương, lấy hội minh ngụy trang, một mẻ hốt gọn người của Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta như trong quá khứ? Chu Phục Sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn không sợ hai vị thần tôn đột nhiên giáng lâm, một mẻ hốt gọn bọn hắn lại sao? Huống chi, chúng ta không cần thiết phải an bài Thánh Vương Thánh Hoàng đi qua thật, chỉ cần an bài sứ giả có địa vị có thân phận thánh linh đi qua là đủ. Chu Ngạo Hoàng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ Khương Phàm muốn chủ hoạch kiến lập Vạn Thế Thần Triều rồi? Muốn nói chuyện ngừng chiến chuyện cùng chúng ta? Chu Phục Sinh chậm rãi lắc đầu. Hắn không báo thù, kiến triều trước, Cửu Lê Ma tộc còn đang chiếm lấy Tây Bộ, Thiên Cực Giới còn đang phiêu đãng ở hư không, giải quyết còn không có áp lực quá lớn, vì sao không giải quyết xong lại kiến triều? Nói đến đây, Chu Phục Sinh có chút bực bội.
Khương Phàm thật sự là không làm việc theo lẽ thường, lại để Cửu Lê ma tộc đó mà không động vào, bôn tập Phù Tang thần cung, càng không thể tin hơn chính là, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi mà hắn đã quét ngang đông bộ. Xích Thiên thần tôn lạnh lùng chặn ngang bọn hắn. Hắn muốn gặp, chúng ta chỉ thấy, chẳng lẽ chúng ta đúng là sợ hắn không thành thật sao? Chỉ cần hắn không thành thần, cũng không dám mạo phạm chí tôn hoàng đạo chúng ta. Mà một cái Phù Tang thần cung, còn chưa đủ để Khương Phàm thành thần. Chu Phục Sinh nói, ta tự mình chọn người trong hoàng thất đi qua. Dặn dò người đi qua, Khương Phàm rất mạnh mẽ, nhưng chí tôn hoàng đạo chúng ta càng mạnh hơn, biểu hiện ra khí độ nên có cho ta. Còn có, man hoang chiến tộc nơi đó không cần thư giãn, nhìn chằm chằm vào cho ta. Mặc kệ phát hiện bất cứ vấn đề nào, đều phải trở về báo cáo trước tiên. Xích Thiên thần tôn rất muốn thừa dịp thời kỳ đặc thù này, hung hăng giáo huấn man hoang chiến tộc, triệt để đánh cho đến tàn phế. Nhưng bây giờ khiêu khích man hoang chiến tộc, chính là mang ý nghĩa khiêu khích huyết ma đế tộc phía sau bọn chúng, dễ dàng dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Huống chi, lực phòng ngự của man hoang cổ thành lại cực mạnh, một lát bắt không được, còn dễ dàng hấp dẫn mang theo Khương Phàm lại. Việc hắn có thể làm bây giờ, chỉ có thể là giám sát man hoang, kịp thời phòng ngự. Chu Ngạo Hoàng vội vàng xác nhận, chuyện này là an bài hắn tự mình phụ trách. Xích Thiên thần tôn lại hỏi. Chu Thái, Triệu Hoa Vinh bế quan như thế nào rồi? Chu Thái coi như thuận lợi, Linh Văn đã là Thánh Hoàng thiên phẩm, chỉ cần lại trồng chất tài nguyên, liền có thể tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng. Trước mắt Triệu Hoa Vinh còn không có biến đổi Linh Văn, ta sẽ chú ý mọi lúc, nếu có cần, tiếp tục cung cấp thần vật. Chu Phục Sinh cung kính bẩm báo. Chu Thái là nhân hoàng đương thời, Triệu Hoa Vinh là vô thượng vương thần triều, hai người này là được thần tôn khâm định làm thánh hoàng. Ngoại trừ cái đó ra, còn có hai vị thống lĩnh hoàng thất là Hắc Thiên Vương và Kim Luân Vương, cùng các chủ chân thiên các cũng được khâm định bồi dưỡng đến thánh vương, số lượng lớn vương hầu cùng lão tổ tông môn cấp bán thánh được cung cấp tài nguyên bồi dưỡng đến thánh linh. Ở thời kỳ bình thường, Xích Thiên thần triều bồi dưỡng thánh vương thánh hoàng xác thực rất khó. Đều là thông qua tài nguyên siêu tập trong gần mấy trăm năm. Nhưng bây giờ thuộc về thời kỳ đặc thù, lại còn là chuyện sinh tử tồn vong, bọn hắn bắt đầu vận dụng, căn bản, của thần triều, vận dụng bảo cốt thánh hoàng, thậm chí là thần vật mà các đời thánh hoàng, thần linh lưu lại. Nhưng dù vậy, bồi dưỡng hai vị thánh hoàng, năm vị thánh vương, đã là cực hạn mà bọn hắn có thể bảo đảm làm được. Từ tình huống vô thượng vương, Triệu Hoa Vinh đến xem. Chỉ sợ hoàng thất cần phải tiếp tục lấy máu mới có thể bảo đảm để hắn thành công. Không tiếc cái giá bồi dưỡng, nhắc nhở tất cả vương hầu cùng tông môn, cũng điều động toàn bộ tài nguyên phong tồn của bọn hắn, đừng có giữ lại chút nào. Xích Thiên thần tôn nghiêm túc nhắc nhở, nhưng hắn không biết, lời nói này đã là lần nhắc nhở thứ 10 của hắn rồi. Chuyện này cũng đủ để biểu hiện sâu trong nội tâm của hắn sốt ruột như thế nào. Cuộc chiến thảm bại tại Thiên Trụ Sơn đã đẩy hắn lên tình trạng cực kỳ bị động, nếu như không thể kịp thời giải quyết Khương Phàm, Thương Huyền thật muốn biến thành chiến trường, mà hắn tất nhiên sẽ biến thành tội nhân bị ngàn người chỉ trỏ. Nhưng Khương Phàm bây giờ đã là cánh chim trong gió, còn có được pháo đài không gian mạnh hơn Xí Thiên Giới, lần này bôn tập Phù Tang thần cung càng là đang cố ý hiện ra thực lực, cho nên muốn giải quyết triệt để Khương Phàm. Thật cần tam đại chí tôn hoàng đạo đều móc sạch sẽ toàn lực nội tình ứng phó bồi dưỡng cường giả mới. Cùng lúc đó, sau khi Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện thảo luận nội bộ, bọn họ cũng đều đã lần lượt quyết định phái ra đại biểu, tiến về Thượng Thương Cổ Thành, bọn hắn đều muốn nhìn xem rốt cuộc Khương Phàm muốn làm gì. Ngày 25 tháng 12, Thượng Thương Cổ Thành. Xích Thiên Thần Triều đến trước nhất, sứ giả đại biểu là tộc đệ nhân hoàng Chu Thái Đương Đại, Chu Kỳ. Dựa theo truyền thống của Xích Thiên Hoàng Thất, không phải thiên phẩm cũng không thể tính là hoàng tử, cho nên vị Chu Kỳ này cũng là thiên phẩm linh văn, cảnh giới thánh linh. Cảnh giới rất mạnh, thân phận càng đủ để đại biểu cho Xích Thiên Thần Triều. Người mà Khương Phàm phái tới chính là Khương Bá, đã là cảnh giới thánh linh, càng là phượng hoàng cao ngạo, cũng có thể đại biểu cho Khương Phàm. Nhưng Khương Bá còn mang tới tọa kỵ, lại có vẻ có thâm ý đặc biệt. Hai con thái thản cự mãng. Một đực một cái, đều là vượt qua hơn 15.000 mét, thô to lớn cường tráng, lân giáp đen kịt hiện ra ý lạnh tùm, mỗi phiến lân giáp đều lớn như một căn phòng vậy, bọn chúng quay quanh phía trước Thượng Thương Cổ Thành, giống như là hai ngọn núi thép to lớn đứng vững ở nơi đó.
cái đầu cao ngạo nhấc lên phun ra nuốt cái lưỡi đỏ tươi, mắt dọc giống như hồ máu hiện ra ý lạnh yêu dị mà âm trầm. Sở dĩ dẫn chúng nó tới, chủ yếu là bởi vì bọn chúng được năng lượng hỗn độn kéo dài tầm bổ, bên trong tất cả yêu thú tại thượng cổ thiên đình, bọn chúng đã dẫn đầu tiến vào thánh linh cảnh, cho nên hắn cố ý mang ra ngoài để biểu hiện ra sự cường hãn của xí thiên giới. Chu Kỳ quả nhiên đã bị làm cho kinh động. Thái Thản cự mãng. Đây chính là siêu cấp cự thú có được huyết mạch Thái Thản, có thể đối kháng với các loại siêu cấp liệp sát giả như thiên bằng. Bởi vì quá khổng lồ nên bọn chúng cần năng lượng cực mạnh tầm bổ, cho nên đến bây giờ gần như tuyệt tích, chỉ có cự long đại lục mới có tung tích. Bọn người Khương Phàm lấy được từ đâu, lại còn là hai con cảnh giới thánh linh. Trước đó, trên chiến trường Thiên Trụ Sơn giống như chưa nghe nói qua có siêu cấp cự thú như thế này. Chẳng lẽ, Chu Kỳ không khỏi tưởng tượng đến cái thế giới hỗn độn thần bí kia? Mang đến không? Khương Bá đứng cao trên đám mây, phía sau tuôn ra liệt diễm, giống như dung nham lao nhanh, hóa thành diệt thế yêu hoàng khổng lồ dương cánh che trời, cùng Thái Thản cự viên ở hai bên chiếu rọi lẫn nhau. Mang cái gì? Chu Kỳ cau mày, đồng mâu ba màu lưu chuyển, đánh giá nam tử với dáng vẻ uy nghiêm trước mặt này. Người này hình như gọi là Khương Bá, đã từng là nhân hoàng của Hỏa Dương Hoàng Triều Đông Bộ, không nghĩ tới lại có huyết mạch Phượng Hoàng. Bảo các ngươi đến gặp mặt, các ngươi chỉ mang theo khuôn mặt tới. Các ngươi không từ từ ngẫm lại, mục đích gặp mặt trận này là ở đâu? Các ngươi không nói rõ, còn oán trách chúng ta. Ha ha, trước tiên nên làm rõ ràng thân phận địa vị, chúng ta là đệ nhất thần Triều Thương Huyền, là chí tôn hoàng đạo, mà các ngươi chỉ là bầy giặc cỏ. Địa vị cao ngạo hẳn là có trí tuệ thông minh, cũng tự nhiên sẽ nghĩ tới mục đích thật sự mà chúng ta khởi xướng trận gặp mặt này. Khương Bá đưa tay lật một cái, vung ra cái hộp đá từ trong nhẫn không gian, xốc lên xem xét, bên trong rõ ràng là một cái đầu. Tại thời điểm mở hộp đá, không gian bên trong cuồn cuộn mê chiều, cái đầu kia bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt bắn ra ánh lửa nóng bỏng. Là Chu Nguyên Bá. Hoàng Tổ. Chu Kỳ kinh hãi. Khương Bá tiện tay đóng hộp đá lại, thu hồi vào nhẫn không gian. Thiên cực giới bắt người của chúng ta, đưa đến Xích Thiên Thần Triều. Cửu Lê Ma Tộc cũng bắt người của chúng ta, lại muốn đưa đến Quang Mang Thần Điện, kết quả nơi đó không có tiếp nhận, cuối cùng cũng chuyển giao đến Thần Triều các ngươi. Chuyện này mặc dù không có công khai, nhưng cũng không có che giấu. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bỏ mặc? Hôm nay một trong những mục đích hẹn các ngươi đến gặp mặt, chính là làm giao dịch. Các ngươi là hoàng thất, quanh năm xử lý các loại sự vụ, hẳn là có thể tưởng tượng được, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi thật giống như cũng không thèm để ý. Nếu đã như thế này, giao dịch này tạm thời đè xuống, chúng ta biết dùng chiến tranh tự mình mang người về. Ngươi chờ một chút, Nguyên Bá lão tổ của chúng ta còn chưa có chết. Chu Kỳ hô hấp dồn dập. Xích Thiên Thần Triều phái tới một tên ngu sao. Hắn chết hay không, các ngươi không rõ ràng. Nguyên Hỏa sinh mệnh ở Xích Thiên Thần Triều làm bài trí sao? Ta nói chính là, cơ thể của ngài ấy còn. Chu Kỳ đương nhiên biết Chu Nguyên Bá còn sống, nhưng còn sống và còn sống hoàn chỉnh lại là hai loại ý nghĩa. Bọn hắn đều nhận định Khương Phàm đã hủy xương lột ra Nguyên Bá lão tổ của bọn hắn đi rồi, có thể luyện đều luyện, chỉ còn lại linh hồn đang bị trà đạp tra tấn, ý đồ tra hỏi ra bí mật thần triều từ trong miệng hắn. Trừ trái tim, những thứ khác đều còn. Ngươi có thể bảo đảm. Ta lãng phí thời gian tới là nói dối ngươi. Ta đây là đang đại biểu vạn thế thần triều tương lai, lần đầu tiên gặp mặt cùng chí tôn hoàng đạo các ngươi, nói mỗi câu nói đều sẽ phụ trách tới cùng. Chu Kỳ sâu hít một ngụm khí lạnh, lại khó mà bình phục tâm tình. Mặc dù thần triều đã bắt đầu bí mật bồi dưỡng tân thánh hoàng, nhưng tài nguyên để thánh hoàng quá lớn, huống chi coi như đều là thành công tạo nên tân tấn thánh hoàng. Mà Chu Nguyên Bá lão tổ thì đã lắng động tại cảnh giới thánh hoàng mấy trăm năm, đã gần đến thánh hoàng đỉnh phong. Bằng vào thực lực cường đại của Cửu Thiên Huyền Hỏa, có thể bắn ra tuyệt thế chiến uy. Cường giả như vậy, nếu như có thể chuộc về, đương nhiên là không tiếc cái giá. Mà, nhiều hơn một vị thánh hoàng, chính là nhiều hơn một phần lực lượng chịu nặng. Đây không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn, đây chính là vui mừng lớn. Các ngươi muốn ai làm giao dịch? Chu Kỳ không nghĩ tới mình lại có thể gánh vác lên sứ mệnh như thế này. Chỉ cần Chu Nguyên Bá lão tổ còn sống thì nhất định phải mang về thần triều. Mặc kệ là từ luân lý, hay là từ lợi ích, đều sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào.
Dùng ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Trong tay chúng ta có ba tên tù binh, một là Chu Thanh Thọ, một là Lan Nặc, một là Bách Lý Mạc Yêu, các ngươi muốn ai? Đầu ngươi thật không có vấn đề gì sao? Ngươi muốn giao dịch chính là Thánh Hoàng, ngươi hỏi ta dùng người nào? Chúng ta là muốn toàn bộ. Không nên được một tấc lại muốn tiến một thước, mặc dù Chu Thanh Thọ chỉ là bán thánh, nhưng có thể từ biên hoang tiểu quốc bồi tiếp Khương Phàm đi đến bây giờ, còn trở thành thiên phẩm linh văn, đối với Khương Phàm mà nói, thân phận và tình cảm đều cao hơn cảnh giới. Thân phận và tình cảm, các ngươi đối với Chu Nguyên Bá không có thân phận và tình cảm. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta cũng không giao dịch. Chờ đó đi, chúng ta sẽ thông qua chính thủ đoạn của chúng ta, mang toàn bộ bọn hắn về xí thiên giới. Trước ngày hôm đó, Chu Nguyên Bá sẽ gặp phải tra tấn tàn khốc nhất, sau đó rút xương lột ra, sống luyện chí tử. Hừ, bớt phô trương thanh thế cho ta, còn chiến tranh. Các ngươi dám sao? Nếu các ngươi quả như thật có thể dám tuyên chiến với Xích Thiên thì cũng sẽ không đến đàm phán. Nếu thật sự là nổi lên chiến tranh, bọn hắn chính là tế phẩm tế cờ. Đừng nói chúng ta không dám, ngươi có thể trở về nhắc nhở Khương Phàm, ngẫm lại trận sự kiện ngàn năm trước kia. Ta cũng nhắc nhở ngươi, rốt cuộc sau sự kiện tế cờ ngàn năm trước kia đã xảy ra chuyện gì? Khương Bá đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào. Chu Kỳ cau mày, Xích Thiên thần triều cao ngạo lại bị người khác uy hiếp như vậy, thật sự là khó mà tiếp nhận được. Khương Bá nói thẳng, Chu Thanh Thọ, Lan Nặc, Bách Lý Mạc Yêu, còn có thụ yêu chiến sủng của Lan Nặc, Ngô Thiên Khải của Ngô gia, đều phải trả lại hoàn chỉnh, làm trao đổi, chúng ta sẽ giao linh hồn Chu Nguyên Bá cho các ngươi. Thụ yêu gì, Ngô Thiên Khải gì, bọn hắn không ở chỗ chúng ta. Đó là chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết, muốn lão tổ tông nào có dễ dàng như vậy. Ta thấy các ngươi không hề có thành ý, năm tù binh, vậy mà chỉ giao dịch một bộ linh hồn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giao dịch Thánh Hoàng hoàn chỉnh, có hy vọng là tốt, nhưng không nên si tâm vọng tưởng. Vào thời khắc Khương Bá thương lượng cùng Chu Kỳ, sứ giả Chu Thiên Thần Điện đã đến nơi này. Người tới là Thánh Linh thống lĩnh của Chu Thiên Thần Điện, Phương Hồng Tín, cưỡi chiến thú của Thần Điện, Hoàng Kim Bỉ Mông. Sau khi từ xa đã nhìn thấy hai con thái thản cự mãng trước cửa thành kia, hắn thật sự cũng đều bị làm cho kinh đến. Hai cự thú thánh cảnh, lại còn là cự mãng huyết mạch thái thản. Khương Phàm từ nơi nào vơ vét được cự thú hiếm thấy như thế này? Chẳng lẽ là cất giấu bên trong Phù Tang Thần Cung? Hay là trong thế giới hỗn độn kia? Phương Hồng Tín không có tới gần, để tránh gần đó có mai phục, hắn cách rất xa đã giằng co. Khương Phàm không có tự mình tới, xem ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, trực tiếp nói tại nơi này đi. Khương Bá hoàn toàn không nhìn tới hắn, mà là tiếp tục thương lượng cùng Chu Kỳ. Đây chính là điều kiện của chúng ta, bốn người bọn hắn cùng thụ yêu, giao hoàn chỉnh lại, thời điểm bị bắt trên thân mang theo cái gì, thời điểm trở về tương tự trên thân cũng phải có đủ. Chúng ta sẽ giao hoàn chỉnh linh hồn Chu Nguyên Bá cho các ngươi. Ngươi không cần tranh luận cùng ta, ngươi cũng không có tư cách tranh cùng ta, trở về thương lượng với thần tôn các ngươi đi. Nếu như đổi ý, phủ lên huyết kỳ tại Thiên Lang Xích Thiên Thần Triều đóng ở Tây Cương, chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp, giao dịch cùng các ngươi. Nếu như không chịu đổi, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trở về chờ nguyên hỏa sinh mệnh của Chu Nguyên Bá dập tắt đi. Chu Kỳ cường thế tỏ thái độ. Ta cũng nói rõ với ngươi, nếu như muốn giao dịch, nhất định phải là cơ thể của Nguyên Bá lão tổ chúng ta. Trái tim kia, chúng ta muốn, cái đầu này, chúng ta cũng muốn. Ta nói, đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt với ta, chúng ta cho cái gì, các ngươi lấy cái đó, đây là điều kiện giao dịch. Nếu muốn liền giao dịch, không muốn cũng đừng nhiều lời. Khương Bá nói xong lại hừ một tiếng, thái độ càng cường ngạnh hơn. Chu Kỳ cau mày, tự định giá một lát, lại cắn răng nói. Nếu như chúng ta nguyện ý giao dịch, sẽ treo huyết kỳ ở Thiên Lang Quan, nhưng cụ thể giao dịch cái gì, hy vọng đến lúc đó có thể bàn bạc kỹ càng. Khương Bá cố ý trầm ngâm một lát, nói. Chúng ta cần nhìn thấy Chu Thanh Thọ, Lan Nặc, Ngô Thiên Khải. Bách Lý Mạc Yêu cùng thụ yêu, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại nơi Thiên Lang đóng. Thời gian, liền định qua đầu tháng 3 sang năm, hơn 2 tháng, đầy đủ để cho các ngươi gom góp người. Nhớ kỹ, phải đối đãi tốt với bọn hắn, nếu như bọn hắn gặp phải bất cứ sự tra tấn gì tại Thiên Lang, chúng ta nhất định sẽ thực hiện trên người Chu Nguyên Bá gấp trăm lần.
Tốt, quyết định, trong lúc này, các ngươi cũng không thể lại giết hại Nguyên Bá lão tổ chúng ta. Chu Kỳ thở phào, nhìn ra được đám người này cũng rất khẩn trương về mấy người kia. Nhất là vị Lan Nặc kia, dựa theo những gì điều tra bọn hắn, hình như là đệ tử của Lan Quỳ, mà tuổi còn trẻ lại đã tiến vào thánh linh cảnh, khẳng định có lấy thân phận đặc thù. Bây giờ Cửu Thiên Thần Giáo vừa mới chính thức gia nhập trận doanh liên minh của Khương Phàm, khẳng định là Khương Phàm sẽ không tiếc cái giá chuộc về người. Còn có vị Ngô Thiên Khải kia, truyền nhân huyết mạch hỗn độn tử phủ mạnh nhất, vì hỗn độn tử phủ, Khương Phàm cũng muốn chuộc người. Càng đừng đề cập đến huynh đệ của Khương Phàm là Chu Thanh Thọ cùng đệ tử của Kiều Vô Hối là Bách Lý Mạc Yêu. Nếu quả thật có thể giao dịch thành công, Nguyên Bá lão tổ liền có thể trở lại thần triều, đến lúc đó. Thần Tôn khẳng định sẽ toàn lực trợ giúp hắn khôi phục đỉnh phong, Xích Thiên Thần Triều sẽ có được 5 vị Thánh Hoàng xưa nay chưa từng có. Đương nhiên, Vô Thượng Vương Triệu Hoa Vinh phải thành công tiến đến Thánh Hoàng cảnh. Người của Đại Quang Mang Thần Điện chạy tới nơi này cuối cùng, là Đại trưởng Lão Âu Dương Thanh Liên, cũng giống như Phương Hồng Tín, hắn cũng đứng cách rất xa. Người đều đã đến đông đủ, bắt đầu đi. Không nôn nóng, còn thiếu một người. Khương Bá vẫn đứng ở đấy rằng co cùng ba người trước mặt mình. Các ngươi còn hẹn ai? Chu Kỳ ba người lập tức cảnh giác, nơi này sẽ không phải là một cái bẫy thật đấy chứ. Nhưng oanh động huyên náo như thế, không đến mức sẽ vì giết ba thánh nhân. Mặc dù thánh linh rất mạnh, nhưng đối với Khương Phàm trước mắt lại như đã không lọt mắt xanh nữa. Khương Bá không để ý đến, cho đến hơn 2 giờ sau, hắn lại đưa tay chỉ đến phương xa. Đến rồi. Đám người lần theo chỉ hướng trông qua, bầu trời xanh thẳm trong xanh nổi lên gợn sóng, ngay sau đó lại hiện ra vằn đen quỷ bí, tung hoành xen lẫn, vặn vẹo quay quanh, giống như là pháp trận cổ lão thần bí đột nhiên trải rộng ra ở bầu trời phương xa. Ầm ầm ầm. Pháp trận thành hình, kịch liệt vặn vẹo, mây mù bàng bạc hình thành, xuyên suốt thâm không vô tận. Một gốc đại thụ thẳng tắp tráng kiện hùng vĩ từ bên trong rơi rụng xuống, cao tới ngàn trượng, vỏ cây đen kịt như thép đen. Lại chảy xuôi huyết văn giống như mạch máu, cứng rắn mà yêu dị. Rễ cây như cầu long tráng kiện quay quanh, chạc cây cuồng vũ, nhấc lên cương khí, như là có thể xé rách không gian, chém giết cự thú. Thiết Long Cổ Thụ. Đây là cái cây mà Hồn Thiên Thánh Địa giao lại cho thánh chủ kia, được Hồn Thiên Thánh Địa nuôi dưỡng mấy trăm năm, bây giờ đã nhận thánh chủ bồi dưỡng, có được thực lực cảnh giới bán thánh. Người trấn thủ Tổ Sơn. Chu Kỳ, Âu Dương Thanh Liên, Phương Hồng Tín đều nhíu mày, nhìn về nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại ở bên trên thiết thụ kia, Lý Quân Giao. Nữ tử này không thể nghi ngờ là một trong những người khiến cho Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn nhức đầu nhất bây giờ. Mặc kệ nữ tử này đã từng là cái dạng gì, bây giờ nàng đã là người trấn thủ Tổ Sơn của Thánh Địa, là hộ giả trên danh nghĩa của chúng sinh Thương Huyền. Nếu như là người trấn thủ Tổ Sơn trước đó, bọn hắn sẽ không coi là gì, chính là một kẻ bài trí. Nhưng bây giờ nàng không chỉ có đột phá đến cảnh giới Thánh Vương, thật đúng là đã nắm tất cả Thánh Địa ở trong tay, càng đã gây dựng lên mấy khu an toàn, có được lực ảnh hưởng tuyệt đối. Bọn hắn biết rõ nữ tử này có khuynh hướng về Khương Phàm, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện xấu, nhưng lại là không dám đụng vào nàng. Lý Quân Giao đứng lên từ chỗ ngồi thiết huyết vương mà Thiết Long Cổ Thụ sen lẫn tạo nên cho nàng, dáng người cao gầy thon thả, nàng ưa thích y phục hoa lệ. Hôm nay càng mặc một bộ trường bào trắng tuyết, phía thêu lên lên những đám mây đỏ ở cạnh góc, ung dung hoa lệ lại không mất thái độ tôn quý. Ở sau lưng nàng, liên tiếp giáng lâm hơn 10 vị trưởng lão Tổ Sơn, thậm chí còn có trấn thủ tiền nhiệm, Diêu Khải Minh. Chu Kỳ và đám người nhìn đến nhíu chặt mày lên, người trấn thủ Tổ Sơn khác đều là điệu thấp khiêm tốn, nương môn nhi này lại có diễn xuất như một nữ vương, trương dương đến làm càn. Khương Bá thi lễ một cái đối với Lý Quân Giao ở xa xa, nói với bọn người Chu Kỳ. Hôm nay mời các vị tới, là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố, đặc biệt xin mời người trấn thủ Tổ Sơn tới chứng kiến. Chuyện gì? Bọn người Chu Kỳ mơ hồ cảm giác chuyện hôm nay rất không đơn giản. Giọng Khương Bá cao vút, hòa với năng lượng quanh quẩn khắp trời đất. Loạn chiến tiếp tục kéo dài đến nay, Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, Huyền Nguyệt Hoàng Triều và các hoàng tộc lần lượt bị xóa tên, Vạn Đạo Thần Giáo, Phù Tăng Thần Cung, Thao Thiết Yêu Tộc cũng đều lần lượt bị hủy diệt, chỉnh thể Thương Huyền đã tổn hao nhiều nguyên khí, dân chúng càng là cất tiếng oán than dậy đất trời. Khương Phàm cảm thấy thương tiếc sâu sắc, thẹn với dân chúng,
cũng lo lắng cho an nguy của Thương Huyền. Cho nên, Khương Phàm chủ động đề nghị, sau khi hắn triệt để thanh toán bát bộ hoàng đạo, bảo vệ chủ quyền Thương Huyền, sẽ kết thúc chiến tranh. Đối với chỗ tội ác phạm phải trước đó của chí tôn hoàng đạo các ngươi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thừa nhận địa vị của các ngươi, cùng có quyền khống chế lãnh địa sở thuộc. Nếu như các ngươi tiếp nhận, sau khi Khương Phàm giải quyết xong cửu lê ma tộc cùng thiên cực giới, sẽ lấy thượng thương cổ thành làm cơ sở, trùng kiến vạn thế thần triều, chính thức thống ngự Thương Huyền. Từ nay về sau, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, cùng Cửu Thiên Thần Giáo, đều phải ủng hộ vạn thế thần triều, cùng nhau bảo vệ lợi ích Thương Huyền. Sự vụ nội bộ, riêng mình làm chủ, nhưng chiến tranh với bên ngoài, các ngươi phải nghe đợi vạn thế thần triều điều khiển, đồng tâm hiệp lực. Bọn người Chu Kỳ có chút há mồm, chăm chú nhíu mày, cơ hồ là trợn mắt hốc mồm nhìn Khương Bá đang tuyên cáo cao vút. Cái quái gì? Ta nghe lầm sao? Đó là tên ngu xuẩn sao? Không phải Xí Thiên Giới các ngươi chỉ vừa mới thoát khỏi Thiên Trụ Sơn sao? Là thoát khỏi. Làm sao lại như toàn thắng như thế cơ chứ? Không phải các ngươi vừa mới giải quyết Phù Tăng Thần Cung sao? Làm sao lại như mới ngược chí tôn hoàng đạo như thế cơ chứ? Bây giờ các ngươi ngay cả thần linh đều không có, chỉ là mấy thánh hoàng, lại còn muốn trùng kiến vạn thế thần triều. Còn muốn hiệu lệnh Thương Huyền, để cho chí tôn hoàng đạo chúng ta đều cúi đầu xưng thần. Chu Kỳ và đám người cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Đã đến bước này sao? Là bọn hắn đã bỏ qua cái gì sao? Hay là đám người này bành trướng, lên ý nghĩ hão huyền rồi? Sau khi Khương Bá nói xong, hắn cũng không để ý đến ba tên gia hỏa ngốc kia nữa, mà là chắp tay hướng phía Lý Quân Giao, thanh âm cao vút vang dội. Chúng ta không nguyện ý lại nội chiến, chủ động tỏ thái độ nghỉ chiến. Chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nguyện ý khoan dung cho tội của chí tôn hoàng đạo ác. Từ lúc bắt đầu tất cả hành động chiến tranh đến nay, chúng ta đều là đang thanh lý hoàng đạo ngoại vực, nhổ tai mắt của đế tộc tại Thương Huyền, cũng không phải cố ý hiếu chiến. Từ nay về sau, tất cả mục đích của chúng ta, cũng đều là bảo vệ Thương Huyền, bảo vệ Thương Huyền. Khương Bá nói xong, lại hành lễ đơn giản với Lý Quân Giao, nói. Còn xin Tổ Sơn chứng kiến. Lý Quân Giao uy nghi lạnh nhạt, chậm rãi gật đầu. Thương Huyền liên tiếp phát sinh chiến tranh, khiến cho thiên tai giáng thế, sơn hà nghịch loạn, tiếng kêu ca sôi trào, ta thấy nguy cơ chiến tranh càng lớn hơn đã muốn bộc phát, dân chúng ở các nơi đều đang sợ hãi tuyệt vọng. Các ngươi có thể làm ra thái độ như thế, đúng là không dễ, ta sẽ mang thái độ của các ngươi về khu an toàn, chuyển cáo tin tức tốt này cho dân chúng. Bọn người Chu Kỳ nghe được thì cau chặt lông mày, đây là muốn làm gì, bắt đầu kiếm lời dân ý rồi. Nếu Khương Phàm đều đã chủ động hạ thấp thư thái, mà bọn hắn còn muốn khai chiến, chính là không để ý đến ý nguyện của chúng sinh, chính là kẻ cầm đầu nhấc lên nội chiến. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, nhìn Khương Bá, nhìn lại Lý Quân Giao, rõ ràng hoài nghi đây chính là hai bên đang lợi dụng bọn hắn để diễn trò. Làm cho người trong thiên hạ nhìn. Ngưng chiến. Tên hỗn đản Khương Phàm kia chịu ngưng chiến. Chính hắn đều không tin. Còn khoan dung tội ác của chúng ta, còn sẽ bỏ qua chuyện cũ. Chúng ta còn không có tha thứ cho ngươi đây. Chu Kỳ, Phương Hồng Tín, Âu Dương Thanh Liên trao đổi ánh mắt, loại tràng diện này nên ứng phó như thế nào đây? Trong lời Khương Bá nói kia toàn là bẫy. Nếu như đồng ý ngưng chiến, chẳng khác nào thừa nhận bọn hắn phạm qua, tội ác, chẳng khác nào bọn hắn muốn ủng hộ Khương Phàm. Nếu như không đồng ý ngưng chiến, vậy thì cái mũ tai họa dân chúng này sẽ bị chụp xuống, ngay cả thần tôn đều gánh không được. Đúng là không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Ngươi muốn đánh trận liền cứ đánh, còn đột nhiên chơi lên âm mưu dương mưu như thế. Lý Quân Giao cố ý hỏi thăm. Ba bên các ngươi, thái độ ra sao? Khóe miệng Chu Kỳ giật một cái, nói. Việc này can hệ trọng đại, chúng ta cần trở về thương nghị. Lý Quân Giao thản nhiên nói. Ta đã biết, Xích Thiên Thần Triều trên chuyện ngưng chiến có do dự, có điều kiện. Đại Quang Mang Thần Điện thì sao? Ngươi! Chu Kỳ suýt chút nữa đã mắng lên, ta mẫu thân nó còn nói do dự. Nói điều kiện. Âu Dương Thanh Liên trầm giọng nói. Đại Quang Mang Thần Điện ta thể sống chết bảo vệ quyền tự chủ của Thương Huyền, cũng sẽ bảo vệ dân chúng Thương Huyền. Nhưng chuyện liên quan tới ngưng chiến, chúng ta hy vọng Khương Phàm tự mình ra mặt đàm phán cùng chúng ta. Lý Quân Giao chậm rãi gật đầu.
Ta đã biết, Đại Quang Mang Thần Tôn không muốn lập tức ngưng chiến. Chu Thiên Thần Điện thì sao? Lý Quân Giao. Âu Dương Thanh Liên nổi giận quát, lời ta nói là có ý này sao? Phương Hồng Tín nhúc nhích bờ môi, hắn lại không biết phải nên nói thế nào, nương môn nhi này rõ ràng đang hố bọn hắn. Lý Quân Giao chậm rãi gật đầu. Chu Thiên Thần Điện không muốn ngưng chiến, đã hiểu. Phương Hồng Tín suýt chút nữa đã mắng lên. Ta đã nói như vậy sao? Ta đang suy nghĩ đây. Nhưng Lý Quân Giao lại không có để ý tới, nàng phất tay lên, mây mù trên bầu trời cuồn cuộn mãnh liệt, nuốt sống tất cả bọn hắn, biến mất không còn bóng dáng. Bọn người Chu Kỳ ngạc nhiên, đi rồi, liền đi, nếu là diễn trò, có thể chuyên nghiệp chút hay không, không phải là quá qua loa sao, hoàn toàn là quá qua loa mà. Chúng ta cần phải xử lý Cửu Lê Thần Cung cùng Thiên Cực Giới, sau khi kết thúc chỉ hy vọng ngưng chiến, hy vọng các ngươi lấy dân chúng làm trọng, lấy ý nguyện của dân mà ngẫm lại, chăm chú cân nhắc đề nghị của chúng ta. Khương Bá lạnh lùng nhìn không biểu hiện ra cái gì, hắn mang theo Thái Thản Cự Mãng rời khỏi cửa thành. Lý Quân Giao đáng chết, cuối cùng Tổ Sơn biến thành công cụ của Khương Phàm sao? Tín dự của Tổ Sơn đều muốn hủy ở trong tay tiện nhân kia. Khương Phàm đáng chết, lại dám dùng thủ đoạn này đến tranh thủ dân ý, quá không biết xấu hổ. Ba người Chu Kỳ đều tức giận tới mức không thể kiềm chế được, trước khi đến đều tưởng rằng muốn làm gì giao dịch, không nghĩ tới nơi này thực sự chính là một cái hố siêu to. Đào xong lại chờ bọn hắn đến nhảy xuống. Mấu chốt bọn hắn lại thật sự rơi vào rồi. Sớm biết đã không tới. Cáo từ. Âu Dương Thanh Liên không muốn ở lâu, hắn muốn rời khỏi lập tức. Chờ một chút. Chu Kỳ tranh thủ thời gian gọi nàng lại. Đừng hỏi, hỏi chính là không chết. Ta không có hỏi sống chết của Quang Mang Thần Tôn, ta muốn đòi một người với các ngươi. Người nào? Các ngươi bắt Ngô Thiên Khải của Hỗn Độn Tử Phủ đi. Không phải các ngươi thu đã được Cửu Lê Ma Tộc và Thiên Cực Giới tặng tù binh bị bắt rồi sao? Các ngươi giữ lại Ngô Thiên Khải cũng vô dụng, chẳng lẽ còn dự định làm giao dịch cùng Khương Phàm? Lúc ấy thần tôn các ngươi tru diệt nhiều thánh vương thánh hoàng của Khương Phàm như vậy, hắn đã hận các ngươi đến tận xương, tuyệt đối không thể nào làm bất luận cái thỏa hiệp gì nữa cả. Chúng ta không có ý định làm giao dịch, giữ lại là dùng để tế cờ lúc khai chiến. Các ngươi giữ lại Ngô Thiên Khải, trừ việc kích thích Khương Phàm đi qua thì cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Giao hắn cho chúng ta có thể sử dụng 4 tù binh, hấp dẫn Khương Phàm đến Xích Thiên Thần Triều. Các ngươi đều đã có 3 tên, không thiếu đi một kẻ này. Chờ một chút, chớ vội đi, giao Ngô Thiên Khải cho chúng ta, có thể bàn bạc điều kiện. Rốt cuộc các ngươi muốn hắn làm gì? Có tác dụng quan trọng, chỉ cần hoàn thành, đối một với Chí Tôn Hoàng Đạo chúng ta đều có chỗ tốt. Âu Dương Thanh Liên hồ nghi nhìn Chu Kỳ, quay người rời khỏi. Ta sẽ trở về chuyển cáo. Cùng thời gian Khương Bá gặp gỡ Chí Tôn Hoàng Đạo, Khương Phàm đã bí mật đã tới nội địa Đông Bắc, tiếp man hoang chiến tộc. Kiều Vô Hối, Khương Qua, Đông Hoàng Càn liên thủ làm bạn. Man hoang chiến tộc là siêu cấp quái vật truyền thừa từ Hồng Hoang đến nay, chưa bao giờ hủy diệt qua, không chỉ có được thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, cuồng bạo hiếu chiến, 10 vạn dặm man hoang sơn mạch cùng tòa man hoang cổ thành sừng sững trăm vạn năm kia lại không ngã, mà bên trong càng có thể ẩn giấu vô số bí mật đáng sợ. Tại tình huống không có bất cứ cơ sở kết giao gì lại đột nhiên bái phỏng, chính bản thân đã nhấc lên nguy hiểm to lớn, cho nên Khương Phàm cần mang theo 3 vị thánh hoàng đi cùng mình. Ngay cả man hoang chiến tộc đều cảm thấy kinh ngạc đối với việc Khương Phàm đột nhiên bái phỏng, cho nên không có trực tiếp tiếp đãi, mà là để bọn hắn dừng lại tại biên giới man hoang đông bộ cách đó 10 vạn dặm. Nơi này ở vào khu vực Đọa Lạc Thiên Quốc cùng man hoang cổ địa giao tiếp. Phương hướng Thiên Quốc, mây đen che trời. Hắc ám giá lạnh, tiếng gào thét thê lương liên tiếp vang vọng, man hoang sơn mạch ở trước mặt, mây mù lượn lờ, cổ thụ che trời, thú lớn ẩn hiện, sinh cơ bừng bừng. Nơi này thế núi hiểm trở, kỳ phong u cốc khắp nơi đều có thể thấy được, vách núi treo leo, vết nứt đứt gãy, trải rộng ở các nơi. Số lượng lớn yêu trùng ác thú ẩn hiện, bầu không khí đầu rất khẩn trương. Bọn người Khương Phàm mặc áo bào đen, tận lực che giấu khí tức, đứng trên một ngọn núi đá hoang vu. Chờ đợi man hoang chiến tộc tiếp kiến. Chúng ta và man hoang chiến tộc chỉ là hợp tác tạm thời vì lợi ích. Khương Phàm nhìn qua phương xa, nhẹ giọng một câu. Ta đã hiểu. Trong lòng Khương Qua xác thực không dễ chịu, nhưng cũng có thể tiếp nhận.
anh hồn điện tương lai sẽ có ghế của Long Lân Lôi Mã. Khương Qua nhớ tới lão bằng hữu làm bạn với mình nửa đời, vẻ mặt thoáng ảm đạm. Cự Long Đại Lục nơi đó có Long Lân Lôi Mã, chờ nhàn rỗi, ta chuẩn bị cho ngươi một con. Đông Hoàng Càn liếc mắt nhìn Khương Qua. Cảm ơn có ý tốt, không cần. Rầm rầm. Lúc này, một con khỉ xấu xí xông ra khỏi hẻm núi, đuổi bắt một con độc hạt đang chạy trốn, tiến lên bên cạnh bọn họ. Bọn người Khương Phàm thản nhiên liếc mắt, không để ý đến loại yêu thú bình thường này. Không lâu sau đó, đại bằng đầu đầy máu me xông phá mây mù từ không trung phi nhanh xả xuống, đánh tới hẻm núi trước mặt bọn họ cách đó không xa. Ngay sau đó, nơi đó truyền ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, một con yêu trùng to mọng bị mang tới bầu trời. Bọn người Khương Phàm vẫn không có để ý, tiếp tục chờ đợi man hoang này chiến tộc tiếp kiến. Nhưng chính là hai loại yêu thú cấp thấp thoạt nhìn không có hiếp gì này lại sau khi săn mồi đã lặng yên rời khỏi. Một con di chuyển từ dưới đất, một con bay đi từ không trung, cuối cùng chạy tới ngoài trăm dặm, mây đen che phủ cảnh nội thiên quốc. Có người tiếp man hoang, hết thảy bốn người, thủ vệ của man hoang chiến tộc không có nghênh đón, để bọn hắn chờ ở bên ngoài. Hơn 10 vị nam nữ tử mặc áo lông cừu, ẩn nấp trong pháp trận được bố trí bí mật, đạt được tin tức từ yêu thú nơi đó. Bọn hắn đều là đội giám sát của Xích Thiên Thần Triều, phân phó hàng ngàn mà tính yêu thú cấp thấp tại vùng núi kia, xen lẫn trong dãy núi trong rừng già đó, bí mật giám sát. Trong loại hoàn cảnh này, vẫn đành phải giám sát man hoang như thế, yêu thú cường hãn rất dễ dàng gây nên cảnh giác, những yêu thú cấp thấp nhìn như bình thường này ngược lại là càng dễ điều tra. Chú ý quan sát, tuyệt đối không được gây cảnh giác. Một vị nam tử trung niên lập tức khẩn trương, ai sẽ tiếp man hoang chiến tộc vào lúc này? Man hoang chiến tộc đây là không nguyện ý tiếp đãi, trực tiếp coi thường, hay là không dám tiếp đãi, trở về thông báo. Nam tử cau mày, lập tức rời khỏi. Xích Thiên Thần Triều ở chỗ này an bài số lượng lớn người giám sát, hắn chỉ là tiểu đội trưởng trong đó. Hắn phải báo cáo tình huống với tộc lão hoàng thất phụ trách thật sự. Khương Phàm, chúng ta lại gặp mặt. Không gian bị đánh rách tả tơi, như trọng chùy vỗ trời, lan tràn vết nứt. Một con ma quái huy động hai cánh giáng lâm đến trước mặt bọn người Khương Phàm, thân cao 18 mét, uy phong lẫm liệt, thẳng tắp hùng tráng, khí thế áp bách, uy lực như là có thể quét ngang vạn quân. Đỉnh đầu hắn có hai cái sừng, miệng đầy răng nanh, khuôn mặt xấu xí dữ tợn. Con mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm Khương Phàm. Thật có lỗi, ta không phân rõ hình dạng của các ngươi. Xin hỏi ngươi là... Không phải Khương Phàm cố ý kích thích, mà là thật không biết nên phân biệt cái bọn gia hỏa giống nhau như lúc này như thế nào. Man khôi. Ma quái ngưng tụ đôi mắt, bắn ra sát ý. Lời này mặc kệ là có ý vô ý, đối với kẻ cao ngạo như hắn mà nói đều là nhục nhã. A, à, lại gặp mặt. Khương Phàm cười nhạt. Thì ra là vị thiên tài man hoang này. Lúc trước đã từng liều mạng qua tại Thiên Đãng Sơn ở Đọa Lạc Thiên Quốc. Cũng chính là gia hỏa này ngày hôm đó mượn tới đế uy. Đối với cái nguồn đế uy thần bí kia, hắn vẫn luôn lo nghĩ, dù sao mấy trăm ngàn năm nay mãng hoang chiến tộc đều không có xuất hiện đế quân. Đó là đế hồn thần bí phong tồn bên trong man hoang cổ thành. Hay là đế uy hư hư thực thực, nhưng thật ra là một loại thần hồn nào đó. Ngươi đến man hoang chiến tộc ta cần làm chuyện gì? Chúng ta thật muốn bàn bạc ở chỗ này. Nếu như ta không có đoán sai, là tộc trưởng các ngươi an bài ngươi tới đón tiếp. 10 vạn dặm cổ địa man hoang từ Hồng Hoang đến nay đều là lãnh địa của chiến tộc chúng ta, trừ phi là chiến tranh lan tràn, từ trước tới giờ đều không tiếp nhận người ngoài bước chân tới. Ta, Man Khôi, chỉ phụng mệnh đến đây tìm hiểu tình hình, cho nên. Có chuyện thì mau nói, có dám thì mau thả. Lần đầu chúng ta gặp gỡ, ngươi cũng không phải có thái độ như vậy. Chẳng lẽ là cảnh giới ta trưởng thành quá nhanh, để cho ngươi ghen ghét? Ha ha, ghen ghét, nếu như ta cũng là người chuyển thế, ta trưởng thành càng nhanh. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, nếu như các ngươi cần, mời ta đến đi, nếu như không nguyện ý bàn bạc, bây giờ chúng ta liền rời khỏi. Ta bảo ngươi cho thấy thái độ trước. Cáo từ. Khương Phàm xoay người rời khỏi. Đạp tan không gian, biến mất không còn tăm hơi. Trở lại, ngươi trở lại cho ta. Man Khôi tức giận, đang muốn đuổi theo, không gian sau lưng lại đột nhiên sụp đổ, bốn người Khương Phàm từ trong hư không cất bước đi ra. Dẫn đường.
Ngươi đùa bỡn ta. Man Khôi nhè răng nanh run run, gương mặt hung ác, móng vuốt trắng kiện hiện ra ý lạnh tùm. Đừng để tộc trưởng các ngươi sốt ruột chờ. Khương Phàm nhìn rừng cây tươi tốt, núi lớn nguy nga, cây rừng che trời, sông lớn uốn lượn ù ù lao nhanh, số lượng lớn mãnh thú, cự thú ẩn hiện ở xung quanh, trong không khí phiêu đáng khí tức rừng rậm nguyên thủy ẩm ướt. Mặc dù trước đó đã bị tất cả hoàng đạo liên hợp vây bắt, nhưng cây rừng nơi này lại khôi phục vô cùng tốt, cơ bản đã che giấu đi vết tích chiến tranh. Nghe nói thời kỳ hồng hoang, mặc dù đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc là từ bỏ vị nhân ma, đầu tiên trên danh nghĩa, nhưng vẫn âm thầm khắc xuống đế ngấn thần bí trong 10 vạn dặm cổ địa mãng hoang. Ban đầu, nơi hoang vu nhất, nơi cằn cỗi nhất đã biến thành tụ linh đại trận, để 10 vạn dặm man hoang cổ địa dần dần tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ. Thậm chí có lời đồn, sau khi hai vị đế quân kia chết, hậu nhân còn vẩy cho cốt vào mãng hoang cổ địa, dùng đại đế huyết cốt tẩm bổ sơn hà, đổ vào cây rừng, cưỡng ép tạo nên man hoang cổ địa hoàn toàn mới. Tóm lại, vô số loại truyền thuyết, nhưng không thể phủ nhận là, 10 vạn dặm man hoang cổ địa này xác thực rất cổ quái, cây rừng sinh trưởng tùm, núi lớn sông to đều có thể, sinh trưởng, thiên tài địa bảo lộn xộn không ngừng tuôn ra, cũng chính là nương theo ưu thế được trời ưu ái. Man hoang chiến tộc đã trải qua man hoang, viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, chưa từng có suy bại, thậm chí mấy lần quật khởi, xông ra mãng hoang, công đoạt thiên hạ. Chúng ta đi man hoang cổ thành. Khương Phàm hỏi. Kiếp trước ngươi không thể giết đến, kiếp này còn muốn trà trộn vào sao? Nằm mơ. Man Khôi cũng không có mang Khương Phàm xâm nhập man hoang cổ địa, mà là sau trăm dặm ngắn ngủi đã dừng lại, rơi xuống sâu trong lão sơn cứng cáp. Một tòa u cốc bị cây rừng mọc thành bụi, bị năng lượng không gian phong cấm. Năm vị quái vật khôi ngô phân tán ở chỗ này. Bọn chúng có gương mặt xấu xí, răng nanh sắc bén, chiến khu thẳng tắp bò đầy cơ bắp, khuấy động lực lượng mênh mông, hai cánh hiện ra mê quang quỷ dị, như là có thể tùy tiện đánh vỡ nát không gian, hai cái sừng ma trên trán càng là vũ khí công kích cường đại bí mật của bọn chúng. Phần thiên thần hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Mặc dù quái vật cầm đầu thô cuồng dã tính, nhưng rõ ràng lại lộ ra vẻ già nua. Hắn chính là lão tổ thánh hoàng man hoang chiến tộc già nhất, Man Thiên Cương, kiếp trước đã từng có giao phong cùng Khương Phàm và Tu La. Là ngươi sao, ta còn nhớ rõ. Thời gian 1000 năm, trôi qua cũng rất nhanh nhỉ. Lần này Khương Phàm lại quen biết. Đối với ngươi, một chết một sống mà thôi, đương nhiên nhanh, nhưng đối với ta, 1000 năm này có thể đã trải qua không ít chuyện. Lão tổ thánh hoàng, Man Thiên Cương ngữ khí lạnh lẽo, ở kiếp trước, Tu La phụng mật lệnh của Khương Phàm, chinh phạt man hoang, mặc dù cuối cùng bọn hắn chống đỡ được, nhưng cái giá bỏ ra lại cực lớn, thậm chí cái tên gia hỏa Tu La điên cuồng kia có một lần còn muốn giết vào man hoang cổ thành, làm cho bọn hắn liều chết huyết chiến. Nhìn thấy ngươi trải qua rất phong phú, ta cũng yên lòng. Khương Phàm cười nhạt đáp lại. Hừ, đừng nói nhảm, nếu như ngươi là đến vì Xích Thiên Thần Triều. Chúng ta xác thực có cơ sở để hợp tác, nhưng nếu như còn có mục đích khác, tha thứ không phụng bồi. Man Thiên Cương có thể đoán được, lần này Khương Phàm tới là muốn liên hợp bọn hắn cùng nhau tiến công Xích Thiên Thần Triều. Nhưng nếu như Khương Phàm còn muốn tiếp tục hợp tác cùng bọn hắn khác hoàng đạo trinh phạt, bọn hắn sẽ không tiếp nhận. Tập kích Xích Thiên Thần Triều là bởi vì thù hận tích lũy đời đời, nhưng những chuyện khác, bọn hắn tuyệt đối không xen vào. Bởi vì man hoang chiến tộc cao ngạo, tuyệt đối không thể nào biến thành vũ khí trong tay người khác, càng không thể biến thành vật làm nền của người khác. Lần này ta tới, chính là vì chúng ta có chung kẻ địch, Xích Thiên Thần Triều. Chờ đến khi thời cơ chính mùa ôi, ta hy vọng hai bên có thể cùng nhau xuất kích, không phân tuần tự, không phân chủ thứ, toàn lực ứng phó bắt lấy Xích Thiên Thần Triều. Thời cơ chín muồi như lời ngươi nói, là lúc nào? Trong vòng 3 tháng. 3 tháng, tha thứ ta nói thẳng. Người đây là si tâm vọng tưởng. Người sinh ra ở Xích Thiên Hoàng Triều, rất rõ ràng thực lực thật sự ở nơi đó. Nhất là tòa hoàng thành kia, ngoại thành bố trí tầng tầng phòng ngự, tương liên cùng sông núi đất trời, giao hòa cùng hư không, trên 9 tầng nội thành thì tập kết toàn bộ tinh thần hướng đến tất cả lão tổ tông của Vương Phủ Tông môn thương hội, tại đỉnh núi càng có thần hỏa cửu thiên huyền hỏa. Chỉ cần Xích Thiên thần tôn tọa trấn ở nơi đó, cho dù là người thật sự thành thần, cũng khó có thể dung chuyển nó. Xích Thiên Thần Triều xác thực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Cho dù chúng ta không có thần linh,
nhưng chỉ cần tập kết đầy đủ thánh vương thánh hoàng, cũng có thể lay căn cơ Xích Thiên Thần Triều một cái. Bây giờ Xí Thiên Giới các ngươi có mấy vị thánh hoàng? Man Thiên Cương nhìn đến ba nam tử phía sau Khương Phàm, Đông Hoàng Càn là người quen cũ, hai người khác hẳn là Phượng Hoàng. Địa Ma Thụ đang ngủ say, không tính ở bên trong, tổng cộng có 6 vị. Trong vòng 3 tháng, số lượng này còn có thể lại tăng 1 vị. Lời Khương Phàm nói để cơ thể Man Thiên Cương cũng hơi căng cứng, Man Khôi cùng các cường giả man hoang khác cũng đều run rẩy ở trong lòng. Còn có 6 vị. Rốt cuộc Khương Phàm đã đạt được bao nhiêu tài nguyên, sao hắn lại có thể nuôi dưỡng được nhiều thánh hoàng như vậy? Phải biết tại thời kỳ đỉnh phong Xích Thiên Thần Triều cũng chỉ đều có 3 vị. Trước đó bọn hắn bồi dưỡng ngoài sáng trong tối, cũng mới tạo nên được 3 vị. Trách không được Khương Phàm có thể tùy tiện hủy diệt Phù Tang Thần Cung, bây giờ bọn hắn xác thực đã cường hãn đến mức để cho người ta khiếp sợ. Bây giờ Thương Huyền gió nổi mưa phun, man hoang chiến tộc các ngươi khẳng định cũng là đang vận dụng bảo vật phong tồn, bồi dưỡng thánh vương và thánh hoàng mới. Chờ đến khi có thời cơ phù hợp, hai bên chúng ta tập kết 10 vị thánh hoàng trở nên, hoàn toàn có thể khởi xướng vây bắt Xích Thiên Thần Tôn. Vây bắt Xích Thiên Thần Tôn, Si Tâm vọng tưởng, ngươi muốn đụng đến hắn, trước tiên phải phá vỡ Xích Thiên Hoàng Thành. Tha thứ ta nói thẳng, 10 vị thánh hoàng, tuyệt đối không lay động được Hoàng Thành. Nếu như ta không có nắm chắc thì cũng không thể nào để cho người của ta chịu chết uổng phí. Bây giờ ngươi càng phải cân nhắc hơn chính là, có nguyện ý phối hợp cùng ta, vây công Xích Thiên Thần Triều hay không? Man Thiên Cương trần chờ, mặc dù rất muốn vây công Xích Thiên Thần Triều, nhưng hắn càng rõ ràng thực lực của Xích Thiên hơn, trừ phi Khương Phàm thành thần, nếu không thật sự là không thể lay động được nơi đó. Mà, Khương Phàm càng không phải người lương thiện, hắn thậm chí hoài nghi Khương Phàm là muốn tính toán man hoang chiến tộc bọn hắn, chiếm đoạt tài nguyên mà bọn hắn thu hoạch được. Khương Phàm không nôn nóng, hắn vẫn yên lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Thật lâu, Man Thiên Cương nói. Trong chuyện Xích Thiên Thần Triều này, hai bên chúng ta có thể hợp tác. Nhưng, trước khi hợp tác, giữa ngươi cùng và ta phải uống máu ký kết, ngươi phải dùng danh nghĩa Vạn Thế Thần Triều mà thề. Mục tiêu thật sự là Xích Thiên Thần Triều mà không phải chúng ta, còn phải ước định các hạng tiến công và thu hoạch. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta sẽ tôn trọng địa vị cùng quyền lợi của man hoang chiến tộc tại Đông Bắc Bộ. Nếu như ngươi muốn an tâm, ta cũng có thể cùng ngươi viết xuống huyết thư để cam đoan. Mặc dù Khương Phàm hận Bát Bộ Hoàng Đạo, nhưng tình huống của man hoang chiến tộc lại rất đặc thù, bọn quái vật nhân ma này mặc dù bị các tộc phỉ nhổ, lại tự cao cực cao. Nhưng giữa huyết ma đế tộc lại thật sự là hợp tác lợi ích, mà không phải thuộc về quan hệ phụ thuộc. Chờ tin tức của ngươi, sau 3 tháng gặp lại. Man Thiên Cương ra hiệu Man Khôi tiễn khách, hắn huy động hai cánh liền muốn rời khỏi. Chậm đã, lần này ta tới, còn có một việc muốn thỉnh giáo. Không biết gần đây phải chăng giữa các ngươi và huyết ma đế tộc từng có liên hệ. Ngươi muốn hỏi cái gì? Các ngươi biết giữa Chí Tôn Hoàng Đạo cùng đế tộc đã làm giao dịch không? Biết. Biết giao dịch nội dung cụ thể sao? Không rõ ràng. Man Thiên Cương thật đúng là không biết cụ thể giao dịch, bởi vì liên hệ giữa bọn hắn cùng huyết ma đế tộc cũng không nhiều, bình thường không có chuyện đặc biệt thì cũng chỉ là mượn đường Đông Bắc Thiên Môn ra vào Thiên Khải. Nhưng ta biết, chờ sau khi có thời cơ phù hợp, ta sẽ công khai cặn kẽ nội dung ra, đến lúc đó cục diện Thương Huyền sẽ xuất hiện tính thay đổi căn bản. Không liên quan tới chúng ta. Chỉ cần không mạo phạm man hoang chúng ta, tùy các ngươi náo thế nào. Không, chuyện này thật đúng là có liên quan với các ngươi. Mặc dù các ngươi cổ thủ Đông Bắc man hoang cổ địa, nhưng các ngươi đã sinh tồn ở nơi này từ thời kỳ hồng hoang, các ngươi là hoàng đạo chưa bao giờ suy bại của Thương Huyền, cũng là một trong những dân bản địa chân chính của Thương Huyền. Nếu như ngày nào đó đế tộc tám phương liên hợp xâm lấn, các ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi nói cái gì? Ánh mắt của Man Thiên Cương cùng chư vị cường giả man hoang đều nhìn chằm chằm Khương Phàm. Đây chính là nội dung của đế ước, bọn người Xích Thiên Thần Triều đã phạm phải sai lầm, cho mời đế tộc xâm lấn Thương Huyền, thời gian chỉ là 3 năm. Ta không làm giao dịch khác cùng các ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như huyết ma đế tộc đặt chân đến Thương Huyền, các ngươi sẽ rộng mở cánh cửa Đông Bắc vì bọn hắn, hay là đứng lên chặn đánh? Nếu như hoàng tộc hoàng đạo của Bát Châu Thập Tam Hải hoắc loạn Thương Huyền, các ngươi là khoanh tay đứng nhìn, là tiếp tục ở lại vùng đất Đông Bắc, hay là đứng lên phản kích? Nếu như Thương Huyền thật sự biến thiên,
Man hoang chiến tộc các ngươi còn có thể độc bá Đông Bắc vùng đất sao? Khương Phàm nói xong lại nhìn chằm chằm Man Thiên Cương, sau đó rời khỏi U Cốc. Chí Tôn Hoàng Đạo lại mời đế tộc xâm lấn. Man Thiên Cương đưa mắt nhìn bóng dáng Khương Phàm biến mất ở cuối tầm mắt, huyết mâu lấp lóe ý lạnh, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh lại được. Nếu như không phải chính miệng Khương Phàm nói, còn muốn công khai ra trong thời gian gần đây, thì hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Mặc dù man hoang đối kháng Xích Thiên Thần Triều quanh năm, đời đời kiếp kiếp mộng tưởng một lần nữa bước vào trung vực, nhưng không thể không thừa nhận, Chí Tôn Hoàng Đạo có tình cảm nóng bỏng cùng cao ngạo tư thái đối với Thương Huyền, nói bọn hắn là phong cốt cùng ranh giới cuối cùng của Thương Huyền đều không đủ. Cũng chính bởi vì sự kiên trì và cường thế của Chí Tôn Hoàng Đạo, cùng các loại chinh chiến điên cuồng của Thương Huyền tại Thiên Khải, mới chấn nhiếp được Bát Bộ Hoàng Đạo, càng cảnh cáo đế tộc các phương. Nhưng đột nhiên, bọn hắn lại muốn từ bỏ rồi. Đây là vì sao? Ai cho bọn hắn lá gan làm ra quyết định ruồng bỏ tín ngưỡng, ngỗ nghịch tiên tổ như thế này? Thương Huyền sắp biến thiên. Vẻ mặt của bọn quái vật đứng ở phía sau Man Thiên Cương trở nên nghiêm trọng lên. 3 năm. Đế tộc bị cưỡng ép ngồi ngoài 30.000 năm, lại muốn một lần nữa đặt chân vào Thương Huyền vào 3 năm sau. 30.000 năm bình tĩnh, muốn bị triệt để phá vỡ sau 3 năm nữa. Chuyện này đối với con dân Thương Huyền mà nói, không thể nghi ngờ là trận nguy cơ giống như ngày tận thế, đối với man hoang chiến tộc bọn hắn mà nói, chính là một trận khiêu chiến. Chính như Khương Phàm nói, đến lúc đó bọn hắn sẽ rộng mở cánh cửa Đông Bắc vì huyết ma tộc. Hay là chống cự lại huyết ma tộc tại Tân Hải Đông Bắc, lại hoặc là không đếm xỉa đến. Nhưng bọn hắn có thể không đếm xỉa đến sao? Thương Huyền, đối với bọn hắn mà nói, cũng chính là nhà. Man Thiên Cương và bọn quái vật đánh rách tả tơi hư không, quay về Man Hoang Cổ Thành. Man Hoang Cổ Thành, nơi này tràn ngập xương máu, thông thiên đạt địa, giống như một đám mây hình nấm bao phủ lấy đại thành cổ lão mà rộng rãi. Ở bên trong đám mây máu dày đặc này, vết nứt không gian như cuồng lôi chút xuống, oanh minh đến ngột ngạt, liên miên bất tuyệt. Tràng cảnh rung động lại khủng bố, giống vùng đất của như ác ma. Từ khi đế cốt sự kiện, sau khi lọt vào tập kích, Man Hoang Cổ Thành liền triệt để khởi động hệ thống phòng ngự, tiếp tục kéo dài đến nay đã hơn 10 năm. Cái này tại ngoại giới xem ra rất bình thường, có thể hiểu được. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến cho Man Hoang chiến tộc làm như thế, chính là bởi vì che giấu cái khí tức nào đó, đế tổ. Đế tổ thật sự của Man Hoang chiến tộc. Siêu cấp nhân ma được đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc thai nghén thời kỳ hồng hoang. Hắn đã từng có huy hoàng vô hạn, dậm chân bước đến đỉnh phong, khiến cho chư thiên thần ma kiêng kỵ, sau này đã bị trấn áp tại Thượng Thương Cổ Thành, lặng lẽ vượt qua bóng tối vô tận trong 100 vạn năm. Cho dù là đế quân, cũng không thể nào có được tuổi thọ nghịch thiên như vậy, kỳ thật hắn hẳn là đã theo Thượng Thương mai táng mà chết ở cái niên đại xa xôi kia. Nhưng hắn còn sống. Từ bên trong hắc ám và cô độc vô tận, hắn vẫn còn sống. Trong hơn 10 năm ngắn ngủi này, huyết khí khô kiệt đến cực điểm của Man Hoang Đế Tổ đã nhanh chóng khôi phục, cảnh giới vững bước tăng lên. Man Hoang chiến tộc điều động tất cả bảo vật bọn hắn phong tồn, thậm chí từ linh vật vơ vét được Đọa Lạc Thiên Quốc, dùng hết khả năng trợ giúp đế quân bọn hắn khôi phục. Dù sao đế tổ bọn hắn cũng không phải tu luyện lại từ đầu sau khi trùng sinh, mà chỉ là cần bổ sung đầy đủ năng lượng liền có thể khôi phục lại được. Bọn hắn mong mỏi đế tổ có thể trở lại thần cảnh, càng mong mỏi có thể tái nhập đế vị. Đế tổ, đế tộc tám phương sắp xâm lấn Thương Huyền. Sau khi Man Thiên Cương trở lại cổ thành, hắn lập tức tiến về tổ từ báo cáo tình huống với đế tổ. 3 năm. Trong tổ từ, đế tổ chống cơ thể lên từ trong huyết trì sôi trào, máu tươi thuận theo đường cong bắp thịt trượt xuống. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Dựa theo kế hoạch, hắn còn cần thời gian 5 năm mới có thể bước lên cảnh giới thần linh. Cũng chỉ có tiến đến thần linh cảnh giới mới thuận tiện công khai xuất hiện, có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hoàng tộc hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải chen chúc mà tới, man hoang chiến tộc không thể chỉ lo thân mình, mà thân phận của hắn lúc nào cũng có thể bị bại lộ. Nào chỉ là hắn, hai vị khác kia, đoán chừng đều muốn bại lộ. Đám đế quân kia khẳng định sẽ bị kích thích. Một tên Khương Phàm muốn xưng đế liền đã để bọn hắn khẩn trương, nếu như lại đến thêm 3. Đế tổ trở về, đoán chừng 8 vị đế quân kia cũng đều sắp điên, khắp thiên hạ cũng đều muốn điên. Đế tộc 8 phương sẽ ổn thỏa không tiếc cái giá giết vào Thương Huyền.
hắn vốn định lợi dụng Khương Phàm kiềm chế sự chú ý của các phương, tranh thủ thời gian sung túc tu dưỡng khôi phục. Chỉ cần có thể tái nhập đế cảnh, hắn ở thế giới này sẽ không còn sợ hãi, đế quân tám phương đều sẽ biến thành con mồi của hắn, nhưng bây giờ... Đế tổ hỏi, lúc nào Khương Phàm tiến công Xích Thiên Thần Triều? Nói là trong vòng 3 tháng, hắn vừa mới bắt lấy Phù Tang Thần Cung, cần thời gian chỉnh đốn. Dựa theo lời hắn nói, hắn là phải chờ địa ma thụ khôi phục, còn muốn tạo nên thánh hoàng mới. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có được 8 vị thánh hoàng. Man Thiên Cương nhắc đến hai chữ thánh hoàng liền cau mày, tiềm lực chiến tranh của Khương Phàm kiếp này so với kiếp trước càng mạnh hơn rất nhiều. Trước mắt cường giả thánh hoàng dưới trướng vẻn vẹn liền có địa ma thụ, 3 phượng hoàng, 2 vị không võ, sau này còn có thể sẽ càng có càng nhiều hơn nữa. Quả nhiên, đột sát tẩy sạch, lại càng dễ tích lũy tài nguyên hơn so với, liên hợp tung hoành. 3 tháng, Man Hoàng Đế Tổ nhìn Man Thiên Cương đang quỳ lạy ở phía dưới, tâm tình hơi có vẻ bực bội, mặc dù, hài tử, này đang rất tận tâm giúp hắn khôi phục thực lực, nhưng bây giờ Man Hoàng chiến tộc quá yếu. Kém xa cái thời đại kia của hắn 1%, ngoại trừ cung cấp tài nguyên cho hắn ra, lại không bỏ ra nổi càng nhiều tài nguyên để bồi dưỡng thánh vương cùng thánh hoàng mới. Đế tổ, cần ta liên hệ cùng huyết ma tộc không? Chỉ cần chúng ta thoáng thỏa hiệp, liền có thể đạt được tài nguyên từ nơi đó. Man Thiên Cương vừa mới mở miệng liền phát giác được ánh mắt sắc bén của đế tổ đang đính ở trên người hắn, thân thể hùng tráng uy mãnh khẽ run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu không còn nói bừa. Ta đi sinh mệnh thần điện một chuyến. Bây giờ nơi Man Hoang đế tổ có thể mượn dùng lực lượng, chỉ có nàng. Sinh mệnh thần điện. Man Thiên Cương cảm thấy kỳ quái, Man Hoang chiến tộc cùng tinh linh tộc không có bất cứ liên hệ nào, tìm bọn hắn có làm được cái gì. Tuy nhiên, từ sau khi đế tổ trở về, ngược lại rất chú ý mảnh cấm địa của sinh mệnh ở đông nam bộ kia. Nàng ở nơi đó. Nàng là ai? Không có nàng. Ta và nó đã sớm chết ở thượng thương. Trong đôi mắt lạnh lẽo của đế tổ hiện lên mấy phần phức tạp, hắn có thể sống đến bây giờ, đúng là bởi vì nàng, cái sợi u ảnh kia, cũng là bởi vì nàng mà tồn tại. Nhưng, hắn thật không nguyện ý lại cùng với nàng liên hệ. Càng không nguyện ý khẩn cầu nàng. Chuyện này luôn có thể để hắn nhớ tới, ở trong hắc ám vô tận đó, ở trong cô độc cùng tuyệt vọng đó, hắn cao ngạo nhưng đã từng khẩn cầu nàng bố thí, khát vọng sống tiếp. Đó là thời khắc bi thương nhất của hắn, càng là chuyện cũ để hắn nghĩ lại mà kinh hãi. Nhưng kịch biến thương huyền sắp đến, nếu như hắn không thể trở về thần linh cảnh tại thời điểm này thì sau khi tin tức bại lộ, tất nhiên, hắn sẽ biến thành con mồi. Sau khi Khương Phàm rời khỏi Man Hoang cổ địa, hắn đã cố ý thoáng lưu lại đỉnh núi, nhắc nhở Man Khôi. Thế sự chính là kỳ diệu như vậy, 30.000 năm bỏ ra bao công sức đổi được bình tĩnh. Là có thể trong 30 năm ngắn ngủi triệt để đạp đổ thiết lập lại. Mà chúng ta, vừa vặn ở trong trận kịch biến, 30 năm, này. Man Khôi, Thương Huyền sắp biến thiên, hãy cố gắng trưởng thành đi, muốn chứng kiến trận lịch sử này, đầu tiên phải sống sót, muốn rực rỡ hào quang trong trận cuồng chiều lịch sử này, người càng phải đủ cường đại. Man Khôi không nghĩ tới Khương Phàm lại còn có ý tốt nhắc nhở hắn. Đế tộc Tám Phương, Cửu Châu Thập Tam Hải. Toàn bộ cường tộc đều ép tới Thương Huyền, mà ngươi lại đang ở trong trung tâm phong bạo, ngươi có thể sống sót sao? Khương Phàm cởi mở cười nói. Càn khôn chưa định, ai dám vọng đoán thành bại, càn khôn cố định, ta cũng muốn thay đổi càn khôn. Tốt nhất là ngươi có thể cầu nguyện cho ta sống đến cuối cùng, nếu không thì ai có thể chống cự được với đế tộc, ai có thể nghênh chiến quần hùng, nếu như ta thất bại, ta chết rồi. Điều chờ đợi Thương Huyền chính là nô dịch bi thảm mấy vạn năm thậm chí là mười mấy vạn năm sau. Man Khôi nhận xúc động. Man Hoang chiến tộc chúng ta mới là chủ nhân chân chính của Thương Huyền, chúng ta sẽ bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Không tệ, cuối cùng chúng ta cũng đã có chút đề tài cùng nhau rồi. Tới, ôm một chút. Ôm. Nếu như không quen, vậy thì bắt tay một cái đi. Khương Phàm vươn tay, tình chân ý thiết. Nguyện khai mạc vở kịch lớn trong tương lai, ngươi và ta đều là nhân vật chính. Man Khôi nhìn Khương Phàm, có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Khương Phàm, hắn có chút động người, cũng duỗi ra cái ma chảo to lớn với Khương Phàm. Khương Phàm nắm chặt một ngón tay nhọn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó cáo từ rời khỏi. Man Khôi đưa mắt nhìn bóng lưng Khương Phàm, hắn sâu hít mạnh một hơi, toàn thân dâng trào chiến ý, hào tình vạn trượng.
hắn muốn trưởng thành, hắn muốn phấn đấu, hắn cũng muốn làm nhân vật chính trong trận chiều cường lịch sử này. Nhưng, Man Khôi không biết, Khương Phàm nhiệt tình và, nắm tay, là đang cố ý làm cho một ít người nhìn. Quả nhiên, đám yêu thú bí mật giám sát trong rừng rậm đều nhao nhao chứng kiến đến cái hình ảnh làm cho người ta khiếp sợ này, Khương Phàm và Man Khôi trò chuyện với nhau thật vui, lại nhiệt tình, nắm vuốt. Nhất là một con yêu hầu còn mang tới tinh thạch không gian. Không lâu sau đó, người của Xích Thiên Thần Triều phụ trách tọa trấn tại phía đông Đọa Lạc Thiên Quốc đã đạt được cái tin tức rung động này, hắn khẩn cấp trở về thần triều. Lúc này trong hoàng cung đang thảo luận chuyện Chu Nguyên Bá. Đây không thể nghi ngờ là một tin cực kỳ vui. Chu Nguyên Bá lại còn sống. Không chỉ có linh hồn, mà còn có cơ thể hoàn chỉnh. Bất luận là từ luân lý hay là trên giá trị, bọn hắn cũng đều không tiếc cái giá phải chuộc Chu Nguyên Bá về. Mặc dù Khương Bá cắn chết chỉ sẽ trao đổi linh hồn, nhưng đây hẳn chỉ là ranh giới cuối cùng của bọn hắn, chỉ cần chúng ta gom góp đủ tù binh bọn hắn cần, hẳn là sẽ có thể chuộc hoàn chỉnh Nguyên Bá lão tổ về. Chu Kỳ kích động biểu đạt ý kiến. Chu Phục Sinh lão tổ và các nhân vật cấp lão tổ khác đều phấn chấn, đây được xem như là một tin tức tốt duy nhất bọn hắn nghe được trong khoảng thời gian này. Chu Nguyên Bá là nhân vật số 3 của thần triều, lực lượng trung kiên chân chính, vững chắc tại cảnh giới Thánh Hoàng đã mấy trăm năm, không chỉ có trạng thái thân thể đang ở vào thời kỳ đỉnh phong nhất, mà tính tình cũng là càng dũng mãnh bá đạo, cực tốt để chinh chiến. Nếu như có thể chuộc về, không chỉ có thể phấn chấn khí thế thần triều, càng có thể trở thành sức chiến đấu cường hãn. Mau chóng mang Ngô Thiên Khải cùng thụ yêu gì kia về thần triều, đến Thiên Lang Quan làm giao dịch cùng Khương Phàm. Càng nhanh càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Thời điểm ban đầu Chu Phục Sinh bị làm tù binh bọn hắn còn có chút lo lắng, không nghĩ tới lại có thể trao đổi được Nguyên Bá lão tổ trở về, không thể nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn. Chu Diễm nhìn đám người đang kích động, trong lòng có chút chần chờ, nhưng sau khi suy nghĩ hắn vẫn tiến về phía trước, nói. Thần Tôn, ta đề nghị hãy nghĩ lại cho kỹ. Cá nhân ta rất hy vọng có thể đổi Nguyên Bá về, nhưng khẳng định Khương. Có thể có chuyện gì ẩn giấu ở bên trong. Thời điểm giao dịch, hai bên phái người tới kiểm tra trước, nếu như Nguyên Bá lão tổ có vấn đề gì, chúng ta lập tức rút về. Một vị lão tổ Thánh Vương dùng ánh mắt ra hiệu Chu Diễm đừng lại nhiều lời, để tránh chọc giận thần tôn. Ta nói là bản thân chuyện này đáng để cân nhắc. Chu Diễm lại giống như không nhìn thấy nhắc nhở. Chu Phục Sinh cũng dùng ngữ khí nghiêm khắc nhắc nhở Chu Diễm. Ngươi hẳn hiểu rõ Khương Phàm nhất, nhược điểm lớn nhất trong tính tình của hắn chính là trọng tình. Sự kiện tế cờ năm đó, bọn hắn lại vì hai nữ tử, triệt để từ bỏ tất cả trận tuyến tại Thiên Khải chiến trường, không quan tâm gì mà tập kết toàn bộ lực lượng giết đến Xích Thiên Thần Triều, lao thẳng đến dưới chân Hoàng Thành. Trận chiến kia, đánh trọn vẹn 37 ngày, cũng đã rung chuyển căn cơ Hoàng Thành. Trong đám tù binh bây giờ, một kẻ là huynh đệ kết nghĩa của Khương Phàm, một kẻ là nhân vật quan trọng của thần giáo, một kẻ là bộ hạ của hắn, còn có thiếu chủ tương lai của Hỗn Độn Tử Phủ. Mặc kệ hắn là vì bản thân mình, hay là vì ổn định xí thiên giới, cũng đều phải không tiếc cái giá nào mà tiến hành giao dịch. Chu Diễm đột nhiên quỳ xuống đối với Xích Thiên Thần Tôn. Thần Tôn, ta không có ý bỏ qua Nguyên Bá, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào để đổi hắn trở về, ta cũng tin tưởng Khương Phàm là muốn giao dịch thật, nhưng điều ta lo lắng chính là mục đích phía sau giao dịch của Khương Phàm. Đầu tiên, địa điểm giao dịch là ở Thiên Lang Quan, bên ngoài hơn 3 vạn. Phòng ngự nơi đó kém xa thần triều 1%, nếu như bọn người Khương Phàm thừa cơ nổi lên, tất nhiên sẽ là một trận ác chiến. Thứ hai, nếu như muốn bảo đảm giao dịch thuận lợi tiến hành, chỉ sợ thần tôn ngài cần tự mình đi qua, nhưng trong tay Khương Phàm có liệp thần thương, còn có số lượng lớn thánh hoàng thánh vương, rất có thể sẽ uy hiếp được ngài. Khương Phàm chinh phạt đông bộ, đã hiện ra thực lực, lại lấy được tài nguyên của Phù Tang thần cung cùng hai đại hoàng tộc khác. Thực lực chắc chắn đã nhanh chóng tăng lên trong thời gian ngắn, cường giả dưới trướng sẽ mạnh lên. Chu Diễm lo lắng, thanh âm càng cao vút hơn, dần dần đè xuống tâm tình kích động của đám người. Hoàng cung trong chính điện bầu không khí thoáng kiềm chế xuống tới. Mặc dù đề nghị của Chu Diễm tại Thiên Khải chiến trường đã đúc thành sai lầm lớn, bị cả triều chỉ trích, nhưng lo lắng vào thời khắc này, lại tựa hồ như có chút đạo lý. Lực lượng thần triều bọn hắn bây giờ toàn bộ đều tập kết tại nội bộ Hoàng Thành, cho dù Khương Phàm có thật sự thành thần cũng đều rất khó dung chuyển được. Nhưng nếu như là tại Lang Nha Quan,
nơi đó phòng ngự hệ thống đối với Khương Phàm hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Chu Diễm tiếp tục nhắc nhở. Thời gian ước định của Khương Phàm là đầu tháng 3 năm sau, nói là cho chúng ta thời gian chuẩn bị, gom góp tù binh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như Khương Phàm thật sự sốt ruột muốn giao dịch, thời gian xác này thực hơi có vẻ dài quá. Thời gian Khương Phàm bắt lấy Phù Tang là ngày 10 tháng 12, đến đầu tháng 3 năm sau, chính là dòng dã 3 tháng, trong khoảng thời gian này giống như đầy đủ để nội bộ bọn họ tiêu hóa hấp thu tài nguyên của Phù Tang cùng hai hoàng tộc. Chuyện này cùng với việc nói là đang cho chúng ta thời gian gom góp tù binh, chẳng phải là nói đang cho hắn thời gian chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ta xác thực hiểu rất rõ Khương Phàm, hắn rất trọng tình, cũng rất điên cuồng, nhưng hắn càng tinh minh xảo trá hơn, ta hoài nghi là, xác thực Khương Phàm sẽ tiến hành giao dịch vào cùng ngày với chúng ta, nhưng sau khi hoàn thành giao dịch, rất có thể hắn sẽ lập tức khởi xướng tiến công. Mục đích thực sự của hắn, chính là dùng Nguyên Bá lão tổ, Câu Thần Tôn cùng cường giả thần triều, quyết chiến tại Thiên Lang Quan. Sắc mặt của mọi người trong điện đều âm trầm xuống. Vây bắt thần tôn. Mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng ngẫm lại Khương Phàm, hắn giống như không có làm qua bất cứ chuyện gì bình thường cả. Ví dụ như, cuộc chiến Phù Tang lần này, thật sự là đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, càng là đánh để Phù Tang thần cung trở tay không kịp. Có một vị lão tổ thánh vương đưa ra dị nghị. Người hoài nghi như thế mặc dù có chút đạo lý, nhưng đừng quên, Khương Phàm vừa mới tuyên cáo với Tổ Sơn tại Thượng Thương, bọn hắn cố ý ngừng lại nội chiến, mục tiêu chủ yếu chỉ nhằm vào ngoại vực hoàng đạo, mà không phải chí tôn hoàng đạo. Tê Liệt, trận đùa giỡn kia rất vụng về. Khương Phàm cố ý dùng phương thức như vậy, tê liệt tính cảnh giác của chúng ta. Mục đích của hắn đúng là để cho chúng ta nghĩ lầm sau đó hắn phải bôn tập Cửu Lê Thần Cung, nhưng nếu như chúng ta thật sự cho rằng như thế, liền chúng phải gian kế của hắn. Nhưng Khương Phàm rất rõ ràng thực lực của thần tôn, cho dù hắn có Liệp Thần Thương, cũng không thể nào trực diện đối kháng với thần tôn được. Xác thực Khương Phàm không địch lại, làm không tốt còn sẽ nằm trong tay thần tôn, nhưng hắn còn có một thế giới hỗn độn thần bí. Chu Thiên thần tôn và đám người đó rõ ràng đã cam đoan qua, cái thần uy kia là gấp xí thiên giới mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Khương Phàm có thể giải quyết Phù Tang thần cung chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, vô cùng có khả năng chính là mượn thế giới hỗn độn thần bí kia. Chu Diễm quỳ trên mặt đất, kiên trì đưa ra phán đoán của mình. Chu Phục Sinh và Chu Ngạo Hoàng cũng không có trực tiếp phản bác, đến một lần quả thật có chút đạo lý, trước đó Chu Diễm đã từng dự phán qua Khương Phàm là muốn bôn tập Phù Tang thần cung, đã chứng minh hắn thật sự rất hiểu rất rõ Khương Phàm. Trước tiên mang Ngô Thiên Khải và Thụ Yêu về. Tất cả các ngươi đi xuống đi. Xích Thiên thần tôn lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, giống như không để ý đến đám người đang kịch liệt thảo luận. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần tôn không tiếp nhận đề nghị của Chu Diễm sao, hay là không muốn trao đổi Chu Nguyên Bá lão tổ. Nhưng nhìn đến sắc mặt thần tôn, ai cũng không dám nhiều lời, cung kính hành lễ, sau đó hạ thấp thân phận lui ra. Duy chỉ có Chu Phục Sinh trước khi đi lại lần nữa nhìn thần tôn đang ngồi ngay ngắn ở chỗ cao. Từ sau khi trở về từ Thiên Khải chiến trường, thần tôn đã thường xuyên âm thầm thất thần, không quan tâm đến gì khác. Ngẫu nhiên rất bực bội, thỉnh thoảng sẽ rất mê mang. Trong mắt của người khác xem ra, đây cũng là sầu lo đối với cục diện trước mắt. Nhưng Chu Phục Sinh mơ hồ có thể đoán được ý nghĩ sâu trong nội tâm, hối hận cùng tự trách của thần tôn. Thần tôn hối hận về trận quyết định tại Thiên Khải kia. Mặc dù tình thế lúc ấy rất nguy cơ. Bọn hắn không chỉ có bị bóp chặt yết hầu, còn đứng trước Khương Phàm phản kích lần nữa, không thể không bí quá hóa liều. Mặc dù thần tôn mục đích thực sự chỉ là tạm thời trấn an đế tộc, sau khi giải quyết Khương Phàm trong thời gian ngắn, lại bí mật xử lý chuyện đế tộc. Mặc dù sau cùng các loại ngoài ý muốn đã hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Nhưng, chuyện cuối cùng vẫn phát triển đến phương hướng bết bát nhất. Tờ huyết thư kia đối với thần tôn mà nói là như nghẹn ở cổ họng. Một khi huyết thư bị công khai, ngôn luận của dân chúng chắc chắn sẽ giống như những thanh đao thật mỏng, mở ra mặt mũi thần tôn, mở ra trái tim của hắn, vẽ cho hắn vết thương chồng chất. Hắn sẽ biến thành tội nhân thương huyền, bị chúng sinh phỉ nhổ, càng không còn mặt mũi đối với tiên tổ. Cho nên thời điểm khi nghe Chu Kỳ trở về báo cáo, Khương Phàm cố ý ngừng nội chiến lại, thần tôn đã hoảng hốt. Cũng không phải thần tôn tin tưởng Khương Phàm thực sẽ ngừng lại. Mà là Khương Phàm bắt đang đầu mượn nhờ Tổ Sơn tuyên cáo chính diện hình tượng vĩ ngạn của mình,
mà chí tôn hoàng đạo bọn hắn thì lúc nào cũng có thể biến thành biểu tượng của tội ác. Cái cảm giác này, chỉ sợ chỉ có thần tôn chân chính bỏ ra thời gian 2.000 năm của mình đối với Thương Huyền mới có thể cảm nhận được. Phục sinh lão tổ. Chu Diễm vừa đi ra cửa điện liền chủ động gọi Chu Phục sinh lại. Để thần tôn an tĩnh mấy ngày đi. Chu Phục sinh phất phất tay, chặn lời Chu Diễm. Thế nhưng, bàn lại. Nhưng, ai cũng không nghĩ tới sau 6 ngày ngắn ngủi, tin dữ đã truyền đến. Tộc lão hoàng thất bí mật giám sát man hoang chiến tộc khẩn cấp trở về hoàng cung, dâng lên tinh cầu ký ức. Bọn người Chu Phục sinh tề tụ tại hoàng cung, nhìn hình ảnh mơ hồ bên trong tinh cầu, sắc mặt trở nên khó coi không gì sánh được. Cứ việc tinh thạch ký ức cách rất xa, nhưng thông qua hình ảnh lặp đi lặp lại phân biệt, còn có thể nhìn ra là Khương Phàm, bọn người Đông Hoàng Càn. Khương Phàm lại bí mật tiếp man hoang chiến tộc. Man hoang chiến tộc lại còn mời Khương Phàm tiến vào man hoang cổ địa. Thời khắc rời khỏi, Khương Phàm lại còn nắm tay cùng man khôi của man hoang chiến tộc. Đây là mang ý nghĩa đạt thành giao dịch sao? Về mặt thời gian đến xem, hẳn là như Khương Bá nhất trí định ngày hẹn bọn hắn tại Thượng Thương. Nói cách khác, mục đích khác mà Khương Phàm cao điệu tuyên bố định ngày hẹn chí tôn hoàng đạo tại Thượng Thương, chính là hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn. Hắn thì nhân cơ hội này bí mật tiếp man hoang, ký kết hiệp nghị kết minh. Chu Diễm lập tức nói. Thần tôn, suy đoán của ta tuyệt đối không sai. Khương Phàm chính là muốn phục kích ngài tại Thiên Lang Quan. Hắn cố ý kéo dài đến đầu tháng 3 năm sau, ngoại trừ để mình chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thì còn lại chính là giao dịch cùng man hoang chiến tộc, mời bọn hắn phó ước Thiên Lang Quan, liên thủ vây bắt ngài. Sắc mặt của Chu Phục Sinh và đám người đều trở nên âm trầm xuống, tên Khương Phàm này quá ác độc, cũng quá to gan, hắn vừa mới giải quyết xong Phù Tăng Thần Cung, mà mục tiêu tiếp theo đã dám nhắm ngay đến hoàng đạo mạnh nhất Thương Huyền là bọn hắn đây. Nếu như bọn hắn đi qua mà không có chút chuẩn bị nào, số lượng lớn Thánh Hoàng lại đột nhiên xuất hiện, bên trong còn có hai vị Thánh Hoàng không gian, hai vị man hoang Thánh Hoàng, tình cảnh kia. Cho dù là thần tôn, cũng đều có thể bị điên cuồng phế bỏ. Rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn cũng nghiêm túc. Xí Thiên Giới bây giờ có mấy Thánh Hoàng? Cái này rất khó xác định. Theo tin tức từ Chu Thiên Thần Điện cùng Quang Mang Thần Điện nơi đó suy tính, lúc ấy Quang Mang Thần Tôn đã chém giết qua mấy vị Thánh Vương cùng Thánh Hoàng. Nhưng Khương Phàm không chết, Đông Hoàng Toại và Đông Hoàng Càn không chết, Kiều Vô Hối không chết, bốn người này đều là có thể xác định. Mà năng lượng hỗn độn của thế giới vừa mới xuất hiện khẳng định rất mạnh. Khương Phàm còn siêu tập được tài nguyên từ Phù Tang Thần Cung cùng hai hoàng tộc, hẳn là còn có thể tạo nên. Hai người nữa, như vậy tính ra, chính là 6 Thánh Hoàng. Man hoàng chiến tộc 2 vị. Không, bọn hắn biết bên ngoài náo động, hẳn là cũng sẽ đều điều tài nguyên trong tổ từ ra, bồi dưỡng Thánh Hoàng mới như chúng ta. Hai bên liên thủ, đoán chừng có 9 vị Thánh Hoàng. Lúc Chu Phục Sinh nói cũng đều âm thầm nhếch miệng. Lúc nào Thánh Hoàng lại có thể xuất hiện với số lượng lớn như vậy? Nhưng lại không thể không thừa nhận, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, không còn là giai đoạn hòa bình như trước đó, các nhà đều là dùng hết khả năng để bồi dưỡng cường giả, nội tình mấy vạn năm nhất định có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Chu Ngạo Hoàng và đám người lại lần nữa trầm mặc, nếu như không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, thần tôn sẽ tự mình tới Thiên Lang Quan áp trận. Khương Phàm đột nhiên nổi lên phía dưới. Phối hợp với thế giới hỗn độn kia kiềm chế, thần tôn thật sự là giữ nhiều lành ít, Chu Nguyên Bá vừa mới giao dịch trở về, cũng có thể là sẽ chết thảm tại Thiên Lang Quan. Thật ác độc, hắn lại dám nhắm mục tiêu trực tiếp ngay Xích Thiên Thần Triều chúng ta. Cường giả hoàng thất âm thầm hít một hơi, mặc dù bọn hắn biết sớm muộn cũng sẽ phải đối đầu cùng Khương Phàm, nhưng bọn họ thật sự không ngờ tới, Khương Phàm lại trực tiếp nhắm đầu mâu chiến tranh đến phía bọn hắn. Rất nhiều người đều nhìn về vị lão tổ tông Chu Diễm này, không hổ là người lớn lên từ nhỏ cùng Khương Phàm, xác thực hiểu rất rõ. Đầu tiên là Phù Tang Thần Cung, lần nữa là Thiên Lang Quan, tất cả đều bị hắn đoán chắc. Mà, nếu thật muốn nói rõ chi tiết, đề nghị của Chu Diễm trước đó tại Thiên Khải kỳ thật không sai, chỉ là cũng không ai ngờ tới lại có ngoài ý muốn từ Cửu Thiên Thần Giáo như thế. Nếu không Xí Thiên Giới đã sớm bị hủy, Khương Phàm càng sẽ bị giam giữ. Chu Ngạo Hoàng bực tức nói. Khương Phàm dám trực tiếp tính toán thần tôn của chúng ta, hắn đúng là chán sống. Thánh Vương trở lên, toàn bộ đều lao tới Thiên Lang Quan, quyết chiến cùng Khương Phàm.
Chu Phục Sinh nhíu mày quát tháo. Ngươi ồn ào cái gì? Đừng quên bọn người Khương Phàm có võ giả không gian, sẽ bí mật giám sát thần triều. Nếu như chúng ta xuất động toàn thể, Khương Phàm điều động thế giới hỗn độn tiến đụng vào hoàng thành thì phải làm sao bây giờ? Chu Ngạo Hoàng nói. Chúng ta vừa mới ra cố phòng ngự hoàng thành, chỉ cần có hai thánh hoàng tọa chấn, cũng đủ để kiên trì 10 ngày trở lên. Nếu đám người Chu Thái, Triệu Hoa Vinh đột phá, để bọn hắn tọa chấn. Hai thánh hoàng chúng ta thông qua mật đạo, bí mật chui vào gần Thiên Lang Quan, sau đó lại sắp xếp người đến Quang Mang Thần Điện, yêu cầu lấy Ngô Thiên Khải làm che giấu, mời bọn họ điều động thánh hoàng đến đây trợ giúp, lại từ bọn hắn bí mật liên hệ Chu Thiên Thần Điện, xin mời Chu Thiên Thần Tôn đến Thiên Lang Quan ẩn núp. Mặc dù Chu Ngạo Hoàng kích động, nhưng nghĩ tới đề nghị xác thực có thể thực hiện. Đầu tiên, bọn hắn là nhất định phải cứu vớt Nguyên Bá lão tổ. Thứ hai, nếu muốn cứu lão tổ, thần tôn nhất định phải tới áp trận, nếu không sau khi Khương Phàm giao dịch xong, hắn tùy tiện cũng có thể cướp Chu Nguyên Bá lại. Tên hỗn đản kia dám làm ra chuyện vô sỉ như thế, nếu đã vậy, nhất định phải làm cục ở gần Thiên Lang Quan. Xích Thiên Thần Tôn ngưng tự đôi mắt lại. Lập tức phái người đến Tây Cương, Lương Thành, bố trí pháp trận, Chu Phục Sinh tự mình phụ trách, phải nhất định hoàn thành vào đầu tháng 2. Nhớ kỹ, là đầu tháng 2. Những người khác phái người liên hệ Quang Mang Thần Điện, mời bọn hắn đến đây, báo thù, hứa hẹn với bọn hắn, tất cả tài nguyên Thánh Vương Thánh Hoàng của trận chiến săn giết này, toàn bộ đều giao cho bọn hắn. Lại mời bọn hắn bí mật liên hệ Chu Thiên Thần Điện, xin mời Chu Thiên Thần Tôn tới trợ giúp, nếu như hắn không dám tới, liền cần phải điều động hai vị Thánh Hoàng trở lên. Chuyển lời với hắn, đây là chiến thư Khương Phàm đã đưa ra, chúng ta nhất định phải tiếp. Đám người ầm vang lĩnh mệnh. Chiến ý dâng cao. Nếu Khương Phàm lại muốn nổi lên chiến tranh trong thời gian ngắn, bọn hắn liền phụng bồi tới cùng. Chu Diễm âm thầm nắm tay, đáy mắt lấp lóe ý lạnh, Khương Phàm ơi Khương Phàm, thợ săn và con mồi thật muốn thay đổi rồi, chỉ mong ngươi đã chuẩn bị xong. Thế giới ngũ hành hỗn độn. Cuộc chiến Phù Tang toàn thắng đã nhanh chóng để trấn khí thế của đám người. Phù Tang thần thụ mặc dù đã bị chặt đứt, nhưng sau khi lôi vào vẫn phóng thích ra thái dương tinh hỏa mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng giống như mặt trời, chiếu khắp thế giới ngũ hành mênh mông. Hơn 3 vạn con đại xích hỏa nha nhao nhao rơi vào phía trên, cảm nhận được thái dương tinh hỏa rèn luyện. Bởi vì trước khi khai chiến, Kim Ô yêu tộc đã sử dụng toàn bộ liệt dương quả, cho nên tài nguyên mong đợi nhất cứ không có như vậy, tuy nhiên di hài Kim Ô cùng mấy triệu mãnh cầm đều là bảo vật tuyệt hảo. Trong đại điện Kim Ô Phù Tang tầng thứ 9 cũng phong tồn lấy bảo khí chấn tộc của Kim Ô yêu tộc, cùng một bộ phận hỏa tinh quý giá còn chưa có bắt đầu dùng. Tài nguyên của hai hoàng triều cũng làm cho người ta vui mừng. Tại thời điểm phân phối tài nguyên, Thái Tổ Kim Ô cùng Thái Hoàng Kim Ô toàn bộ đều để lại cho Khương Phàm. Một con là Tân Tấn Thánh Hoàng, một con là Thánh Hoàng Đỉnh Phong, sẽ xứng đôi cùng thuộc tính liệt diễm của Khương Phàm. Bây giờ Khương Phàm cần tiếp tục tăng thực lực lên. Cho nên tự nhiên sẽ giữ lại thứ quý giá nhất. Ngoài ra, tất cả Kim Ô yêu tộc săn giết được, từ lúc mới sinh ra đến Thánh Vương Đỉnh Phong, toàn bộ đều giao cho Tặc Điểu. Tặc Điểu vừa mới dùng thần huyết của Quang Mang Thần Tôn cùng năng lượng hỗn độn tái tạo huyết đan, thể chất phát sinh thay đổi căn bản, có thể chịu được năng lượng như vậy. Bên trong tài nguyên của trận chiến Phù Tang này không có thần vật, kích phát không ra biến đổi linh văn mới. Kỳ tích duy nhất có thể mong đợi chỉ có thể là Tặc Điểu cùng đồ đằng của nó. Cho nên, đám người nhất trí quyết định, phải dùng toàn tộc Kim Ô hùng bá đông bộ, triệt để tỉnh lại tiềm lực của Thái Dương đồ đằng, kích phát Tặc Điểu tiến tới Thánh Hoàng. Cái này cũng thuộc về hành động đẩy mạnh, nhưng lại không chỉ là đẩy mạnh. Đây là tế hiến toàn bộ Kim Ô yêu tộc, và bộc phát đồ đằng, tất cả mọi người đều ký thác kỳ vọng cao đối với Tặc Điểu. Về phần mấy triệu mãnh cầm khác, cường giả hoàng tộc, tài nguyên hoàng triều, thì chia ra 3 bộ phận. Một bộ phận giao cho thiên hậu, tiếp tục tăng thực lực lên. Dù sao linh văn của nàng bây giờ là thánh hoàng thiên phẩm, kim hống, đăng xa, côn bằng dưới trướng đều đã được kích phát huyết mạch, chỉ cần tài nguyên liền có thể trưởng thành. Lấy linh văn cùng tiềm lực của thiên hậu, tăng lên cảnh giới tương đối dễ dàng. Một bộ phận khác thì tặng cho 3 vị chủ nhân hỗn thiên linh bảo là Lý Dần, Hàn Ngạo, Khương Bân. Cũng là muốn thông qua kích phát năng lượng thần binh, đến để thăng cảnh giới bản thân cùng thực lực của bọn hắn. Bộ phận còn lại, thì tặng cho Cơ Lăng Huyên, Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt, Phượng Bảo Nam,
Kiều Linh Vận đã được Khương Phàm chuyển tặng Đại Hoang phần thiên ấn, du cảnh chiến trở đến thần nguyên tự nhiên của bán thánh. Tài nguyên của Phù Tăng Thần Cung cùng hai hoàng triều đều vô cùng hùng hậu, lần này toàn lực đến đỡ, hẳn là có thể kích phát tiềm lực thật sự của bọn hắn, toàn diện mở ra huyết mạch cùng tư chất của bọn hắn. Ngoài ra, Giả An Nhiên và Khương Phàm còn mang về số lượng lớn rễ của Phù Tăng Thụ vùi vào thế giới ngũ hành, đang mong đợi có thể sinh trưởng ra Phù Tăng Thụ chân chính. Đan Hoàng sưu tập tất cả dược liệu quý giá của hoàng triều, triệu tập các luyện đan sư bắt đầu luyện đan. Thời điểm tiến công Phù Tăng Thần Thụ, để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm nên cần hắn đóng vai chiến sĩ một lần, bây giờ chiến tranh đã toàn thắng, tiếp theo cũng không đặc biệt cần hắn.